Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 173. Hết thảy chờ ngươi tới vực ngoại đi. Thằng nhóc, đi, chúng ta vực ngoại tạm biệt. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, ma hoàng đột nhiên biến mất, quá quỷ dị. Nhất định phải chú ý ma hoàng, nhất định. Một khắc sau, một đạo ma khí phóng lên cao. Biến mất ở Diệp Thần tầm mắt bên trong. Diệp Thần nhìn thân ảnh đi xa, con ngươi đông lại một cái. Ma đế lại một lần nữa nói tới ma hoàng, xem ra ma hoàng thật sự có uy hiếp. Nếu như không xuất hiện nữa, Diệp Thần cũng dự định đi vực ngoại tìm ma hoàng. Chủ động đánh ra mới là vương đạo. Diệp Thần bế quan, thiên đạo cung bên trong, sùng quang thần hà cung ánh sáng vạn trượng, ánh chiếu bầu trời, hiên viên mặc tà thân ở cung điện bên trong, ánh mắt chớp động, mặt không cảm giác, để cho người không thấy rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Mạc huyết minh, hiên viên mặc tà khóe miệng bỗng nhiên miệng nhếch một cái lạnh lùng độ cong, ngươi thật đúng là mạng lớn, mấy ngày trước động tĩnh lớn như vậy, đều đang không có giết ngươi ngươi. Nhìn ở chân trời chiến thư, hiên viên mặc tà rõ ràng, không tới một tháng sau, cái này chiến thư chỉ sợ là sẽ không tiêu tán, mà mình vậy phải tiếp cái này chiến thư, nếu không thanh danh của hắn đem hoàn toàn bại xấu xa, bốc lên dùng luân hồi chi chủ sự việc vậy sẽ bại lộ, dẫu sao luân hồi chi chủ là không thể nào tránh đánh. Rất tốt, nếu ngươi muốn cầu chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hiên viên mặc tà chậm rãi nhắm mắt, hắn rất rõ ràng Mạc huyết minh nhất định là có lá bài tẩy, cho nên mới dám đối với mình tuyên chiến. Nhưng là hiên viên mặc tà vậy có mình tự tin, mình lá bài tẩy, huống chi cái này mấy ngày, hắn đã sắp hoàn toàn nắm trong tay Chu Tiên kiếm. Vạn thần sơn đánh một trận, chém chết Mạc huyết minh. Hiên viên mặc tà khí thế bùng nổ. Sùng quang thần hà cung đột nhiên chấn động đứng lên, toàn bộ thiên đạo cung cũng vào giờ khắc này ông minh vang động. Diệp thần, nếu như trận chiến này ngươi thành thật một chút khá tốt, nếu như muốn chiếm tiện nghi, ta liền thuận tay cầm ngươi vậy xóa bỏ. Vạn thần sơn đánh một trận ta muốn du ngoạn tuyệt đỉnh, dám cản ta người, tất cả đều chu diệt. Vạn thần sơn đánh một trận, chiến thư chiêu cáo thiên hạ, cái này làm cho cả thần quốc cũng chấn động đứng lên. Trong mấy ngày nay, thần quốc nội chúng sanh, bất luận là tông môn đứng đầu, vẫn là giết heo hàng rong, tất cả người thảo luận đều là chuyện này. Tu La chi chủ và thiên đạo đứng đầu đánh một trận, thành toàn bộ thần quốc chúng sanh trà dư tử hậu cần thiết thảo luận sự việc. Mà và chuyện này có liên quan hai người nhân vật chính, giờ phút này nhưng là im tiếng biệt tích, hiển nhiên đều đang bế quan bên trong, muốn điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, lấy khỏe hẳn dung mạo nghênh đón chàng này cuộc chiến sinh tử. Khoảng cách một tháng ước hẹn chỉ còn lại 20 ngày, Phục Ma Điện, Diệp Thần giống vậy đang bế quan. Vạn Thần Sơn đánh một trận bất luận là đối với thần quốc chúng sanh, hay là đối với Diệp Thần và Mạc Huyết Minh hai vị nhân vật chính mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu một chuyện. Diệp Thần cái này mấy ngày đều ở đây luyện hóa tử tiêu thạch, bất quá muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá thiên thần cảnh vẫn là vô cùng khó khăn, dẫu sao trong khoảng cách lần đột phá mới cũng không lâu lắm. Bất quá cũng may Diệp Thần vơ vét Mạc huyết minh bảo khố, trong đó vô số linh đan rượu dược tạm thời không để ra, để cho Diệp Thần bất ngờ một viên đen nhánh vô cùng, ma khí ngập trời hạt châu. Đây là ma ngưng châu, đến từ vực ngoại, chỉ có thánh tổ cảnh đỉnh cấp đại ma bỏ mình lúc đó, trong cơ thể vô tận ma khí ngưng tụ mà thành chân bảo. Ma ngưng châu đối với ma đạo mà nói, là chí cao vô thượng bảo vật, luyện hóa sau khi cắn nuốt có thể nâng cao tự thân mấy cảnh giới, còn có thể lấy được đại ma một ít truyền thừa. Nhưng là đối với chánh đạo tu sĩ mà nói, ma ngưng châu chỗ dùng liền cũng không lớn, thậm chí còn sẽ biến thành chí mạng nhất độc dược. Bất quá hết thảy các thứ này đối với Diệp Thần mà nói đều không phải là vấn đề khó khăn, nước suối vàng cọ rửa dưới, tùy ý ma ngưng châu ma khí ngút trời, cũng bị cọ rửa dịch thấu trong suốt, thánh khiết không rảnh. Bất quá cứ như vậy, ma ngưng châu hiệu quả liền rất kém cỏi. Bất quá mượn ma ngưng châu đột phá đến thiên thần cảnh, vẫn là một chuyện rất đơn giản. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trong đại điện, quanh thân linh khí cổn đáng, hồng mông khí hội tụ thành một phiến đám mây sương mù trôi lơ lửng ở Diệp Thần bốn phía, vô địch khí thế tràn ngập bên trong đại điện. Diệp Thần coi như là nhắm mắt tính tọa, vậy giống như một tôn cao nhất nắm giữ, kiếp trước luân hồi chi chủ uy nghiêm dần dần xuất hiện ở Diệp Thần trên mình. Trong cơ thể, tử tiêu thạch bị cực nhanh luyện hóa. Ở tử tiêu thạch trung ương nhất, một viên thông suốt thánh khiết, ánh sáng màu thuần túy hạt châu tản mát ra tinh thuần lực lượng, bồi bổ vạn vật vậy, hạt châu xoay tròn lúc đó,
hào hùng lực lượng dung nhập vào Diệp Thần toàn thân, để cho Diệp Thần có loại ngâm ở trong suối nước nóng cảm giác. Và lúc ban đầu luyện hóa Ma Ngưng Châu lúc so sánh, thời khắc này Ma Ngưng Châu nhỏ gấp mấy lần, không tới thời gian 2 ngày liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thần nội tâm bình tĩnh không sóng, nhưng đã dự cảm đến khi hoàn toàn luyện hóa Ma Ngưng Châu ngày hôm đó, cũng đem là mình đột phá thiên thần cảnh thời điểm. Nơi này đồng thời, vực ngoại, thung lũng rồng. Từng luồng vũ hóa tiên quang, bồng bềnh ở giữa trời đất toát ra vô tận quang hoa sáng chói, đẹp có uy nghiêm. Một đạo thân ảnh vào lúc này đột nhiên vọt vào thung lũng rồng, ngút trời ma khí cuộn sạch, vũ hóa tiên quang đều bị cuộn sạch tứ tán bay lượn. Phía dưới vô số long tộc thấy một màn này rối rít thần sắc khác nhau, mà lúc này, thung lũng rồng trung ương, nước cảnh long hồ. Đứng sừng ở trên mặt hồ, nguy nga, mênh mông trang nghiêm vũ hóa thiên hoàng trong cung, một đạo khí thế bàng bạc, lôi cuốn vô tận đế vương uy nghiêm long ảnh nhưng là nổ bắn ra ra. Máu đỏ long ảnh, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, mỗi một phiến vảy rồng cũng lóe lên sáng chói xích mang, biểu dương ra lực lượng vô tận. Con rồng này ảnh vừa xuất hiện, cung điện bốn phía bay vút lên hơn 10.000 cái ma long, nhất thời thần sắc cung kính, một cái cúi đầu tỏ vẻ kính ý. Ma đế tiền bối, người trở về, con rồng này ảnh chính là huyết long, mà trước mặt hắn chính là từ thần quốc vội vã chạy về Già Thiên Ma Đế. Chủ nhân như thế nào? Huyết long đối với Diệp Thần hết sức quan tâm, lúc này hỏi. Diệp Thần, hắn rất tốt, Già Thiên Ma Đế rửng rưng một tiếng. Sau đó nói tiếp, bất quá hắn hiện tại cần ngươi trợ lực. Ta trong sâu thẳm cũng có như vậy cảm giác, chủ nhân cần ta. Huyết long nghe vậy ánh mắt chớp động, cái này mấy ngày hắn đúng là có như vậy cảm giác quanh quẩn trong lòng, nếu không phải có thể cảm ứng được Diệp Thần hơi thở ổn định, hắn sợ rằng đã không nhịn được lập tức đi thần quốc. Không biết chuyện gì xảy ra, huyết long sắc mặt ngưng trọng. Chuyện này ở thần quốc đã mọi người đều biết, Già Thiên Ma Đế quanh thân ma khí chấn động. Ánh mắt thâm thúy. Mạc Huyết Minh hướng Hiên Viên Mạc Tà tuyên chiến, Vạn Thần Sơn đánh một trận, Diệp Thần muốn nhúng tay. Tuyên chiến, Huyết Long ánh mắt kinh ngạc, Mạc Huyết Minh là quất kia người sai vặt gió, làm sao dám đối với Hiên Viên Mạc Tà tuyên chiến, phải biết như vậy tuyên chiến đại biểu chính là không chết không thôi. Chuyện này không đơn giản như vậy, sau lưng chấp cờ người ở thao túng. Già Thiên Ma Đế đoán được rất nhiều thứ, giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng. Diệp Thần muốn nhúng tay, sợ rằng cũng không thoải mái, rất có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến cố, người phải nhanh một chút đi tương trợ. Ta hiểu ý, Huyết Long không chút do dự gật đầu một cái, hắn đối với Diệp Thần vô cùng trung tâm, Diệp Thần muốn nhúng tay Vạn Thần Sơn đánh một trận tất nhiên hung hiểm vạn phần, hắn nhất định phải đi. Khoảng cách trận chiến ấy, còn có một chút ngày giờ, ta muốn ở đi thần quốc trước đi một địa phương khác. Huyết Long làm việc không chút nào kéo sấp. Lúc này phi thân lên, thung lũng rồng bên trong long tộc thấy một màn này rối rít ngẩng đầu lên. Ta muốn đi trước thần quốc một nhóm, đoạn thời gian này do ma đế tiền bối trấn thủ, các ngươi phải nghe theo ma đế tiền bối chỉ dẫn, chờ ta trở về. Huyết long hướng long tộc lớn tiếng quát lên, vô địch oai rồng cuộn sạch, đế vương khí bạo phát, giống như nắm trong tay chư thiên hoàn vũ cao nhất chí tôn. Đế tôn nói như vậy, chúng ta nhớ kỹ tại tim. Vô số long tộc nhất thời một mực cung kính cúi đầu xuống, cao giọng kêu. Rất tốt, huyết long hài lòng gật đầu, ngay sau đó và Già Thiên Ma Đế hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình một khắc sau liền biến mất không gặp. Ngút trời oai rồng từ vực ngoại một đường cuộn sạch sông về thần quốc, căn bản không có chút nào che giấu, không thiếu vực ngoại thế lực giờ phút này cũng là chấn động không dứt, rối rít suy đoán đây là thần thánh phương nào, phải đến thần quốc làm gì. Vạn Thần Sơn đánh một trận ở thần quốc bên trong người lại đều biết, ở vực ngoại cũng có truyền lại bá, không thiếu tin tức linh thông thế lực cũng rõ ràng một hai, giờ phút này vậy rối rít suy đoán huyết long chuyến này sợ rằng cùng Vạn Thần Sơn đánh một trận có liên quan. Bất luận những người khác ý tưởng thế nào, khoảng cách Vạn Thần Sơn đánh một trận cuộc sống nhưng là càng ngày càng gần, chỉ còn lại 15 ngày thời gian. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trong điện phục ma, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn hơi thở nhưng càng phát ra chấn động, vô địch uy nghiêm bộc phát dày đặc, giống như là một tôn lâu chức vị cao cao nhất nắm giữ. Trong cơ thể, Ma Ngưng Châu đã hóa thành hạt mè lớn nhỏ, một khắc sau hoàn toàn tiêu tán. Theo Ma Ngưng Châu cuối cùng một món tinh thuần lực lượng dung nhập vào Diệp Thần toàn thân, hơi thở cuồng bạo ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ phục ma điện. Oanh!
Hồng Mông khí chấn động tới giữa, Diệp Thần thông suốt mở hai mắt ra, hắn khí thế vào giờ khắc này đạt đến đỉnh đỉnh, khoáng đạt khí thế không người tương đương. Tới, Diệp Thần chậm rãi xem hướng bầu trời, một đóa đóa đen nhánh cực kỳ mây đen hội tụ, từng đạo sấm sét ở mây đen bên trong nổ vang, qua lại. Diệp Thần đột phá thiên thần cảnh lôi kiếp hạ xuống, Phục Ma Điện chấn động, một cái một ngạc nhiên xem hướng bầu trời. Diệp Thần là Phục Ma Điện đám người tín niệm trong lòng, Diệp Thần thực lực càng mạnh, trong điện Phục Ma người vậy càng tự tin. Mỗi một lần đột phá, đều là khích lệ lòng người sự việc, mà Diệp Thần nhìn trên bầu trời lôi kiếp, nhưng là cặp mắt híp lại. Lần này lôi kiếp so sánh với đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời thời điểm, lại vẫn hơi kém một ít, bất quá mặc dù như vậy, nếu như ở Phục Ma Điện độ kiếp, sợ rằng Phục Ma Điện cũng muốn bị thương nặng. Đã như vậy, vậy thì cút ngay. Diệp Thần trong mắt ánh sáng chợt sáng, một khắc sau lại bạo giết lên, thẳng xông lên trên bầu trời vẫn còn ở hội tụ cuồn cuộn lôi kiếp, lôi đình vô tận hơi thở bao phủ dưới. Diệp Thần bóng người lộ vẻ được hết sức nhỏ bé, nhưng lại không sợ hãi chút nào thẳng xông lên trên bầu trời đen nhánh vô cùng mênh mông mây đen, cuồng bạo vô địch khí thế bùng nổ, Diệp Thần vào giờ khắc này tựa như toát ra chấn cổ thước kim chói mắt vầng sáng, trời trăng sao tựa hồ cũng ở vây quanh Diệp Thần xoay tròn. Phá cho ta! Diệp Thần một quyền, lại trực tiếp đánh vào lôi kiếp bên trong, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, lực lượng cuồng bạo trút xuống ra. Đột phá thiên thần cảnh, Diệp Thần thực lực lại lần nữa bạo tăng, thời khắc này lôi kiếp ở hắn trong mắt cũng không đủ xem, trực tiếp chủ động đánh ra. Oanh! Coi trời bằng vung một quyền đánh vào lôi kiếp bên trên, lôi kiếp cũng chấn động bất hủ, suýt nữa bị đánh tan, bất quá một khắc sau nhưng là bàng bạc cuồn cuộn vô tận thiên uy cuốn tới. Bầu trời ở chấn động, tựa hồ bị Diệp Thần cái này vô lễ cử động sở kích giận, mênh mông lôi đình lực đang ngưng tụ. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đánh một quyền lại gây ra chuyện như vậy, bất quá cái này thì như thế nào, hắn hôm nay thì phải thử một phen, cầm lôi kiếp trực tiếp đánh nát. Phá cho ta! Diệp Thần một tiếng giống giận, thiên long bát thần âm bạo phát, hồng mông khí phun trào, hồng mông nốt nhạc bay vút ra. Bình bịch bịch, trên bầu trời lôi kiếp bị nổ tan tành, đen nhánh mây đen cũng đánh sơ xác, lộ ra hậu phương quang đãng bầu trời. Một màn này thấy đờ ra trong điện Phục Ma đám người, chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần lại bá đạo như vậy, lại dám khiêu khích thiên uy, khí thế vô địch. Oanh, thiên long bát thần âm mặc dù lớn lộ vẻ thần uy, bất quá nhưng cũng không có đem lôi kiếp trực tiếp đánh nát, giờ phút này lôi kiếp tức giận, một đạo lưu chuyển quang hoa sáng chói màu đen sấm sét liền ầm ầm tới. Rắc rắc, thiên địa vào giờ khắc này tựa như bị chia nhỏ, đạo này sấm sét quá mức đáng sợ, phía dưới Phục Ma Điện tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, Diệp Thần làm cái gì vậy, chọc ngày nay tức giận, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Chỉ là cái ý niệm này mới vừa hiện lên, một khắc sau liền trực tiếp bể tan tành. Chỉ gặp Diệp Thần một kiếm hủy diệt mộ đạo bùng nổ, lại trực tiếp đem cái này cuồn cuộn uy nghiêm khủng bố sấm sét trực tiếp hủy diệt. Diệp Thần một kiếm oai, cuồn cuộn vô địch, Phục Ma Điện tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Mà giờ khắc này trên bầu trời sấm sét đang nổi lên hơn nữa đáng sợ đánh, mà Diệp Thần nhưng trực tiếp đụng vào trong mây đen. Chủ nhân, U Oanh quỷ dữ trợn mắt hốc mồm, xông vào lôi kiếp bên trong, đây là cái gì làm việc, hắn chỉ nghe nói qua người tránh lôi kiếp. Nào có chủ động vọt vào lôi kiếp bên trong. Diệp Thần xông vào lôi kiếp, ngay tức thì đưa tới sấm sét bạo động, vô số lôi đình lực mãnh liệt tới, hủy thiên diệt địa vậy hướng Diệp Thần cuộn sạch. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền bị lôi đình vô tận bọc, thân ở sấm sét đại dương bên trong. Nhưng là giờ khắc này, cuồn cuộn sấm sét biển cũng rốt cuộc không thể đối với Diệp Thần sinh ra bất kỳ uy hiếp, cuồng bạo hủy diệt mộ đạo bùng nổ dưới, sấm sét biển không ngừng chấn động. Thậm chí luôn luôn trực tiếp bị Diệp Thần đánh tan. Diệp Thần đi ở lôi kiếp bên trong, ánh mắt sắc bén đặc biệt, ở nơi này đen nhánh vô biên vô tận mây đen nội bộ, vô số lôi đình lực tràn ngập, nhưng là Diệp Thần nhưng phát hiện ở lôi kiếp trung ương nhất, lại có một đạo sấm sét hội tụ mà thành phù văn. Phù văn này tựa như mới là lôi kiếp chân chính hạch tâm, phù văn không ngừng biến ảo hình thái, nhưng bất luận vậy một loại hình thái, cũng biểu diễn ra một loại đáng sợ đến mức tận cùng sấm sét hình dáng. Diệp Thần thậm chí thấy phù văn diễn hóa thành một tôn tôn thiên kiêu sấm sét dáng vẻ, phù văn này hàm chứa vô thượng sấm sét quy tắc sức mạnh to lớn, tựa như nắm giữ đạo bùa này văn, liền có thể nắm giữ lôi kiếp. Nắm giữ lôi kiếp, đây là một loại đáng sợ dường nào tình cảnh, hóa thân sấm sét đứng đầu,
thiên hạ tu sĩ muốn đột phá, đều phải xem sấm sét đứng đầu sắc mặt, xem ai không vừa mắt chính là minh mông thần uy lôi đình cuộn sạch, lôi kiếp dưới, lại có mấy người có thể ngăn cản. Cõi đời này phải chăng thật tồn tại sấm sét đứng đầu, vẫn là lôi kiếp chỉ do ý trời chí nắm trong tay. Diệp Thần ánh mắt chấn động, giờ khắc này liền hắn đều bị mình cái ý niệm này khiếp sợ đến, thậm chí trong sâu thẳm cảm giác mình phát hiện cái gì đại khủng bố sự việc. Mà vào lúc này, Phù Văn vậy ý thức được Diệp Thần xông vào, nó ở chấn động, vô tận sấm sét lại hướng nó hội tụ, dần dần Phù Văn lại biến thành màu vàng. Kim quang sáng chói, thần uy cuồn cuộn, giống như vô địch tồn tại, nhiếp tâm thần người đáng sợ sức mạnh to lớn hiện lên. Diệp Thần nhìn sấm sét màu vàng ngưng tụ mà thành Phù Văn, sắc mặt dần dần ngưng trọng, như vậy sấm sét đủ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Không thể lại để cho nó tiếp tục nữa. Diệp Thần trong lòng như vậy, một khắc sau bỗng nhiên ra tay. Oanh! Bát quái thiên đan thuật, thiên long bát thần âm, trong nháy mắt hai đạo hồng mông cổ pháp cuộn sạch ra. Hủy thiên diệt địa khí thế bùng nổ, Diệp Thần đi theo ở cổ pháp sau đó, tay cầm sát kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, nhắm thẳng vào sấm sét màu vàng Phù Văn. Ầm! Bầu trời vào giờ khắc này nổ tung, vô tận hư không hơi thở tràn ra ra. Diệp Thần cảm thấy thân thể tựa như bị chư thiên vạn giới chân áp vậy, đáng sợ cự lực để cho hắn cả người gân thịt bùn rùn. Mà ở bên kia, màu vàng kim sấm sét Phù Văn lại vậy hiện lên từng đạo kẽ hở, vô tận tới tinh trí thuần màu vàng nhũ dịch từ sấm sét màu vàng trong Phù Văn rơi xuống. Ở nơi này màu vàng nhũ dịch xuất hiện ngay tức thì, một cổ hủy thiên diệt địa và sáng tạo vạn giới kỳ diệu ý vị đột nhiên hiện lên ở nơi này lôi kiếp bên trong. Mùi thơm kỳ lạ chảy ra, ngay tức thì hấp dẫn Diệp Thần. Cái này, Diệp Thần nhìn màu vàng nhũ dịch, lại có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác, cái này màu vàng nhũ dịch là lôi kiếp lọc sạch, là thuần túy nhất thần uy lôi đình. Vật tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Diệp Thần hơi thở cổn đáng, ngay tức thì bạo sông lên ra, thoáng qua tới giữa đến gần sấm sét màu vàng Phù Văn, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, đem sấm sét màu vàng Phù Văn bắn ra thần quang đánh nát. Đồng thời há mồm hút một cái, đem mấy giọt thấp xuống màu vàng nhũ dịch toàn bộ hút vào trong miệng. Vù vù. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình mới vừa chiến đấu trong đụng chạm bùn rủn thân thể tựa như ngâm ở liền tiên tuyền bên trong, thoải mái đến trình độ cao nhất, liền thần hồn đều cảm thấy ấm áp. Nơi này đồng thời, từng đạo sấm sét mà lại ở Diệp Thần trong cơ thể vô căn cứ hiện lên, ngay tức thì cuộn sạch Diệp Thần kinh lạc máu thịt. Cho ta trấn áp. Diệp Thần giận quát một tiếng, vô cùng lực lượng bùng nổ, trong cơ thể lại có hồng mông khí lưu chuyển, ngay tức thì đem những thứ này sấm sét đè xuống. Những thứ này sấm sét là từ màu vàng nhũ dịch bên trong trào hiện ra, màu vàng nhũ dịch là sấm sét ngưng tụ mà thành lọc sạch, tự nhiên có thể sáng tạo ra vô cùng vô tận sấm sét. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều có vô số sấm sét cuộn sạch. Cuồng bạo sấm sét oai để cho Diệp Thần thân xác không ngừng bị thương. Nhưng là nuốt vào màu vàng nhũ dịch lại hàm chứa cực hạn sinh mạng hơi thở, ngay tức thì liền đem Diệp Thần thương thế tu bổ. Sấm sét đại biểu hủy diệt, đại biểu trật tự, mà màu vàng nhũ dịch nhưng là từ hủy diệt bên trong ngưng tụ mà sống, vừa có hủy diệt sức mạnh to lớn, vậy có cực hạn sức sống. Diệp Thần nuốt vào màu vàng nhũ dịch sau đó, sấm sét màu vàng Phù Văn hoàn toàn giận dữ, vô số sấm sét màu vàng nổ vang, rối rít hướng Diệp Thần cuốn tới. Thấy vậy, Diệp Thần giật mình trong lòng, vội vàng ngăn cản. Canh kim thiết bích, pháp hoa tịch diệt thiên. Bền chắc không thể gãy canh kim thiết bích và thiện âm hưởng triệt Phật quang kết giới ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần quanh thân, ngăn trở vô tận minh mông sấm sét màu vàng. Oanh oanh oanh. Kinh khủng nổ không ngừng ở trên trời lôi kiếp bên trong vang khắp, hủy thiên diệt địa vậy đánh vào không ngừng cuộn sạch ra, lôi kiếp bên trong phảng phất có diệt thế cuộc chiến vậy. Phục Ma Điện đám người giờ phút này tất cả đều ngửa đầu nhìn trên bầu trời lôi kiếp, có người trên mặt tràn đầy rung động, có người ánh mắt toát ra lo âu thần sắc. Nhưng là không một ngoại lệ, tất cả mọi người đều khen ngợi Diệp Thần cử động, lại dám trực tiếp đánh vào lôi kiếp bên trong, đây là biết bao bá đạo, biết bao vô địch. Thật nhỏ mọn, không phải uống ngươi mấy giọt kim dịch mà. Giờ phút này, Diệp Thần bị vô cùng sấm sét màu vàng đánh, hơi thở cổn đáng tới giữa. Trong mắt vậy bùng nổ vẻ hàn quang, nhìn sấm sét màu vàng Phù Văn nghiền ngẫm nói. Lời này vừa nói ra, sấm sét màu vàng Phù Văn tựa như có thể hiểu tiếng người, hơn nữa giận dữ, hủy thiên diệt địa sấm sét màu vàng càng phát ra nổ tung, điên cuồng đánh Diệp Thần.
Hừ, nếu hẹp hòi như thế, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng một nghiêm túc, một khắc sau lại chĩa vào vô tận sấm sét màu vàng, ở hủy thiên diệt địa vậy đánh vào bên trong, một kiếm đâm về phía sấm sét màu vàng phù văn. Hủy diệt mộ đạo bùng nổ, mất đi kim quang cho ta chém chết. Thiên Long bát thần âm, bát quái thiên đan thuật, cho ta chấn giết. Diệp Thần gầm thét liền liền, không có chút nào nương tay, vô số thần thông bùng nổ, thậm chí liền hoàng tuyền mẫn thiên quyết vậy thúc dục. Ở nước suối vàng ra chỉ dưới, đáng sợ vô cùng cuồn cuộn hoàng tuyền cương khí cuộn sạch ra, ngay tức thì đụng tán vô số sấm sét màu vàng. Cuồng bạo công kích giống như một tôn cao nhất nắm giữ ở chấn giết thiên địa, vô địch khí thế hủy diệt hết thảy vậy đánh vào sấm sét màu vàng trên phù văn. Oanh! Một tiếng kinh thiên vang lớn, đáng sợ đánh vào ngay tức thì cuốn đi bốn phía, mênh mông thần uy lôi đỉnh chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt, chân trời lôi kiếp đều đang bị đánh tán, dày đặc mây đen vào giờ khắc này hoàn toàn tản đi, bầu trời ngay tức thì quang đãng, chỉ còn lại Diệp Thần vô địch bóng người cùng một cái màu vàng kim sấm sét phù văn va chạm. Làm sao có thể, chủ nhân trực tiếp cầm lôi kiếp đánh tan. Điện chủ quả nhiên bất phàm, như vậy trấn cổ thước kim sự việc cũng hoàn thành. Ken két. Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thần quốc lòng của tất cả mọi người lại đột nhiên đều nghe được cái thanh âm này. Tất cả người không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời, nhưng không thấy rõ có cái gì. Chỉ là trong sâu thẳm có một loại cảm giác vô hình, tựa hồ cái gì cực kỳ sự vật trọng yếu bể nát. Mà vào lúc này, Diệp Thần nhìn trước mặt sấm sét màu vàng phù văn, phía trên rất nhỏ kẽ hở giờ phút này đã khuếch tán ra, biến thành từng cái rãnh sâu hóm. Một khắc sau, sấm sét màu vàng phù văn hoàn toàn tán loạn, vô số sấm sét hơi thở ở giữa trời đất tràn ra. Mà sấm sét màu vàng phù văn bể tan tành, lại có một đoàn màu vàng nhũ dịch xông ra, thấy cái này màu vàng nhũ dịch, Diệp Thần mặt lộ đại hỉ vẻ. Như thế nhiều. Diệp Thần tâm thần chấn động, cái này màu vàng nhũ dịch bất quá mấy giọt liền để cho hắn cảm thấy được ích lợi không nhỏ, như vậy khổng lồ số lượng thật là vô địch. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần không kịp ngạc nhiên mừng rỡ, giận quát một tiếng, hút một cái lấy vậy màu vàng nhũ dịch. Trực tiếp thu vào bên trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Ngược lại không phải là Diệp Thần không thể toàn bộ hấp thu, mà là cái này màu vàng nhũ dịch ẩn chứa sấm sét oai không phải chuyện đùa. Số lượng như vậy màu vàng nhũ dịch Diệp Thần nếu như toàn bộ nuốt vào, chỉ sợ là con kiến nuốt voi tự tìm đường chết, đến lúc đó không đúng sẽ bị màu vàng nhũ dịch ẩn chứa sấm sét lực lượng trực tiếp xóa bỏ. Một nửa kia sấm sét nhũ dịch trực tiếp bị Diệp Thần dùng bình ngọc thu lấy đứng lên, cùng lúc đó hút vào bên trong cơ thể màu vàng nhũ dịch vậy hoàn toàn bùng nổ, vô cùng sấm sét oai tách ra sáng lên. Oanh! Chân trời từng tiếng sấm sét nổ vang, phía dưới Phục Ma Điện đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, lôi kiếp đều bị Diệp Thần đánh tan, đơn giản là coi trời bằng vung, làm sao lúc này vẫn còn có tiếng sấm. Một giây kế tiếp, tất cả người liền nhận ra được không đúng, ở chân trời Diệp Thần trên mình lại không ngừng sáng lên từng đạo sáng chói cực kỳ, thần uy cuồn cuộn lôi quang. Lôi đình này nổ vang thanh âm lại là từ Diệp Thần trong cơ thể truyền ra. Điện chủ rốt cuộc làm cái gì? Diệp Lăng Thiên sắc mặt kinh ngạc, trên bầu trời sấm sét màu vàng phù văn bể tan tành quá nhanh, màu vàng nhũ dịch Diệp Thần vậy thu quá nhanh, hắn căn bản không thấy hết thảy các thứ này. Chủ nhân chẳng lẽ cầm lôi kiếp ăn? U oanh quỷ dữ sắc mặt cổ quái lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn về phía hắn, làm sao có thể sẽ ăn lôi kiếp? Mặc dù Diệp Thần thời khắc này trạng thái xác thực giống như là cầm lôi kiếp cũng cho cắn nuốt, nhưng là đám người rất rõ ràng, Diệp Thần hẳn là gặp một ít cơ hội, cho nên mới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Dẫu sao, trên bầu trời Diệp Thần mặc dù trong cơ thể không ngừng truyền ra sấm sét tiếng nổ, nhưng vậy tản mát ra vô tận sinh mạng sức mạnh to lớn, cái này đậm đà sinh mạng lực để cho người ngửi được cũng tâm thần trong sạch, rõ ràng cho thấy chuyện tốt. Trong cơ thể mênh mông sấm sét không ngừng nổ tung. Máu thịt kinh lạc đang không ngừng hủy diệt, mà màu vàng nhũ dịch sinh mạng hơi thở lại đang ngay tức thì đem hết thảy thương thế cũng tu bổ, Diệp Thần giờ phút này là hết sức vui vẻ. Hủy diệt và sống lại làm gian, Diệp Thần cảm thấy mình thân thể ở cực nhanh trở nên mạnh mẽ, nguyên bản đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, lại ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá thiên thần cảnh, sẽ đưa đến căn cơ không quá ổn, nhưng giờ phút này dạng mịt mờ nhưng là bị màu vàng nhũ dịch thiếu chút nữa tiêu trừ. Diệp Thần cắn chặt hàm răng,
mạnh chống cái này không gì sánh nổi đau nhức, vô địch khí thế không ức chế được lan truyền đến thiên địa bên trong. Mà vào thời khắc này, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa chấn động đứng lên, bảy tôn hơi thở hùng hồn, giống như hàm chứa vô cùng lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa vậy cường hãn tích chữ xuất hiện. Cái này bảy đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần thì có cảm ứng, nhưng giờ phút này hắn đang cùng màu vàng nhũ dịch đối kháng, căn bản rút ra không rảnh phỏng đoán xuất hiện bảy vị đại năng. Mà vào lúc này, lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng là Hoàng Tuyền Tam Tổ, bọn họ nhìn xuất hiện bảy người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên đạo thất thánh, các ngươi làm sao đi ra? Hoàng Tuyền Tam Tổ mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ và trước mắt bảy người này ban đầu giao tình cũng xem là tốt, cũng coi là bạn cũ, hôm nay gặp phải cố nhân làm sao có thể không vui vẻ. Ha ha, các ngươi có thể đi ra, chúng ta tại sao không thể? Trong bảy người một vị người mặc nho bào, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, hơi thở miên dáng dấp gầy yếu cụ già cười ha hả nhìn Hoàng Tuyền Tam Tổ. Cụ già mặc dù thân hình gầy yếu, nhưng là trong mắt lại có khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng rực rỡ, tựa như hàm chứa vô cùng trí khôn, có thể nhìn thấu cái này thế gian hết thảy. Mà ở trên người ông già, vậy tràn ngập đậm đà văn tài khí tức, còn có một đạo đạo đại đạo quy tắc vờn quanh, thánh khí lưu chuyển. Điều này hiển nhiên là một tôn thánh nhân, một tôn thời kỳ thượng cổ, thực lực đạt tới thánh tổ cảnh hậu kỳ thánh nhân. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ ở chỗ này gặp lại. Giờ phút này, trong bảy người lại có một người mở miệng nói, cái này trên người đồng dạng là thánh khí lưu chuyển, đại đạo quy tắc vờn quanh chừng. Đây là một vị mắt to mày rậm người đàn ông trung niên, cầm trong tay một cây tiên khí tung bay, linh quang lưu chuyển, thấu rõ linh lung tuyệt thế tiên thảo. Ngửi vào một cái tựa như có thể để cho người kéo dài tuổi thọ. Người đàn ông trung niên trên mình còn bao phủ một cổ đậm đà mùi thuốc, mùi vị mát mẻ thoát tục, làm cho không người nào có thể quên trong lòng. Cái này đồng dạng là một tôn thánh nhân, tên làm thuốc thánh, mà trước khi cụ già chính là văn thánh, dược thánh cùng văn thánh so sánh, thực lực hơi kém, chỉ là thánh tổ cảnh trung kỳ, nhưng vậy có chấn thiên hám đất sức mạnh to lớn. Mà còn lại năm người cũng không một ngoại lệ. Đều là thời kỳ thượng cổ thiên đạo thánh nhân, đạt được thiên địa đồng ý, là chúng sanh mưu phúc chỉ cao nhất công đức tồn tại. Bảy người phân biệt là văn thánh, võ thần, đạo thánh, mưu thánh, dược thánh, đao thánh, kiếm thánh. Bảy tôn thiên đạo thánh nhân tề tụ một đường, vô tận kim liên từ bầu trời rơi xuống, đại đạo ngâm sướng vần quanh cỡ đó, vô tận khen ca vang khắp, để lộ ra bàng bạc đại khí trình độ cao nhất bất phàm. Cái này bảy vị thánh nhân lai lịch phi phàm. Là năm đó thiên đạo cung ở thần quốc sáng lập ban đầu, bảo vệ thiên đạo cung chí cao tồn tại, tu vi đều ở đây thánh tổ cảnh trung hậu kỳ. Nhưng là vào năm đó luân hồi chi chủ chết sau đó, thiên đạo thất thánh liền cùng thiên đạo cung ý kiến phát sinh khác nhau, sau đó thần bí mất tích, nhưng thật ra là bị thiên đạo cung khó khăn. Hôm nay, thiên đạo thất thánh xuất hiện ở luân hồi mộ địa, bảy người cũng xúc động liền liền, không nghĩ tới vô số năm tháng trôi qua, hết thảy đều thay đổi dáng vẻ. Giờ phút này, văn thánh xem hướng ngoại giới, nhìn Diệp Thần cùng màu vàng nhũ dịch đối kháng, trong mắt lóe lên lau một cái khen ngợi. Luân hồi chi chủ đại nhân quả nhiên bất phàm, cho dù là chuyển thế vậy phong thái như cũ, dám đánh phá lôi kiếp cướp lấy tạo hóa, đây là bực nào quyết đoán, bực nào khí thế. Nghe vậy, Hoàng Tuyền Tam Tổ nhất thời lộ ra nụ cười, Diệp Thần thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt, mặc dù trước mắt bất quá đột phá thiên thần cảnh. Nhưng là bộc phát ra lực lượng đã để cho người rung động, đã cho thấy kiếp trước luân hồi chi chủ phong thái. Diệp Thần đúng là bất phàm, nếu không chúng ta cũng sẽ không phụ tá hắn. Hoàng Tuyền Thuật Tổ vui vẻ cười nói. Ừ, Văn Thánh ánh mắt thâm thúy, nhìn bầu trời ở giữa Diệp Thần gật đầu một cái, mi mắt tới giữa tràn đầy sùng kính. Thiên đạo thất thánh đối với kiếp trước luân hồi chi chủ đều là vô cùng sùng bái, cho nên ở luân hồi chi chủ chết sau mới gặp mặt thiên đạo cung sinh ra khác nhau. Hôm nay Diệp Thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, bọn họ đối với Diệp Thần vậy tràn đầy kính ý, nhìn Diệp Thần cùng màu vàng nhũ dịch đối kháng, liền liền lên tiếng khen ngợi. Nơi này đồng thời, ngoại giới bầu trời bên trong, lôi đình vô tận ở Diệp Thần trong cơ thể nổ vang, cuồng bạo sấm sét oai cuốn sạch thiên địa, nhưng lại chút nào không thể làm bị thương Diệp Thần chút nào. Cùng màu vàng nhũ dịch đối kháng kéo dài không biết bao lâu, Diệp Thần căn bản không rảnh chiếu cố đến ngoại giới hết thảy. Đem hết toàn lực luyện hóa cuồng bạo màu vàng nhũ dịch. Hùng hồn sinh mạng hơi thở không ngừng dung nhập vào Diệp Thần thân thể,
Diệp Thần bốn phía thậm chí vô căn cứ sinh trưởng ra một đóa đóa hoa, cái này là sinh mệnh hơi thở quá mức đậm đà đưa tới dị tượng. Những hoa này hào quang tràn đầy, thần mang chớp động, hết sức bất phàm, từ không trung rơi xuống mặt đất sau đó, thậm chí ngay tức thì cắm rễ nảy mầm. Thoáng qua tới giữa, một đóa đóa hoa nhỏ liền hoàn toàn tách thả ra, xinh đẹp phi phàm, đem nguyên bản bình thản mặt đất dính vào một tầng đủ mọi màu sắc sáng lạng. Diệp Thần thân thể đang không ngừng hủy diệt và sống lại bên trong, điên cuồng ngưng luyện, càng phát ra cường nhận, từng đạo đáng sợ lực lượng chập chờn lan tràn ra, chấn bầu trời cũng tung lên từng đạo sóng gợn. Giờ phút này trời đã tối xuống, mà Diệp Thần trong cơ thể nhưng không ngừng toát ra vô tận lôi quang, giống như một viên chấn áp chư thiên vạn giới cao nhất sấm dương vậy, ở nửa đêm phóng thích vô tận chói lọi, liền mặt trăng tinh thần vào thời khắc này cũng lộ vẻ được ảm đạm. Diệp Thần chính thức bước vào thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh nhất tầng thiên, thậm chí mơ hồ bởi vì màu vàng nhũ dịch, có chút đụng chạm thiên thần cảnh tầng 2 ngày. Có lẽ muốn không được bao lâu, là có thể bước vào thiên thần cảnh tầng 2 thiên. Loại cảm giác này quá đã. Đối mặt 15 ngày sau Vạn Thần Sơn đánh một trận, Diệp Thần lại thêm một chút lòng tin. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Ninh Ba. Diệp gia nhà cũ. Diệp gia nhà cũ bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, đã hoàn toàn phong bế. Hơn nữa, năm đó Diệp Thần rời đi Hoa Hạ thời điểm, vẫn còn ở nơi này để lại một đạo bảo vệ trận pháp, phòng ngừa người khác tùy tiện tiến vào. Nhưng mà, giờ phút này Diệp gia nhà cũ trận pháp lại mơ hồ vỡ vụn. Thậm chí trong nhà cũ truyền đến xích đu lay động thanh âm. Vạn phần quỷ dị. Chỉ gặp xích đu bên trên, nằm ngang trước một cái bé gái diễn cảm có chút lười biếng. Trong miệng ngậm một cây kẹo que, hai tay ôm ở đầu sau đó, vểnh lên trước hai chân, ánh mắt vô cùng buồn chán nhìn đỉnh đầu trần nhà. Hoặc giả là bởi vì nhàm chán, bé gái lấy ra một cái ngọc bội, trước kia cùng ta chơi tiểu kim phỏng đoán cũng rời đi thần quốc đi vực ngoại hoặc là thượng giới, ta không biết còn phải ở chỗ này ở bao lâu. Cùng tất cả mọi chuyện hoàn thành, ta lại cũng không ngây ngô ti kiêu. Ngọc bội bên trên, lóe lên từng đạo sáng chói quang. Giá trị văn hoa. Mà ngay lúc này, sau lưng cô bé hư không đột nhiên chập chờn. Một cổ cực hạn lực lượng dường như muốn biến dạng. Bé gái sắc mặt đại biến, đáng chết, vậy quái lão đầu tại sao lại tới? Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Nơi này đều dùng trận pháp che đậy hơi thở, lại thế nào tìm tới? Bé gái ngón tay bắt pháp quyết, nàng trước người xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Nàng vừa định bước vào hắc động bên trong, một đôi già nua tay lại bắt được chân nàng mắt cá. Làm một khối luân hồi huyền bi phải có luân hồi huyền bi giác ngộ. Ngươi kết quả muốn ẩn núp lão phu bao lâu? Quách Hải Vân thanh âm lạnh như băng vang lên. Thành tựu vĩnh hằng thánh vương ở Hoa Hạ phân thân. Hắn đoạn thời gian này một mực ở truy tìm khối này ẩn núp Hoa Hạ luân hồi huyền bi. Thậm chí vì truy tìm vật này, hắn thậm chí tổn thất rất nhiều. Lần này, bất kể như thế nào, đều để lại luân hồi huyền bi. Xú lão đầu, ta thật hoài nghi ngươi là tên biến thái, luân hồi huyền bi giá trị vượt qua xa các ngươi nhân tộc. Vạn vật có linh, mà luân hồi huyền bi có thể gọi là linh tổ. Ta cần gì giác ngộ? Nên có giác ngộ là ngươi. Nếu như ngươi lại một vị đuổi tận cùng không buông, dù là trên mình ngươi chảy xuôi một phần chia vĩnh hằng tộc huyết mạch, ta cũng sẽ để cho ngươi rõ ràng vì sao làm miểu nhỏ. Một khắc sau, hai cổ lực lượng chỉ như vậy ở Diệp gia nhà cũ bùng nổ. Bốn phía đồ gỗ nội thất trong phút chốc hóa là nghiền. Bé gái dâu Ria không nhúc nhích. Nhưng Quách Hải Vân lại lui dòng dã 10 bước. Giờ khắc này, Quách Hải Vân ngưng trọng. Luân hồi huyền bi mạnh mẽ, vượt xa cái này phân thân. Huống chi, khối này luân hồi huyền bi không gian nắm trong tay năng lực quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có thể một mực thuộc về bị động. Nếu thật phải ra tay chấn áp, mình bản thể tuyệt đối không làm được, huống chi cái này phân thân. Duy nhất cơ hội, chính là Diệp Thần. Diệp Thần trong cơ thể có luân hồi huyết mạch, đối với luân hồi huyền bi cảm giác cực kỳ mạnh, chỉ bất quá đoạn thời gian này xuống, hắn mơ hồ phát hiện khối này luân hồi huyền bi không giống với cái khác mấy khối, không chỉ có ý thức tự chủ, thực lực cường đại, còn có một loại đặc thù nào đó thuộc tính, có thể ngụy trang và biến mất. Sợ rằng Diệp Thần bằng vào huyết mạch, vậy không nhất định có thể chính xác bắt hắn vị trí, đem chấn áp. Phải dùng thủ đoạn khác. Sự việc có chút khó giải quyết. Lão đầu, tạm biệt.
hắc động khép lại, hết thảy bình tĩnh lại. Luân hồi huyền bi, lần nữa biến mất. Quách Hải Vân thở dài một tiếng, biết không đùa. Hắn thậm chí trong lòng có buông tha tìm luân hồi huyền bi dự định, hay là trực tiếp truyền tin cho bản thể, để cho Diệp Thần tới xử lý đi. Ngay tại Quách Hải Vân chuẩn bị rời đi lúc đó, đột nhiên. Hắn tầm mắt chú ý tới cái gì? Hắn năm ngón tay nắm chặt, một khối ngọc bội xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Trên ngọc bội ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Hắn khẽ cau mày, ngọc bội này phẩm chất và ánh sáng rực rỡ tới xem, không thuộc về Hoa Hạ. Tựa hồ đến từ thần quốc. Cái này luân hồi huyền bi làm sao sẽ có đến từ thần quốc ngọc bội? Một giây kế tiếp, hắn hơi lộn, lại phát hiện trên ngọc bội còn có ba chữ. Kim Thư Tuệ. Kim Thư Tuệ là ai? Và cái này mau luân hồi huyền bi là quan hệ như thế nào? Như là tìm ra cái này thần quốc Kim Thư Tuệ có phải hay không có thể đại biểu thu phục luân hồi huyền bi có nắm chắc? Nghĩ rõ ràng hết thảy, Quách Hải Vân con người đông lại một cái, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, lại hình thành một đạo huyền diệu trận pháp. Ngọc bội trôi lơ lửng ở trận pháp bên trong, mơ hồ biến mất. Hắn biết, khối ngọc bội này có thể chính là chuyển cơ. Cùng lúc đó, Phục Ma Điện. Hư không chập chờn. Diệp Thần mới vừa đột phá không lâu, hắn lúc ấy mơ hồ cảm giác được luân hồi mộ địa dị động, bản muốn tiến vào luân hồi mộ địa tra xem, nhưng một đạo hơi thở xuất hiện, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, mở miệng nói, Vĩnh Lão, thật lâu không gặp, là tới chúc mừng ta bước vào thiên thần cảnh. Bất quá để cho Diệp Thần nghi ngờ là lần này, Vĩnh Hằng Thánh Vương không uống rượu, thần sắc nhưng là vô cùng nghiêm túc. Diệp Thần biết, nhất định là xảy ra chuyện. Chẳng lẽ liên quan tới Ma Hoàng? Vĩnh Lão, thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương đi mấy bước, mở miệng nói, Diệp Tiểu Tử, ta phân thân Quách Hải Vân trước đây không lâu truyền tới tin tức, luân hồi huyền bi tung tích đại khái xác định. Diệp Thần vui mừng, vậy có phải hay không ý nghĩa ta hiện tại muốn lên đường đi Hoa Hạ? Nhưng mà Ma Hoàng không hạ xuống, thần quốc an nguy làm thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương tiếp tục nói, khối này luân hồi huyền bi không cùng trước kia, cực kỳ đặc thù, không chỉ nắm trong tay không thể tưởng tượng nổi không gian chi lực, càng có thể cách trở hết thảy liên lạc, dù là huyết mạch ngươi vậy không cảm giác được. Bất quá, ta phân thân mang tới một cái tin tốt, khối này luân hồi huyền bi và thần quốc một người có rất lớn liên lạc. Diệp Thần ngẩn ra, ai? Một giây kế tiếp. Vĩnh Hằng Thánh Vương đem một khối ngọc bội giao cho Diệp Thần. Người này hẳn đến từ thần quốc, nhưng ta tìm một lần, không có phát hiện. Người hiện tại thành tựu Phục Ma Điện điện chủ, hẳn có thể tìm được, tên chữ ở phía sau. Diệp Thần lộn ngọc bội, khi thấy phía trên tên chữ hoàn toàn bối rối. Kim Thư Tuệ, thế nào lại là nàng? Người này và khối kia luân hồi huyền bi rốt cuộc có liên hệ gì? Ban đầu, Ma Hoàng tử hạ xuống. Nếu như không có Kim Thư Tuệ trợ giúp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Kim Thư Tuệ. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhận ra được không đúng, mở miệng nói, người biết người này. Diệp Thần gật đầu một cái, cười khổ nói, không chỉ biết, còn không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Thần vừa nghĩ tới ban đầu và Ma Hoàng tử đánh một trận, ngay trước đám người vậy mập mờ hình ảnh vẫn có chút không biết làm sao. Mình vô tâm. Nhưng là ở Kim Thư Tuệ xem ra, đây là trắng trợn trêu đùa à. Vĩnh Lão, người ở thần quốc không phát hiện được rất bình thường, bởi vì người này đi vực ngoại và thượng giới. Hiện tại cũng không tại thần quốc địa giới. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩn ra, nếu là đi liền vực ngoại và thượng giới thì phiền toái. Lần này ngươi lên đường đi Hoa Hạ trước, tốt nhất phải gặp vừa gặp cái này Kim Thư Tuệ. Nếu như có thể, mời nàng cùng đi Hoa Hạ, đây đối với khối kia luân hồi huyền bi mà nói cực kỳ trọng yếu. Còn nữa, linh khí dị biến sự việc, ta luôn cảm giác có ngoại lực đang nhúng tay, cái này ngoại lực có thể không thuộc về Hoa Hạ và Côn Lôn Hư, có thể và vực ngoại và thượng giới thế lực có liên quan. Ta phân thân thực lực thật sự là có hạn, điều tra không ra kết quả gì, nhưng ta khẳng định Hoa Hạ khối kia luân hồi huyền bi biết so chúng ta nhiều hơn. Cho nên khối này luân hồi huyền bi là mấu chốt. Mà dưới mắt, Kim Thư Tuệ là mấu chốt. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút ngưng trọng. Khoảng cách Vạn Thần Sơn đánh một trận, chỉ có 15 ngày, cũng may mình đã bước vào thiên thần cảnh, vực ngoại và thượng giới đối với mình quy tắc hạn chế thì ít, chẳng lẽ muốn ở nơi này giờ phút quan trọng đi tìm Kim Thư Tuệ. Còn nữa,
Ma Hoàng nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói, Diệp tiểu tử, người phải chăng ở lo lắng vực ngoại Ma Hoàng? Diệp Thần không có thể phủ nhận gật đầu một cái. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngón tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay lại lưu động một đạo quỷ dị phù văn. Phù văn trong phút chốc nhưng là vỡ vụn. Hắn thần sắc biến đổi, mở miệng nói, vực ngoại Ma Hoàng đối với thần quốc mà nói cuối cùng là tai họa ngầm, hơn nữa ta mơ hồ phát hiện, nếu như vực ngoại Ma Hoàng hạ xuống, đó chính là thần quốc chân chính diệt thế kiếp. Dựa theo ngươi lời nói, Kim Thư Tuệ ngay tại vực ngoại hoặc là thượng giới, mà Ma Hoàng cũng ở đây vực ngoại thiên ma chi địa. Nếu Ma Hoàng chậm chạp không hạ xuống, ngươi vì sao không thể chủ động đánh ra? Ngươi hiện tại bước vào thiên thần cảnh, chắc có đủ dung chuyển tư cách, thừa dịp hiện tại biến mất Ma Hoàng không khôi phục tới đỉnh cấp, có lẽ đem bóp chết là dưới mắt cao nhất mục chọn. Vạn Thần Sơn đánh một trận, còn có 15 ngày, nói cách khác, trong vòng 15 ngày, ngươi phải tìm được Kim Thư Tuệ, trở lại thần quốc. Nếu là có thể, trong vòng 15 ngày, đem Ma Hoàng nguy hiểm hoàn toàn chém trừ. Diệp Thần đang muốn do dự, Vĩnh Hằng Thánh Vương tiếp tục nói, thật ra thì ngươi không có lựa chọn. Ta mới vừa đo lường thôi, Ma Hoàng phủ xuống ngày tháng, vô cùng có thể trong vòng một tháng. Ngươi phải lập tức lên đường. Cái này không liên quan tới ngươi, có thể quan hệ đến thần quốc thậm chí còn Hoa Hạ tương lai. Diệp Thần thần sắc hoàn toàn nghiêm túc, không nghĩ nhiều nữa, lạnh lùng nói, Vĩnh Lão, ta cái này sẽ lên đường tìm Kim Thư Tuệ. Vĩnh Hằng Thánh Vương không nói nhảm nữa, lấy ra một người có Vĩnh Hằng hai chữ khắc vẽ trận bàn. Một giọt máu tươi bức ra, trận bàn xoay tròn. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngón tay không ngừng bắt pháp quyết, trong miệng lại là nói lẩm bẩm. Diệp Thần, trận bàn này lấy Vĩnh Hằng máu tươi làm chất dẫn, sẽ mang ngươi đi vực ngoại, trong vòng 15 ngày, nó sẽ sinh ra chập chờn, cưỡng ép đem ngươi đưa về. Vĩnh Hằng nhất tộc, Vĩnh Hằng hậu thế, Vĩnh Hằng thuật, Hoang Cổ Trần, lên. Diệp Thần cảm nhận được chung quanh hư không ở chập chờn. Hắn phát hiện mình một mực xem nhẹ Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương thủ đoạn vượt xa mình tưởng tượng. Một khắc sau, hắn bóng người liền biến mất ở Phục Ma Điện. Vực ngoại và thượng giới, trong hư không, một hồi không gian ba động, bỗng nhiên dâng lên, đen nhánh điện mang bắn ra bốn phía ra, gió lớn bên trong, một đạo thân ảnh, rơi xuống xuống. Diệp Thần rơi xuống đất, nhẹ thở một hơi. Nhìn như, lại là khá là chật vật. Hắn nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương cho hắn trận bàn không biết làm sao lắc đầu một cái, mình tiến vào hư không sau đó, lại là ở trong hư không, gặp phải vô cùng là kịch liệt không gian phong bạo, cho dù lấy Diệp Thần thực lực, cũng là khá là miễn cưỡng mới chịu đựng qua liền vậy trận gió bão, hiện tại, cuối cùng là tiến vào vực ngoại. Diệp Thần đứng dậy, trong mắt mang nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Tiến vào chỗ này địa giới, hắn phản ứng đầu tiên, chính là chỗ này thiên địa linh khí, quá nồng đậm. Cho dù là trải qua Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau thần quốc, vậy kém hơn nơi này 10%. Quả thật có thể gọi là võ đạo thánh địa. Sau đó, chính là trọng lực. Nơi này trọng lực, đồng dạng là thần quốc trăm lần. Bất quá, lấy Diệp Thần lực lượng mà nói, nhưng cơ hồ không việc gì khác biệt. Cầm một sợi tóc và mấy trăm cọng tóc, khác biệt rất lớn sao. Hắn quan sát bốn phía một chút. Chỉ gặp lúc này, tựa hồ thân ở một vùng dãy núi bên trong. Ngươi lại có thể xuất hiện ở vực ngoại. Ngay tại lúc này một đạo bất thình lình thanh âm vang lên. Chính là yên lặng thật lâu kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc. Xem tới nơi này linh khí tỉnh lại Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần khẽ cau mày, không khỏi được địa đối kiếm hồn hỏi, Huyền tiên tử, ngươi rốt cuộc có phản ứng. Nơi này, là nơi nào? Huyền Hàn Ngọc nói, ngươi gặp vậy trận không gian phong bạo. Thay đổi trận bàn vị trí, nơi này, hẳn ở vực ngoại Huyền Kim Thành vùng lân cận. Nếu như không đoán sai, người muốn tìm vừa vặn ở khu vực này. Diệp Thần gật đầu một cái, thân hình động một cái, bay tới không trung, mạnh mẽ thần niệm hướng bốn phía xông ra, ngay tức thì, liền ở hướng Tây Nam, phát hiện một tòa thành trấn, lúc này hướng tòa thành kia trấn hướng Tây Nam cực nhanh lao đi. Huyền Kim Thành là vị tại vực ngoại tinh tuyển vực bên trong một cái thành nhỏ. Vực ngoại tổng cộng có bốn đại giới vực, tinh tuyền vực chính là trong đó đầy đất. Đúng dịp phải, thiên ma chi địa vậy ở trong đó. Cái này bốn đại giới vực, mạnh yếu rõ ràng, thần quốc võ giả mới bắt đầu phi thăng tới đều là tinh tuyền vực, cũng là bốn đại giới vực bên trong, nhỏ yếu nhất tồn tại.
Tinh Tuyền vực bên trên là Nguyệt Hồn vực bên trên là Dương Thật vực, mà Thiên Nhân vực chính là vực ngoại, vô số võ giả hướng tới chân chính võ đạo thánh địa. Huyền Kim Thành, tuy nói là thành nhỏ, nhưng vậy cũng chỉ là tương đối vực ngoại và thượng giới bên trong cái khác thành trì mà nói, trong thành, vậy ủng có mấy chục triệu võ giả. Hơn nữa, lấy sản xuất nhiều một loại khá là cao đẳng vật liệu huyền kim nổi tiếng. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Huyền Kim Thành bên ngoài, thân hình rơi xuống, để cho hắn khá là kỳ quái chính là, Huyền Kim Thành, lại không có thủ thành binh sĩ. Bất quá, hắn vậy không có để ý, trực tiếp đạp vào trong thành. Mới vừa vào thành, Diệp Thần chính là con ngươi hơi co lại. Vực ngoại và thượng giới võ đạo, quả nhiên không phải thần quốc có thể so sánh. Trên đường phố, tùy ý có thể gặp hỗn độn cảnh tồn tại, thậm chí còn có không thiếu thánh tổ cảnh võ giả. Cái này, còn vẻn vẹn chỉ là một cái thành nhỏ trình độ mà thôi. Có thể đi sau một hồi, Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày, Huyền Kim Thành bầu không khí, có chút cổ quái. Đầu tiên, căn cứ Huyền Hàn Ngọc nói, Huyền Kim Thành ủng có mấy chục triệu võ giả, có thể dọc theo đường đi, Diệp Thần nhưng cảm giác khá là lạnh tanh, tựa hồ, cũng không có nhiều người như vậy. Thứ nhì, cái này Huyền Kim Thành võ giả, từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng khá là quái dị, đối với hắn chỉ trỏ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trước người, chập chờn cùng nhau, hai người mặc quần áo đen, sắc mặt âm trầm võ giả, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, chặn lại lúc nào đi đường. Cái này hai người, một người dài một cái mặt ngựa, thân hình cao lớn, mắt tam giác bên trong, lóe lên vẻ tàn nhẫn. Một người khác, màu da ngăm đen, chỉ vào một người đầu chọc, nhìn như mang theo mấy phần hung hãn hơi thở. Hai người giữa eo, cũng treo một khối màu vàng sậm bảng, trên có khắc Huyền Kim hai chữ. Đồng thời, bọn họ khí thức quanh người, lại là khá là mạnh mẽ, bất ngờ là hai người thánh tổ cảnh bốn tầng thiên tồn tại. Trên đường phố đám người, thấy vậy hai người quần áo đen võ giả sau khi xuất hiện, đều là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên, cái này hai người ở Huyền Kim Thành, cũng không phải là cái gì hiền lành. Tiếp theo, những người này nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc khác nhau, có chính là thương hại, có chính là cười trên sự đau khổ của người khác, có, thì lộ ra khá là châm chọc thần sắc. Đây là, con ngựa kia mặt nam tử lạnh lùng mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì, lại dám cãi lại thành chủ đại nhân mệnh lệnh, không muốn sống. Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày nói, cái gì mệnh lệnh? Ta kêu Diệp Thần, tới nơi này tìm một người bạn, đối với lần này không phải rất rõ. Mặc dù, ngựa này mặt chàng trai giọng để cho Diệp Thần khá là khó chịu, nhưng, Diệp Thần thái độ, nhưng coi như lễ phép. Có thể lễ này hình dáng, ở đó mặt ngựa nam tử cùng đại hán đầu chọc xem ra, chính là kinh sợ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng đều là hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên. Mặt ngựa nam tử khinh thường nhìn về phía Diệp Thần nói, vừa mới đến. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta ngu, cái nào thánh tổ cảnh trở xuống võ giả, sẽ ở thời kỳ này, đi tới chúng ta Huyền Kim Thành. Ngươi cãi lại liền thành chủ đại nhân mệnh lệnh, bị chúng ta phát hiện, liền bắt đầu sắp xếp. Diệp Thần sắc mặt chìm một phần nói, ta thật không biết các ngươi thành chủ có ra lệnh gì, hiện tại, mời hai vị tránh ra, ta có chuyện. Mặt ngựa nam tử cùng đại hán đầu chọc kia nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt hàn mang chớp động, ẩn hiện tức giận. Một người mới vừa bước vào thiên thần cảnh tồn tại, cũng dám kêu bọn họ tránh ra. Ừ, thằng nhóc này vừa thấy, chính là lại không thực lực, lại không bối cảnh, tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, không đạt được kết quả tốt hắn hai người chúng ta cũng được đi, hiện tại nhưng ở bọn họ trước mặt trang. Vẫn là ở nhiều người như vậy nhìn soi mói. Chống đối mình hai người. Rất tốt, tốt vô cùng. Mặt ngựa nam tử uy nghiêm cười một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi tốt nhất cho lão tử phối hợp một chút, không biết cãi lại liền cái gì mệnh lệnh. Tốt, lão tử, hiện tại liền nói cho ngươi, hôm nay, chính là Huyền Kim Thành, phát hiện một nơi mới quặng mỏ, cần người khai thác, cho nên, thành chủ hạ lệnh, Huyền Kim Thành bên trong, tất cả tuổi tròn 20 tuổi, thánh tổ cảnh trở xuống võ giả, cũng muốn đi vào quặng mỏ bên trong khai thác quặng. Diệp Thần nghe vậy, nhàn nhạt nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta không phải Huyền Kim Thành người. Không phải Huyền Kim Thành người. Mặt ngựa nam tử cùng đại hán đầu chọc, đều là xem kẻ ngu như nhau nhìn Diệp Thần. Cái này hai người, mặt ngựa nam tử tên là Triệu Hùng, đại hán đầu chọc, tên là Lý Đông Hạo,
là cái này Huyền Kim Thành, phủ thành chủ sai người. Diệp Thần không phải Huyền Kim Thành người, loại chuyện này, bọn họ há sẽ không biết. Nhưng hiện tại, thành chủ đại nhân, nhưng mà cấp thiếu đào mỏ nhân công, cho nên, cho dù Triệu Hùng và Lý Đông Hạo cưỡng chế thu Diệp Thần là nhân công, thành chủ cũng sẽ không trách cứ, thậm chí, còn khả năng đối với hai người có chút khen thưởng. Bất quá, muốn thả qua Diệp Thần tự nhiên cũng có thể, đơn giản mà nói, cái này, hoàn toàn quyết định bởi tại hai người như thế nào xử lý Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần thức thời, hiểu được làm người, bọn họ tự nhiên sẽ không làm khó Diệp Thần. Nói rõ, hai người chính là muốn từ Diệp Thần trên mình, mò chút dầu nước. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại nói mình không phải là Huyền Kim Thành người đâu. Ha ha, ngây thơ đến loại trình độ này. Đại hán đầu chọc Lý Đông Hạo vô cùng là khinh thường mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi là thật ngu, vẫn là giả ngu. Ta quản ngươi có phải hay không Huyền Kim Thành người, hiện tại, nếu bước chân vào Huyền Kim Thành, thì phải theo Huyền Kim Thành quy củ làm việc, hiểu không? Nếu không ngươi lấy là, tại sao ngoài cửa thành, liền canh phòng cũng không có? Ha ha, coi như ngươi thật không phải là Huyền Kim Thành người, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn thôi. Hiện tại, lão tử cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, theo lão tử đi. Dứt lời, Lý Đông Hạo trực tiếp xoay người, căn bản không định cho Diệp Thần cơ hội nói chuyện, hắn trên mặt, thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, nếu như thằng nhóc này, lại không tán thưởng nói, hắn có thể không ngại, dạy một chút hắn, cái gì gọi là quy củ. Vào thời khắc này, một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử, ở nơi này hai người vang lên bên tai nói, không người đã dạy các ngươi, nói thế nào. Trong nháy mắt, cả con phố, cũng lâm vào tĩnh mịch. Tất cả người, đều là mặt lộ vẻ không tưởng tượng nổi vẻ nhìn về phía Diệp Thần. Thằng nhóc này, đang nói gì à? Nếu như Diệp Thần lấy ra chút chỗ tốt lấy lòng, tâng bốc một tí Lý Đông Hạo cùng Triệu Hùng mà nói, căn bản không cần bị cưỡng chế đưa đi quặng mỏ đào mỏ. Có thể hiện tại, Diệp Thần ngược lại ngay trước mọi người chất vấn hai người nói thế nào? Một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tồn tại, chất vấn hai người thánh tổ cảnh bốn tầng thiên cường giả nói thế nào? Đây không phải là tự tìm cái chết, cái gì là tự tìm cái chết? Hiện tại, cũng không phải là bị đưa đi quặng mỏ liền có thể giải quyết à? Lý Đông Hạo xoay người, cùng Triệu Hùng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, đôi mắt đều đã đầy máu, trán gân xanh không ngừng nhảy, tức giận đến tột đỉnh. Đã bao nhiêu năm, từ hai người lên làm phủ thành chủ sai người, vậy coi là ở Huyền Kim Thành, nhỏ có thân phận liền chứ. Bọn họ đều không nhớ nhiều ít năm không có bị người như vậy ngay trước mọi người làm nhục thế chấp hỏi qua rồi à. Huống chi, còn chỉ là một người chính là thiên thần cảnh. Cái này, để cho bọn họ làm sao có thể không giận. Hai người quanh thân thánh tổ cảnh bốn tầng thiên uy thế, giống như cuồng phong bạo vũ vậy ngay tức thì bùng nổ, hướng Diệp Thần, nghiền ép đi. Mọi người vây xem, không khỏi hơi biến sắc mặt, thánh tổ cảnh bốn tầng thiên, ở vực ngoại mặc dù không hề ít gặp, nhưng, cũng có thể coi như cường giả. Lúc này bùng nổ hơi thở, mặc dù không phải là nhằm vào mọi người vây xem, nhưng, vậy đánh vào được bọn họ khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Phải biết, tại chỗ, phần lớn đều là thánh tổ cảnh trung kỳ trở xuống võ giả à. Có thể gặp hai người thực lực, tuyệt đối không kém. Tất cả người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, cũng mang theo vẻ thương hại. Cái thế giới này, cường thế, vĩnh viễn là cường giả tư cách, tên yếu cũng muốn cường thế. Vậy, là phải trả giá thật lớn. Vô cùng giá thê thảm. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đừng nói là cùng hai người giao thủ, chỉ là hơi thở này, là có thể ngay tức thì đem Diệp Thần, oanh được liền cặn bã đều không còn dư lại chứ. Nhưng là, một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Huyền Kim Thành trên đường phố, vẫn còn là một phiến yên lặng, cái gì cũng không có phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần ở hai người hơi thở chấn áp dưới, đừng nói là bể thành xương máu. Lại là, liền một chút việc, cũng không có à. Cuối cùng, Diệp Thần đều là mặt đầy rửng rưng vẻ đứng tại chỗ. Tất cả người, đều đần độn, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trên thế giới này, còn có thể chống đỡ hai người thánh tổ cảnh tầng 4 thiên võ người hơi thở thiên thần cảnh tồn tại. Có lẽ chỉ có, nhưng, như vậy võ giả lai lịch tuyệt đối không đơn giản à. Thông thường mà nói, con em đại gia tộc, cho dù tu vi nhỏ yếu, nhiều hơn thiếu thiếu, vậy sẽ có một ít bảo toàn tánh mạng chí bảo,
hoặc là trong tộc cường giả ở trên người lưu lại căn nguyên khí vân. Vân. Mọi người thấy Diệp Thần, thần sắc dần dần thay đổi, chẳng lẽ, cái này nhìn như rác dưới thiên thần cảnh tiểu tử, có cực kỳ đáng sợ bối cảnh. Muốn dựa vào căn nguyên khí, chống đỡ hai người thánh tổ cảnh tầng 4 thiên võ người toàn lực bùng nổ uy áp, chí ít, vậy được có thiên thần cảnh đỉnh cấp, thậm chí là thánh tổ cảnh sơ kỳ thực lực chứ. Như vậy võ giả, ở vực ngoại tinh tuyền vực, cũng thuộc về khá là cường đại tồn tại. Cái này một tí, Triệu Hùng và Lý Đông Hạo sắc mặt, vậy có chút khó coi. Chẳng lẽ, bọn họ lần này đá tấm sắt? Như Diệp Thần sau lưng, thật sự có cường giả tồn tại nói. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi run lập cập, nói như vậy, liền liền Huyền Kim thành chủ, cũng chưa chắc có thể bảo được bọn họ chứ. Hai người con ngươi hơi vừa chuyển, lại là lập tức đem hơi thở thu hồi. Mặt ngựa nam tử Triệu Hùng, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một nụ cười nói, Diệp huynh đệ đúng không? Mới vừa rồi, có chút hiểu lầm, hi hi, chuyện này, cứ tính như vậy. Lý Đông Hạo cũng là gật gật đầu nói, ừ, bất quá, Diệp huynh đệ, đi ra khỏi nhà. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt, nếu như không phải là đụng gặp anh em chúng ta hai cái người tốt như vậy mà nói, ngày hôm nay, ngươi có thể phải thua thiệt. Đám người nghe vậy, nhìn về phía hai người, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Nếu như Diệp Thần chỉ là một người thông thường thiên thần cảnh võ giả nói, hiện tại, đã chết được không thể chết lại chứ. Có thể hiện tại, Triệu Hùng và Lý Đông Hạo, nhưng nói gì tính. Sẽ thua thiệt. Da mặt này, thật là dày đến có thể so với tường thành liền à. Đổi lại bọn họ là Diệp Thần mà nói, có thể, đều phải bị tức chết chứ. Nhưng, thì có thể như thế nào chứ? Không ít người, đều là không nhịn được thở dài một cái. Cái này, là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu, coi như Diệp Thần có chút bối cảnh, có thể thực lực bản thân chưa đủ dưới tình huống, thật đúng là chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Có thể vào thời khắc này, Diệp Thần, nhưng là bỗng nhiên ra tay. Một đấm xuất ra, nhìn như chất phác không màu mè một quyền, hướng Mã Hùng mặt, đánh đi. Tất cả người, đều là mặt hiện vẻ khó tin nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này là điên rồi sao? Coi như, Diệp Thần bối cảnh mạnh hơn nữa, có thể, không nghe nói một câu, gọi là cường long không đẻ địa đầu xà sao. Hiện tại, Diệp Thần lại dám không tự lượng sức địa đối trước Mã Hùng ra tay. Mã Hùng. Nhưng mà thánh tổ cảnh 4 tầng thiên à, lấy Diệp Thần thiên thần cảnh tu vi, coi như Mã Hùng không dám thật giết Diệp Thần cũng chỉ có thể tự rước lấy, thành là trò cười thôi. Ở mọi người nhìn lại, thiên thần cảnh, đừng nói là chiến thắng, liền liền làm bị thương Mã Hùng, cũng là không thể nào chuyện. Mã Hùng cùng Lý Đông Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương sát ý. Nếu Diệp Thần tự tìm cái chết, vậy thì thảo nào bọn họ à? Nói cho cùng, hắn hai người chúng ta thuộc về Huyền Kim thành chủ người, Diệp Thần cho dù có chút bối cảnh, bọn họ không dám tùy tiện động Diệp Thần, nhưng nếu là Diệp Thần đi trước ra tay đâu? Vậy, tính chất có thể liền hoàn toàn bất đồng. Diệp Thần là đang gây hấn với toàn bộ Huyền Kim thành uy nghiêm. Là trực tiếp mạo phạm Huyền Kim thành chúa ơi! Mã Hùng trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, cả người mênh mông vậy linh lực cùng nhau, trên tay phải, hiện ra đạo đạo màu tím sấm sét. Như xé trời sét đánh giống vậy cuồng bạo quyền ý, gào thét ra. Quyền này ý vừa ra, đám người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết, một hồi cuồn cuộn, hơi thở không thuận, thật giống như bị người ở trên ngực hung hăng đập một quyền vậy. Bọn họ nhìn Mã Hùng, trong mắt đều là hiện lên sợ hãi vẻ, quyền này ý, thật là mạnh. Đồng thời nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, hơn nữa thương hại. Cái này Diệp Thần, cũng quá xui xẻo. Đối với người nào ra quyền không tốt, hết lần này tới lần khác đối với ngựa Hùng ra quyền. Mã Hùng, nhưng mà ở Huyền Kim thành vùng lân cận, cũng có chút danh tiếng quyền tu à. Hắn tu luyện bôn lôi quyền, lại là một môn khá là cao đẳng võ, lấy uy lực nổi danh. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần kết quả, có nhiều thảm. Mã Hùng tàn nhẫn cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, nếu Diệp công tử muốn luyện quyền, vậy tại hạ. Liền chỉ điểm một hai tốt. Một khắc sau, Mã Hùng quát lên một tiếng lớn nói, bôn lôi nuốt long quyền. Một quyền đánh ra, không khí bên trong, bỗng nhiên hiện lên một đạo điện quang lượn quanh dấu quyền, tản ra vô cùng kinh khủng hơi thở, hướng Diệp Thần đánh đi, chỗ đi qua, tiếng sấm không ngừng,
vực ngoại vậy vô cùng vững chắc không gian, cũng ẩn hiện từng tia vết rách. Đám người thấy vậy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể, để cho bọn họ không hiểu phải, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần vẫn là mặt đầy rửng rưng vẻ. Thậm chí, khóe miệng còn mang vẻ khinh thường nụ cười. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Đám người ánh mắt hơi lóe lên, chẳng lẽ, Diệp Thần còn có cái gì lá bài tẩy? Có thể, mạnh mẽ đi nữa lá bài tẩy, không có trình độ nhất định thực lực, vậy thì không cách nào phát huy hiệu quả à, Diệp Thần rốt cuộc phải làm sao? Đám người, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, mong đợi. Ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, Diệp Thần quyền, cùng vậy sấm sét giấu quyền, rốt cuộc, đụng nhau. Mã Hùng trên mặt, thoáng qua vô cùng dữ tợn, sảng khoái thần sắc, Diệp Thần xong rồi. Mặc dù, hắn ra tay lúc đó, mơ hồ thu liễm một chút lực lượng, một quyền này, sẽ không toàn lực bùng nổ, muốn Diệp Thần tánh mạng, nhưng, trọng thương, là tuyệt đối không tránh khỏi. Có thể nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị, xuất hiện. Vậy nhìn như vô cùng sợ hãi, tựa như có diệt thế uy năng sấm sét giấu quyền, lại là đang cùng Diệp Thần quả đấm đụng nhau ngay tức thì, liền bể nát. Giống như bùn cát vậy, bể nát. Mà Diệp Thần quyền, vẫn còn ở tiến về trước. Diệp Thần cái này nhìn như tùy ý vô cùng một quyền, lại là miễn cưỡng, đem Ngựa Hùng Bôn Lôi giấu quyền, hoàn toàn mất đi. Mã Hùng ngu, Lý Đông Hạo ngu, tất cả người, đều đần độn. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái này, không thể nào là thật sao? Một cái thiên thần cảnh tồn tại, tiện tay một quyền, lại là mất đi liền Mã Hùng sao chịu được so trí cường một quyền. Bọn họ không phải chưa có nghe nói qua còn có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, có thể, vậy cũng có cái hạn độ đi. Diệp Thần, ở nơi này là vượt cấp mà chiến. Cái này, hoàn toàn là càng thiên mà chiến à. Thiên thần cảnh, cùng thánh tổ cảnh bốn tầng thiên chênh lệch, giống như thiên uyên, có thể cái này thiên uyên, bị Diệp Thần miễn cưỡng vượt qua à. Lúc này, Mã Hùng sắc mặt vô cùng trắng bệch, đâu còn chút nào dữ tợn, sảng khoái. Thân hình hắn run lên, chỉ muốn thi triển thân pháp, né tránh. Có thể, cho đến giờ phút này, Mã Hùng mới chợt phát giác, cái này nhìn như cũng không thích một quyền, nhưng cho hắn một loại không thể tránh né cảm giác. Diệp Thần quả đấm, giống như thiên la địa võng vậy, xông tới mặt. Không tránh thoát. Tại sao có thể như vậy? Mã Hùng thần hồn, ở nơi này giống như cửa địa ngục giống vậy quả đấm trước mặt, cũng muốn sụp đổ à? 0,1% cái hô hấp sau này, một quyền này đập vào Mã Hùng mặt bên trên. Bành đích một tiếng độn vang, một hồi xương máu, ở Mã Hùng đầu lâu bên trên bộc phát ra, mà Mã Hùng toàn bộ thân thể, lại là giống như đạn đại bác vậy, lấy tốc độ cực nhanh đổ bay ra, ầm một tiếng vang thật lớn, đem sau lưng một tòa nhà lầu vỡ thành nghiền. Tĩnh mịch, giống như là vĩnh hằng hắc động giống vậy tĩnh mịch, bao phủ đúng cái đường dài. Mọi người thấy đầu lâu kia gần như nổ tung, đã không còn hình người, ngã ở một mảnh phế tích bên trong hấp hối Mã Hùng, thân thể lại là không cách nào khống chế khẽ run lên. Quá thê thảm. Cái này Diệp Thần, kết quả, là quái vật gì à? Giờ phút này, đám người lại là mỗi một người đều cúi đầu, liền xem cũng không dám xem nhiều Diệp Thần một cái. Mà Diệp Thần, chính là sắc mặt nhàn nhạt nhìn sắp chết Mã Hùng, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói chỉ điểm 1-2. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Mã Hùng, hắn cho tới bây giờ không phải một cái mềm lòng chùn tay người. Nếu như hắn chỉ là một người thông thường thiên thần cảnh võ giả, hiện tại, đừng nói là bị thương nặng, có thể đều đã bị Mã Hùng cùng Lý Đông Hạo hơi thở đè giết chứ. Chỉ là đem Ngựa Hùng đầu lâu oanh được gần như nổ tung, đã coi như là nhân từ. Bất quá, Diệp Thần một quyền này bên trong, mang từng tia hủy diệt mộ đạo hơi thở, Mã Hùng muốn khôi phục, có thể sẽ gặp một vài vấn đề. Dĩ nhiên, cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chính là muốn tốn trên một chút thời gian mà thôi. Cũng không coi là dài, lấy Mã Hùng tu vi, phỏng đoán vạn năm, vậy là đủ rồi. Diệp Thần uy nghiêm cười một tiếng, hắn ra tay, gần đây rất có đúng mực, không phải sao. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cả người cũng giống như là xương đánh quả cả vậy, tức giận không có sức, hơi run Lý Đông Hạo, nguyên bản sáng bóng đầu chọc, giờ phút này cũng lộ vẻ được ảm đạm vô cùng. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, người mới vừa nói cái gì? Để cho ta khiêm tốn một chút. Lý Đông Hạo vậy hung ác trên gương mặt, giờ phút này, nhưng là một bộ mau khóc lên diễn cảm,
bọn họ lần này, nơi nào là đá cái gì gậy sắt? Rõ ràng, là mình nhảy vào xôi trào núi lửa miệng à. Hắn cắn răng một cái, không chút do dự quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, điên cuồng dập đầu nói, Diệp công tử, là ta có mắt không tròng, van cầu ngài thả qua ta một lần, van xin ngài. Thả qua. Diệp Thần âm hàn cười một tiếng nói, ha ha, ngươi, sẽ không như thế ngây thơ chứ. Lý Đông Hạo nghe vậy, máu chảy ngược, giống như rơi vào sợ hãi vực sâu vậy, tim đập loạn cũng đều phải từ ngực bay ra. Hắn ngẩng đầu một cái, vừa định làm ra phản ứng, có thể, quá trễ. Diệp Thần một cước, đã quét tới. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, một cước này, hung hãn quét Lý Đông Hạo đầu chọc bên trên. Lý Đông Hạo thân thể tung tóe ra, đụng sụp một tòa lầu cao, hơi thở yếu ớt, hắn kết quả, hiển nhiên không cần mã hùng tốt bao nhiêu. Mọi người thấy cái này hai người bị Diệp Thần xem đánh chó như nhau, đánh được không còn hình người thánh tổ cảnh bốn tầng thiên cường giả, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật là ác độc, cái này nhìn như có chút lãnh đạm người tuổi trẻ, động tới tay, ngoan kính 10 phần. Diệp Thần đối với người ngoài ánh mắt, nhưng cũng không để bụng. Thẳng thân hình động một cái, liền hướng Huyền Kim Thành bên trong một nhà khá lớn tử lầu đi tới. Thượng giới và vực ngoại đến gần, Kim Thư Tuệ ban đầu rời đi lúc đó, thật giống như trong lời nói đi vực ngoại có chuyện gì, cũng không trở về thượng giới. Muốn điều tra một người, không thể nghi ngờ tử lầu là cao nhất mục chọn. Hơn nữa, ban đầu Kim Thư Tuệ trả lại cho hắn 100.000 cực phẩm huyền nguyên đá. Huyền nguyên đá, là vực ngoại và thượng giới sử dụng lưu thông tiền. Cùng linh võ đại lục linh thạch kém không nhiều, nhưng, ẩn chứa linh khí độ dày, cùng với chất lượng, nhưng căn bản không phải linh thạch có thể so sánh được. Nhà này tử lầu, tên là Kim Tiêu Các, Diệp Thần mới vừa một bước nhập trong đó, chính là trước mắt sáng lên, cái này Kim Tiêu Các, bất luận là trang hoàng, sử dụng sông thơm, bàn ghế trưng bày vân. Vân, nhìn lại đều là vô cùng là xa hoa, đồng thời, lại không mất tao nhã, như vậy trình độ, ở thần quốc. Đều là thật khó nhìn thấy, có thể làm được điều này tử lầu, tuyệt đối là đứng đầu bên trong đứng đầu. Có thể, ở vực ngoại và thượng giới, cái này Kim Tiêu Các, bất quá là một cái thành nhỏ bên trong tầm thường tử lầu thôi. Chốc lát tới giữa, người tàn nhẫn Diệp Thần danh hiệu, liền mơ hồ ở Huyền Kim Thành bên trong, lưu truyền ra. Cùng lúc đó, Huyền Kim Thành trong phủ thành chủ, đang có một người mặc xanh nhạt trường bào, giữa eo treo một quả tản ra màu hổ phách linh quang mỹ ngọc. Khí chất sang trọng hoa lệ, dung mạo tuấn mỹ nam tử, tay nâng ly trà, nhàn nhã ngồi ở phòng khách bên trong thưởng thức vậy tản ra nồng nặc linh khí trà thơm. Đột nhiên, bên ngoài sảnh bóng người chớp mắt, đi tới một vị ăn mặc thân huyền kim trường bào, mặt chữ quốc trên sinh đôi mắt hổ, nhìn quanh uy nghiêm người đàn ông trung niên. Người này, bất ngờ chính là Huyền Kim Thành thành chủ, Trần Dưỡng. Trần Dưỡng làm người, vô cùng sĩ diện hảo, ở nơi này Huyền Kim Thành bên trong. Đối với người bất kỳ, đều cơ hồ không giả sắc thái, uy nghiêm bá đạo, có thể đi vào phòng khách này ngay tức thì, hắn lại là mặt đầy tươi cười, hướng về phía thanh niên kia người cười ha ha một tiếng nói, cố công tử, xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu. Cái này bạch bào thanh niên, tên là Cố Hàn, đến từ Nguyên Sơn Cố gia. Nguyên Sơn dãy núi, khoảng cách Huyền Kim Thành cũng không xa, diện tích dù sao cũng bên trong. Dãy núi bên trong, có một cái cỡ nhỏ linh mạch, cho nên, không thiếu một ít võ đạo gia tộc, thậm chí là tiểu môn tiểu phái, ở nơi này Nguyên Sơn dãy núi trú tại mọc rễ. Mà dãy núi bên trong, từ vạn năm trước bắt đầu, liền một mực là một cái truyền thừa khá là đã lâu võ đạo thế gia, vậy, chính là Cố gia. Vì vậy, cái này Cố gia, cũng bị tinh tuyền vực người, gọi là Nguyên Sơn Cố gia. Cố Hàn, là Nguyên Sơn Cố gia con trai trưởng. Đây cũng là Trần Dưỡng sở dĩ đối với Cố Hàn thái độ như thế nguyên nhân. Cố Hàn đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói, Trần Thành Chủ, lời ong tiếng ve nói ít, không biết ta nhờ ngươi làm sự kiện kia, ngươi làm thế nào. Đổi thành những người khác, dám loại thái độ này và Trần Dưỡng nói chuyện, chỉ sợ sớm đã bị người mang đi ra, có thể đối mặt Cố Hàn, Trần Dưỡng nhưng là nụ cười không giảm, có chút do dự mở miệng nói, cái này. Xin Cố Công Tử lại đợi một chút, ta đã phát động khắp thành thánh tổ cảnh trở xuống võ giả. Trợ giúp khai thác, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Ngay tại lúc này, một người mặc quần áo xám người làm, đột nhiên hoang mang rối loạn chạy tới phòng khách này bên trong, gấp gáp đối với Trần Dưỡng mở miệng nói, không xong, thành chủ đại nhân.
Trần Dưỡng nhướng mày một cái, trên mặt mang theo một phần vẻ giận nói, không thấy được, ta đang đãi khách sao? Tên kia người làm sửng sốt một chút, liếc Cố Hàn một mắt, liền cúi đầu. Trần Dưỡng nhàn nhạt nói, Cố công tử không là người ngoài, có chuyện gì, nói đi. Người làm vội vàng nói, ngài phái đi chiêu mộ thợ mỏ Mã Hùng và Lý Đông Hạo, để cho người cho đánh trọng thương. Nghe nói, bọn họ là ở chiêu mộ lúc đó, cùng người nổi lên mâu thuẫn. Trần Dưỡng nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hướng bên cạnh Cố Hàn nhìn. Chỉ gặp lúc này, Cố Hàn mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm nhìn Trần Dưỡng, đứng lên nói, xem ra, ta nơi nhờ chuyện, tiến hành được không hề thuận lợi, để cho Trần thành chủ khá là khổ sở à. Đã như vậy, Cố mỗ tìm những người khác nữa tương trợ chính là, dẫu sao, mặc dù Huyền Kim Thành, sản xuất nhiều huyền kim, thế nhưng huyền kim mẫu, cũng không là chỉ có nơi này mới có. Trần Dưỡng trong mắt ánh sáng chớp động, hắn, tuyệt không thể bỏ qua cái này nịnh hót Cố gia tốt cơ hội à, chớ nói chi là, Cố Hàn dùng để trao đổi huyền kim mẹ Linh Hàn Chi, nhưng mà hắn vô cùng là cần vật. Lúc này, Trần Dưỡng quay đầu, hướng về phía vậy người làm quát lên một tiếng lớn nói, là ai? Là ai, dám cãi lại bổn thành chủ mệnh lệnh? Mấy ngày trước, Cố Hàn tìm được Trần Dưỡng, để cho hắn hỗ trợ thu thập một quả huyền kim mẫu, cái này huyền kim mẫu, xa xa so huyền kim cao hơn các loại, giá trị không rẻ, đồng thời, còn có một cái vô cùng là đặc thù tính chất. Huyền kim mẫu, mới vừa mở hái xuống lúc đó, tản ra tím ánh sáng màu vàng, vô cùng là lóa mắt, chỉ khi nào để dành thời gian một dài, mặc dù công hiệu dùng, sẽ không hạ xuống, có thể cái này tím kim linh quang, nhưng sẽ tự đi tiêu tán. Cho nên, nếu là muốn lấy cái này huyền kim mẫu, chế tạo bảo vật, chỉ có ở hắn mới vừa khai thác không lâu lúc đó, liền luyện chế thành khí, mới có thể đem cái này tím kim quang mang, vĩnh viễn gìn giữ xuống. Cái này, cũng là Trần Dưỡng hạ lệnh cưỡng chế chiêu mộ thợ mỏ nguyên nhân. Có thể hiện tại, lại có không tán thưởng đồ, nhảy ra và hắn đối nghịch. Còn vừa vặn, bị Cố Hàn cho biết. Cái này, há chẳng phải là để cho hắn ở Cố Hàn trước mặt mặt mũi quét sân. Cố gia sẽ làm sao xem hắn. Một chuyện nhỏ, cũng không làm xong, như thế nào còn có cùng Cố gia kết giao tư cách. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì cái đó kháng mệnh tiểu tử. Ngay tức thì, Trần Dưỡng, liền đem Diệp Thần cho hận tới. Bất quá, hắn cặp mắt bên trong, vậy lóe lên vẻ hồ nghi, hắn chiêu mộ đều là thánh tổ cảnh dưới võ giả, làm sao có thể sẽ có người, có thể trọng thương Mã Hùng cùng Lý Đông Hạo. Vậy người làm nói, căn cứ tin tức, tên kia kêu Diệp Thần tiểu tử vào Kim Tiêu Các. Diệp Thần ở Kim Tiêu Các mới vừa ngồi xuống, thì có một người thiếu nữ xinh đẹp, cười tủm tỉm đi tới, hỏi công tử, xin hỏi cần gì không? Diệp Thần nói, trên mấy cái các ngươi tiệm bảng hiệu đi. Thiếu nữ sau khi rời đi, bàn kề cận mấy tên chàng trai đối thoại, truyền vào Diệp Thần trong tai. Trong đó một người đầu đội ngọc quan nam tử mở miệng nói, các ngươi nghe nói không, luyện thần huyền nữ gần đây phải ra gả cho. Huyền nữ, một người khác phi phát nam tử tới một chút hứng thú nói, người nói nhưng mà có luyện thần băng sơn danh xưng là cái đó đại mỹ nữ. Ngọc quan nam tử cười nói, không phải nàng, còn có ai? Lại có một người trắng mập nam tử, nghi ngờ mở miệng nói, luyện thần băng sơn. Tin tức này người từ nơi nào nghe tới, không thể nào đâu. Ta nhớ, nàng từng nói qua suốt đời không gả. Ngọc quan nam tử có chút tự đắc nói, nơi nào nghe được. Vốn là, lấy bọn ta thân phận, dĩ nhiên là không cách nào tiếp xúc tới luyện thần phong tin tức, bất quá, gần đây, ca ca ta đã gia nhập Tân Diễm giáo, chuyện này, trước mấy ngày ở vực ngoại tinh tuyển vực hơi thượng lưu một chút trong vòng, đã sớm truyền ra. Trắng mập nam tử vẫn là có chút không phục nhìn ngọc quan chàng trai nói, truyền ra. Ta nhớ Tân Diễm giáo, và luyện thần phong cũng không có qua lại gì chứ. Luyện thần phong huyền nữ lập gia đình, như thế nào sẽ truyền tới Tân Diễm giáo đi? Ngọc quan nam tử mặt hiện thần bí vẻ cười nói, bởi vì à. Luyện thần phong, lần này là huyền nữ Kim Thư Tuệ công khai chiêu hôn. Tất cả vùng lân cận một ít thế lực lớn ở giữa thanh niên tài tuấn, cũng được mời. Nguyên bản đang thưởng thức trà, chờ đợi lên món ăn Diệp Thần, giờ phút này nhưng là chợt con ngươi co giúp một cái. Kim Thư Tuệ, thật là trời không tuyệt đường người. Hắn lần này ở vực ngoại 15 ngày, chủ yếu nhất chính là tìm Kim Thư Tuệ. Mặc dù không biết Kim Thư Tuệ và khối kia luân hồi huyền bi rốt cuộc có liên hệ gì.
nhưng phải mau sớm thấy Kim Thư Tuệ. Nhưng mà, nàng lại muốn kiếm chồng. Lấy Diệp Thần đối với Kim Thư Tuệ biết rõ, nàng coi như muốn thành hôn, vậy tuyệt đối không biết sử dụng chiêu thân loại phương thức này chứ. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đứng lên, hướng bàn kề cận đi tới. Kim Thư Tuệ đối với thần quốc có ân, đối với hắn Diệp Thần cũng có ân, càng quan hệ đến luân hồi huyền bi, đã như vậy, chuyện này, Diệp Thần liền không thể không quản. Diệp Thần hướng về phía vậy Ngọc Quan Nam Tử hỏi, huynh đài, mới vừa rồi ngươi nói luyện thần phong huyền nữ chiêu thân là một, có thể hay không cùng ta nói tường tận nói. Ngươi, thiên thần cảnh, Ngọc Quan Nam Tử nghe vậy, quét Diệp Thần một mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười, mở miệng nói, làm sao? Ngươi cũng đúng cái này luyện thần phong huyền nữ cảm thấy hứng thú. Ha ha, luyện thần phong huyền nữ, sinh được quả thật xinh đẹp cực kỳ, nhưng là à, người có lúc muốn lượng sức mà đi biết không? Có quá nhiều nghĩ không an phận mà nói, xui xẻo chỉ sẽ là mình. Ở hắn xem ra, xem Diệp Thần như vậy thiên thần cảnh võ giả, căn bản không có một chút xíu tư cách tham dự lần này chiêu thân đại hội, người ta muốn, nhưng mà tinh tuyền vực thế lực lớn bên trong tài tuấn. Yêu nghiệt à, một mình ngươi chính là thiên thần cảnh đi theo thích hợp cái gì chứ? Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt híp lại, trong chốc lát, bầu không khí tựa hồ lạnh một ít. Ngọc Quan Nam Tử, nhưng là rửng rưng, thậm chí trên mặt nụ cười nồng nặc hơn một phần. Ngọc Quan Nam Tử ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khóe miệng động một cái, đang chuẩn bị cười nhạo mấy câu. Nhưng đột nhiên tới giữa, hắn bên người tên kia phi phát Nam Tử, nhưng là sắc mặt đại biến. Giật mạnh liền Ngọc Quan Nam Tử, thấp giọng nói, người này, được. Hình như là cái đó, người tàn nhẫn, Diệp Thần à. Người tàn nhẫn Diệp Thần. Ngọc Quan Nam Tử nghe vậy, chợt giật mình tỉnh lại. Hắn lúc ấy mặc dù không có ở hiện trường, có thể cũng nghe nói Diệp Thần sự tích, dẫu sao, Huyền Kim Thành cái loại này thành nhỏ, ra kiện như vậy chuyện kinh thế hãi tục tình, muốn bất truyền lần khắp thành đều khó. Ánh mắt lãnh đạm, hơn 20 tuổi. Thiên thần cảnh, đây không phải là Diệp Thần, còn là ai? Ngọc Quan Nam Tử nhìn Diệp Thần, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thân thể lại là khẽ run đứng lên. Tại sao run rẩy? Bởi vì Diệp Thần mạnh, Diệp Thần tàn nhẫn. Thậm chí có người nói, Diệp Thần đem Ngựa Hùng và Lý Đông Hạo đánh cho thành như vậy, còn không bằng trực tiếp đem hai người giết đâu. Ngọc Quan chàng trai thái độ, ngay tức thì 180 độ chuyển biến lớn, giống như là thỏ bị hoảng sợ vậy. Dè dặt hướng về phía Diệp Thần cúi đầu hỏi, ngài. Ngài là Diệp công tử sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta. Đúng là họ Diệp. Ngọc Quan chàng trai sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch không máu đứng lên, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, kinh hồn bạt vía địa đạo, Diệp. Diệp công tử, xin lỗi, mới vừa rồi nhỏ không biết là ngài, có nhiều xúc phạm. Diệp Thần khoát tay trận lại nói, được rồi, người hiện tại. Có thể nói một chút huyền nữ chiêu thân là một liền sao? Ngọc Quan Nam Tử hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Diệp Thần không hề xem truyền thuyết bên trong kinh khủng như vậy. Lúc này, hắn gà con mổ gạo vậy gật đầu nói, tại hạ một xác định biết gì nói nấy. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Thần sau lưng, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đồng thời, một đạo nặng lạnh quát hỏi, ở kim tiêu các bên trong, giống như lôi đình nổ vang. Ngươi, chính là Diệp Thần. Diệp Thần xoay người lại, chỉ gặp hai người nam tử, đứng ở sau lưng, chính là Cố Hàn cùng Trần Dưỡng. Giờ phút này, Cố Hàn đang cười mỉa nhìn mình, mà Trần Dưỡng chính là mặt đầy vẻ âm trầm. Tiếng kia quát hỏi, đến từ Trần Dưỡng. Mà ngồi ở Diệp Thần sau lưng mấy tên thanh niên, đã sớm hù được câm như hến, hành lễ nói, Trần Thành chủ tốt. Diệp Thần và Trần Dưỡng, cái nào đều không phải là bọn họ chọc nổi. Diệp Thần nhìn Trần Dưỡng, ánh mắt nhỏ tránh, người này, chính là Huyền Kim Thành thành chủ. Trần Dưỡng và Cố Hàn, đều là thánh tổ cảnh 6 tầng thiên tồn tại, mà hôm nay Diệp Thần, không mượn kiếm hồn và luân hồi mộ địa lực lượng, thực lực, đại khái ở thánh tổ cảnh 6 tầng thiên. Còn nếu là sử dụng kiếm hồn và luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, cho dù là thánh tổ cảnh 7 tầng thiên võ giả, Diệp Thần cũng có lòng tin cùng một trận chiến. Cho nên, Cố Hàn và Trần Dưỡng, căn bản đối với Diệp Thần không tạo được bất kỳ uy hiếp. Diệp Thần nhàn nhạt nói, không sai, là ta. Trần Dưỡng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, thằng nhóc ngươi, ngược lại là thẳng thắn, bổn thành chủ hỏi ngươi, ngươi vì sao kháng mệnh không theo. Thậm chí, còn đả thương hai người phủ thành chủ sai dịch.
Diệp Thần mặt không thay đổi nói, ta cũng không phải là Huyền Kim Thành người, người mệnh lệnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lời vừa nói ra, đúng nóc tử lầu, ngay tức thì lạnh xuống, không khí đều cơ hồ muốn ngưng kết ra băng xương. Diệp Thần, lại là một chút mặt mũi, cũng không cho Trần Dưỡng à. Nói thẳng, người mệnh lệnh cùng ta có quan hệ gì đâu. Vậy ngồi ở Diệp Thần bàn kề cận ba tên nam tử, trong mắt run run, kinh hãi được đều phải không cách nào hít thở. Phải biết, Trần Dưỡng nhưng mà thánh tổ cảnh hậu kỳ cường giả à. Thánh tổ cảnh nhất tầng thiên tới giữa chênh lệch chính là rãnh trời, huống chi tầng trời hai. Dù vậy, Diệp Thần còn chưa cho mặt mũi. Ngươi, Trần Dưỡng đôi mắt ngay tức thì ứ máu, trán gân xanh cuồng loạn, khí tức quanh người, xu hướng tại nổ tung. Ở nơi này cáo kỉnh hơi thở bên trong, toàn bộ Huyền Kim Thành võ giả, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tựa như, ngút trời tai ách tùy thời liền sẽ hạ xuống ở đỉnh đầu bọn họ vậy. Trần Dưỡng, vốn là cực kỳ chú trọng mặt mũi, hiện tại, lại bị Diệp Thần ngay trước mọi người đánh mặt. Liền liền Cố Hàn cũng không dám như thế nói với hắn nói à. Cái này bảo hắn, làm sao có thể không giận. Trần Dưỡng vô cùng là giữ tợn cười một tiếng nói, thằng nhóc, đánh bại hai cái thánh tổ cảnh bốn tầng thiên tồn tại, liền lấy là không có ai trị được ngươi. Ha ha, ngày hôm nay, ta bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, không cho bổn thành chủ quỳ xuống nói xin lỗi, đừng muốn sống rời đi nơi này. Diệp Thần đột nhiên quay đầu, hướng về phía vậy ngọc quan nam tử cười nói, ngươi mới vừa rồi theo ta nói cái gì tới. À, ngọc quan nam tử tỉnh tỉnh nhìn Diệp Thần, không rõ ràng. Diệp Thần nhìn về phía Trần Dưỡng, lạnh lùng nói, hắn mới vừa nói không tự lượng sức, xui xẻo sẽ là mình, những lời này dùng ở Trần Thành chủ trên mình, ngược lại là thật thích hợp. Ầm một tiếng vang thật lớn, thánh tổ cảnh vậy gần như thực chất cường hãn hơi thở, từ Trần Dưỡng trên mình, bộc phát ra, ngay tức thì, cái này lấy vô cùng là bền bỉ vật liệu xây xong, lại có mấy đạo trận pháp ra chỉ kim tiêu các, lại là phát ra không chịu nổi gánh nặng ca lên tiếng. Tựa như, cấp 10 bão dưới, tàn phá nhà gỗ vậy. Trần Dưỡng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại vậy không cách nào nhịn được, linh lực một trào, thì phải trực tiếp ra tay. Nhưng đột nhiên tới giữa, một cái tay nhưng ngăn ở Trần Dưỡng trước người. Cố Hàn tay. Trần Dưỡng hơi sững sờ, cưỡng ép đè xuống hơi thở, cau mày nói, Cố công tử, đây là. Chẳng lẽ, Cố Hàn muốn bảo thằng nhóc này. Trần Dưỡng mặt, có chút tối, nguyên bản. Hắn nhằm vào Diệp Thần là vì ở Cố Hàn trước mặt chứng minh mình, có thể hiện tại, hắn nhưng là hoàn toàn và Diệp Thần kết oán à. Cố Hàn cười nhạt nói, Trần Thành chủ, người này giao cho ta. Ừ, Trần Dưỡng có chút bất ngờ nhìn Cố Hàn, hắn không phải muốn bảo Diệp Thần, mà là muốn mình đối phó Diệp Thần. Cái này Diệp Thần làm sao chọc tới hắn? Đột nhiên, Trần Dưỡng trong mắt, lộ ra một vẻ bừng tỉnh, một khắc sau, nhìn Diệp Thần, trên mặt ở đây. Thì tràn đầy nụ cười. Diệp Thần mới vừa nói cái gì? Không tự lượng sức, phải xui xẻo. Ha ha, cái này thật đúng là nói đúng, bất quá, là dùng ở Diệp Thần trên người mình. Kim Thư Tuệ là Cố Hàn coi trọng người phụ nữ, mà Diệp Thần mới vừa rồi tựa hồ là đang hỏi thăm Kim Thư Tuệ chuyện. Cố Hàn người này, bình thường tựa hồ rất đạm mạc, chỉ khi nào liên quan đến người phụ nữ, liền sẽ thành được vô cùng nhỏ mọn. Ở hắn xem ra, Diệp Thần loại người này, liền đối phụ nữ mình hứng thú tư cách cũng không có, thậm chí là lỗi. Cố Hàn cân nhắc đánh giá Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi, thật giống như đối với luyện thần phong huyền nữ cảm thấy rất hứng thú. Kim Tiêu các bên trong mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Diệp Thần trên mình, bọn họ muốn biết, đối mặt Trần Dưỡng, cũng không có so ưu việt Diệp Thần, sẽ trả lời như thế nào. Một khắc sau, Diệp Thần, nhưng là lắc đầu. Hắn nhàn nhạt nói, ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đám người nghe vậy, không khỏi được ngẩn ngơ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, cũng không miễn mang theo vẻ thất vọng. Lúc này, Diệp Thần lại là kinh sợ. Chẳng lẽ, mới vừa rồi đối mặt Trần Dưỡng cường thế, đều là giả vờ. Đang cảm thụ đến Trần Dưỡng vậy khí tức kinh khủng sau đó, chỉ sợ, không dám sắp xếp. Cái gọi là người tàn nhẫn xem ra cũng không quá như vậy. Trần Dưỡng và Cố Hàn hai mắt nhìn nhau một cái, cười, bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Hắn nhìn Diệp Thần, khinh miệt cười một tiếng nói, nếu không có hứng thú, ngươi, tại sao phải cố ý hỏi thăm luyện thần phong huyền nữ chuyện kiếm chồng tình?
Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, bởi vì, nàng là bạn ta. Diệp Thần mặc dù đối với Kim Thư Tuệ có hảo cảm, nhưng, cũng không phải như vậy tình yêu nam nữ, nếu như lần này chiêu thân, từ Kim Thư Tuệ mình ý nguyện mà nói, Diệp Thần sẽ không nhúng tay. Nhưng, nếu là có ai, muốn cưỡng bách Kim Thư Tuệ, làm nàng không chuyện muốn làm, Diệp Thần vậy tuyệt sẽ không cho phép. Khả Trần Dưỡng cùng với Cố Hàn nghe được sau này, nhưng là ha ha phá lên cười. Tựa như, nghe được cái gì toàn trên đời, chuyện Tiếu Lâm thức cười nhất. Cố Hàn mặt đầy nụ cười nói, bằng hữu, ha ha, thằng nhóc, ta xem ngươi, liền luyện thần phong quy củ, cũng không biết chứ. Luyện thần phong đệ tử, một khi trở thành huyền nữ, liền cấm chỉ cùng môn phái ra, thậm chí bổn môn phái nam tiếp xúc, Kim Thư Tuệ năm đó, chính là bởi vì dung nhan tuyệt thế, đưa tới rất nhiều ánh mắt, không khỏi kỳ nhiễu, mới lựa chọn trở thành huyền nữ, còn đi thượng giới một nơi đất thần bí nán lại hồi lâu. Nàng cơ hồ chỉ lui tới tại vậy thượng giới đất thần bí và luyện thần phong, ngươi, lại là như thế nào có cơ hội, trở thành bạn nàng. Diệp Thần, trầm mặc. Ban đầu ma hoàng hạ xuống thần quốc, Kim Thư Tuệ là cưỡng ép biến dạng hư không tới. Chuyện này hắn tự nhiên không thể quá nhiều tiết lộ. Cố Hàn mặt lộ vẻ đắc ý, hiện tại, thằng nhóc này hoàn toàn không chứa được chứ. Nhưng ai biết, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là mở miệng nói, có liên quan gì tới ngươi. Ngươi lấy vì mình coi là cái gì, ta như thế nào cùng Kim Thư Tuệ trở thành bạn, cần hướng ngươi báo cáo. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra, tự mình tới từ thần quốc chuyện này, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, đối với lãnh gia, thượng giới nữ hoàng, Đế Uyên Điện còn quá sớm, hơn nữa chỉ ngây ngô 15 ngày, cho nên, Diệp Thần không muốn bại lộ mình thân phận. Còn như tên chữ, toàn bộ vực ngoại và thượng giới, không biết có nhiều ít trùng tên trùng họ người. Những người đó muốn tra, tên chữ vô dụng. Có thể Kim Tiêu các bên trong đám người, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Từng cái, cũng không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này, chuyện gì xảy ra, thái độ này, đổi tới đổi lui. Cố Hàn, nhưng là cười, âm lãnh cười. Diệp Thần, nói hắn là thứ gì? Hắn xuất thân từ Nguyên Sơn Cố gia, đừng nói là đúng phiến Nguyên Sơn dãy núi. Cho dù là ở Nguyên Sơn dãy núi vùng lân cận ra thành bên trong, cũng không có người, dám đối với hắn dùng loại thái độ này nói chuyện. Không thấy được vô cùng là sĩ diện hảo Trần Dưỡng, cũng đối với mình một mực cung kính. Hiện tại, một cái thiên thần cảnh phế vật, không chỉ có đối với mình coi trọng người phụ nữ, có nghĩ không an phận, còn trực tiếp làm nhục hắn. Tốt, rất tốt. Cố Hàn quanh thân, tản mát ra từng cơn băng trắng khí lạnh, cả người. Giống như hóa thân đông rét thần vậy, hướng về phía Diệp Thần quát lên, thằng nhóc, thẹn quá thành giận, miệng không lựa lời. Nếu ngươi mạo phạm không nên bốc lên phạm nhân, vậy thì chết đi. Một khắc sau, Cố Hàn trong mắt, vô cùng lạnh thấu xương sát ý, tung tóe ra, một chuôi tựa như lấy chục triệu năm huyền băng đúc thành trường kiếm, xuất hiện ở trong tay. Tay cầm trường kiếm Cố Hàn, thánh tổ cảnh uy thế, hoàn toàn bùng nổ. Huyền kim thành bên trong đám người. Chỉ cảm thấy được tuyết bay đầy trời, đem mình chìm ngập, liền thần hồn đều phải bị đóng kết. Cố Hàn mang cho bọn hắn sợ hãi, lại là so Trần Dưỡng còn cường liệt hơn mấy phần. Trần Dưỡng mặt lộ vẻ cười nhạt, cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, bị Cố Hàn để mắt tới, nhưng mà so với bị mình để mắt tới, còn thảm hơn à. Cố Hàn, không chỉ là Nguyên Sơn Cố gia con trai trưởng, đồng thời, cũng là Nguyên Sơn Cố gia nổi danh thiên tài. Toàn bộ Nguyên Sơn Cố gia cũng chỉ có Cố gia gia chủ, cùng với lão tổ tông thực lực, muốn thắng được Cố Hàn thôi. Mà Cố Hàn, hôm nay, cũng không đến 1.500 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có như vậy tu vi, cho dù đặt ở toàn bộ tinh tuyển vực, vậy gọi là yêu nghiệt, nhưng, Cố Hàn có, không chỉ là vô cùng là xuất sắc tu võ thiên phú, đồng thời, hắn còn có huyền hàn huyết mạch. Huyền hàn huyết mạch, trong cơ thể trời xanh liền dẫn có cực kỳ cường đại khí lạnh, đồng thời, tu luyện hệ băng công pháp, võ, cũng có khó có thể tưởng tượng ưu thế. Huyết mạch này, đặt ở toàn bộ tinh tuyền vực, cũng coi như cao cấp huyết mạch. Cho nên, cho dù Cố gia không tính là vô cùng cường đại, nhưng Cố Hàn vậy được luyện thần phong mời. Giờ phút này, Cố Hàn nạt nhỏ, băng vân thần kiếm. Một kiếm ra, huyền băng trường kiếm, sắc bén chói mắt, lôi cuốn vô tận khí lạnh, giống như che trời hàn vân vậy, hướng Diệp Thần vặn cổ đi. Kiếm quang phù đãng gian, dường như toàn bộ Kim Tiêu Các, cũng làm đóng băng.
Cái này, không chỉ là đem Kim Tiêu Các Đông đơn giản như vậy, là liền hư không, cũng đóng băng à. Có thể tưởng tượng được, Cố Hàn một kiếm này, kết quả mạnh bao nhiêu, kết quả có nhiều lạnh. Toàn bộ Huyền Kim Thành bên trong võ giả, cũng xu hướng tại điên cuồng. Bị cái này băng vân thần kiếm, hù được điên cuồng. Bọn họ biết, nếu như Cố Hàn một kiếm này, nhằm vào là bọn họ, sợ rằng ngay tức thì, bọn họ cũng sẽ bị đông triệt cánh cửa lòng, hóa thành đầy đất băng vụn chứ. Lúc này, chính là giữa hè thời tiết, có thể toàn bộ Huyền Kim Thành nhiệt độ, nhưng điên cuồng bạo hạ xuống dưới mấy trăm độ. Giống như nghênh đón đem vạn vật đông giết trời đông giá rét vậy. Liền liền một bên Trần Dưỡng, đều là khóe mắt cuồng loạn, trong mắt lóe lên không chừng, liền hắn cũng không có lòng tin, có thể không chút tổn hao nào tiếp Cố Hàn một kiếm này à. Đồng thời, Trần Dưỡng trên mặt vui mừng, cũng càng thêm đậm đà. Cố Hàn càng mạnh, Diệp Thần, liền chết được càng thảm. Lại xem Diệp Thần, giờ phút này, nhưng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như thật bị đông cứng vậy. Cố Hàn mặt lộ vẻ cười nhạt, trong mắt vẻ khinh thường, cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Ở nơi này băng vân thần kiếm, sắp chém trúng Diệp Thần ngay tức thì, một chuôi đen nhánh trường kiếm, nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Cố Hàn khinh miệt cười một tiếng, lúc này, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, chẳng biết tại sao, Diệp Thần vậy thần sắc lạnh nhạt, rơi vào Cố Hàn trong mắt, lại để cho hắn cảm thấy hết sức gai mắt. Cố Hàn ánh mắt trầm xuống, huyết mạch bên trong, một cổ tuyệt hàn khí cuồng trào ra, hóa thành một cái bông tuyết luồng khí xoáy lượn lờ ở huyền băng trên trường kiếm, cái này băng vân thần kiếm uy lực, lại tăng lên một phần. Cho ta chết, Cố Hàn quát lên một tiếng lớn, một kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần ấn đường, khí lạnh khiếp người, kiếm quang như điện. Giờ phút này, Diệp Thần rốt cuộc động. Bát quái thiên đan thuật, thiên long bát thần âm. Trong nháy mắt hai đạo hồng mông cổ pháp cuộn sạch ra. Hủy thiên diệt địa khí thế bùng nổ. Đồng thời, Diệp Thần bề mặt bên trên, thiêu đốt lên một tầng u lam hỏa diễm, ngọn lửa bên trong, lại là toát ra tầng tầng huyết quang. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần trong cơ thể, lại là có một cổ vô cùng là uy áp kinh khủng, gào thét ra. Trần Dưỡng cùng Cố Hàn thấy vậy, con người đều là bỗng nhiên co rúc lại. Kiêng kỵ, phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Ở Diệp Thần nghiêm túc động thủ nháy mắt, bọn họ lại là theo bản năng từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền vô cùng rõ ràng kiêng kỵ. Tại sao có thể như vậy? Hai người trong mắt, đều là toát ra vô cùng chấn động tủng thần sắc, suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Có thể, làm sao vậy không nghĩ ra, tại sao Diệp Thần hơi thở, lại đột nhiên đổi được kinh khủng như vậy à? Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần trong tay chuôi này đen nhánh trên trường kiếm. Một cổ khó hiểu, thương cổ, tối tăm hơi thở, tràn ngập lên. Toàn bộ Kim Tiêu Các bên trong đám người, cảm nhận được cái này cổ hơi thở ngay tức thì, đều là trong mắt buồn bã. Một khắc sau, gương mặt liền trắng bệch không máu đứng lên. Tại sao? Bởi vì, ở hơi thở kia bên trong, bọn họ cảm nhận được liền hủy diệt, cảm nhận được liền tử vong. Trong này, vậy bao gồm Trần Dưỡng cùng Cố Hàn. Cố Hàn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay thanh trường kiếm kia, hắn biết, phía trên tản mát ra là chân tránh hủy diệt mộ đạo hơi thở à. Nguyên thủy ba đạo một trong hủy diệt mộ đạo, đặt ở toàn bộ vực ngoại đều là làm vô số cường giả, cũng làm khát vọng tồn tại à. Đừng nói là tinh tuyền vực, cho dù là thiên nhân vực thế lực, đối với lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo võ giả, đều là đổ xô vào. Nguyên bản, Cố Hàn bởi vì mình đã bị lạnh diễm tông chọn chúng. Khó tránh khỏi có loại cao hơn người một bậc cảm giác ưu việt, thậm chí, đối với thực lực và mình kém không nhiều, lại thân là trưởng bối Huyền Kim Thành chủ Trần Dưỡng, cũng có chút không thèm liếc một cái. Cho nên, làm hắn bị Diệp Thần làm nhục lúc đó, mới sẽ gần như đánh mất lý trí. Có thể hiện tại, Cố Hàn lý trí, trở về. Tại sao? Bởi vì Diệp Thần nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Và Diệp Thần một so, hắn Cố Hàn coi là cái gì? Nói thật, Cố Hàn đã hối hận, thậm chí, cũng muốn lui về phía sau, thu kiếm. Có thể, hắn, có cái này cơ hội sao? Diệp Thần, sẽ cho hắn cái này cơ hội sao? Thoáng qua, sát kiếm bên trên, bộc phát ra chói mắt tia máu, kiếm mang lẫm liệt, giống như diệt thế sao xa, từ vũ trụ cuối, cực nhanh rơi xuống tới, hung hãn đánh vào Cố Hàn đâm tới huyền băng trên trường kiếm. Ầm cả người vang lớn,
hủy diệt mộ đạo giống như một đầu đói khát liền mấy chục ngàn năm, mới vừa thoát khốn ra ngút trời thú vậy, điên cuồng chiếm đoạt, xé rách Cố Hàn chém ra trình độ cao nhất khí lạnh, cái này cực kỳ kinh khủng tuyệt hàn một kiếm, ở Diệp Thần một kiếm này trước mặt, nhưng giống như là biến thành một đầu dê con đợi làm thịt. Một chút xíu sức đề kháng cũng không có bị vỡ vụn à. Không. Cố Hàn kêu thảm một tiếng, hắn có huyền hàn thân thể, từ ra đời tới nay, liền cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, cái gì gọi là lạnh. Nhưng, giờ khắc này, trong tay hắn huyền băng trường kiếm, cùng Diệp Thần trong tay sát kiếm đụng nhau một khắc. Cố Hàn, lần đầu tiên trong đời, rõ ràng liền lạnh, là một loại cảm giác gì à? Liền máu, liền xương tủy, liền linh hồn, đều phải làm đông lạnh. Ầm một tiếng vang thật lớn, sát kiếm bên trên, một cổ chấn thế cự lực cuồng trào ra, một hồi xương máu, tự Cố Hàn trong cơ thể bộc phát ra, mà hắn cả người, cũng giống là mũi tên rời cung vậy, đổ bay ra, trực tiếp đem kim tiêu các vách tường, đụng ra một cái lỗ thủng to, nặng nề ném xuống đất. Tĩnh mịch, ngay cả tiếng hô hấp, thậm chí là tiếng tim đập, cũng không nghe được. Cái này một đám võ giả, lại là ở Diệp Thần vậy cực kỳ kinh khủng một kiếm trước mặt, bị sợ được không cách nào khống chế toàn lực thu liếm lại liền mình sinh mạng hoạt động. Bọn họ từng cái, đều là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, giống như tượng đá vậy, đứng tại chỗ. Giả chết, là sinh vật một loại bản năng, khi bọn hắn gặp phải tuyệt đối không cách nào đối kháng mạnh mẽ cùng khủng bố lúc đó, liền sẽ theo bản năng giả chết. Tất cả mọi người đầu óc bên trong, đều là vô tận hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào hiểu, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Cái này, là thật sao? Một người thiên thần cảnh võ giả, một kiếm, bại trong chớp mắt liền một người thánh tổ cảnh tồn tại. Bọn họ từng cái, động tác vô cùng cứng đờ chuyển động cổ, hướng Cố Hàn nhìn. Lúc này Cố Hàn, cả thân xương, hoàn toàn bể nát, máu tươi đầm đìa, giống như là một bãi bùn nát vậy, đổ xuống đất. Thảm, quá thảm. Nhưng, bọn họ biết, cái này còn là Diệp Thần nương tay kết quả. Diệp Thần ở một khắc cuối cùng, thu liễm một phần lực lượng, nếu không, Cố Hàn đã chết. Diệp Thần chậm rãi đi tới Cố Hàn trước người, mắt nhìn xuống tên kia trong mắt tràn đầy sợ hãi đến trình độ cao nhất, tâm thần gần như hỏng mất nam tử. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại, ngươi tin tưởng ta là Kim Thư Tuệ bạn sao? Lời vừa nói ra, tất cả người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, cũng lại cũng không có một phần hoài nghi. Mà trên đất Cố Hàn, lại là liều mạng kêu khóc nói tin. Diệp công tử ta tin, là ta ngồi giếng nhìn trời, hoài nghi ngài, là bởi vì là ta rốt nát. Van cầu ngài cho ta một cái cơ hội đi, ta thật biết lỗi rồi à. Hơn 20 tuổi, thiên thần cảnh, liền có nghiền ép thánh tổ cảnh cường giả thực lực, trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần, còn nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Như vậy tư chất võ đạo, muốn gia nhập thiên nhân vực thế lực, đều là dễ dàng chứ. Gián kim, kết quan hệ. Nếu như Diệp Thần nói mình là Kim Thư Tuệ bằng hữu, như vậy, trên mặt rát vàng, hẳn là Kim Thư Tuệ mới đúng chứ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Cố Hàn, cuối cùng, hay là đem trong tay sát kiếm, vừa thu lại lên, không có hạ sát thủ. Hắn không giết Cố Hàn, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một, hắn ở vực ngoại và thượng giới, không có đầy đủ thực lực trước, muốn phải khiêm tốn một chút. Cố Hàn, vừa thấy ngay cả có chút thân phận người, mặc dù Diệp Thần không sợ Cố Hàn sau lưng thế lực. Có thể, nếu như gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới những thế lực kia chú ý, sẽ không tốt. Hai, hắn muốn cùng Cố Hàn hỏi thăm một chút luyện thần phong huyền nữ chiêu thân là một. Lấy Cố Hàn thân phận, khẳng định so với vậy mấy tên chỉ nghe đồn đãi thanh niên, muốn càng rõ chuyện này. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần sau lưng, vang lên phốc thông một tiếng. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ gặp Huyền Kim thành chủ Trần Dưỡng, quỳ xuống ở mình trước người. Trần Dưỡng cả người run rẩy, dùng sức cúi đầu, bày ra thấp nhất tư thái. Đám người thấy vậy, cũng là một bộ thấy quỷ thần sắc. Trần Dưỡng, nhưng mà vô cùng sĩ diện hảo người à, thậm chí đã từng, bởi vì vùng lân cận một tòa thành chỉ thành chủ, một câu nói đùa, mà đem vậy thành chủ chém chết, mình, vậy trả giá vô cùng giá thật lớn. Có thể hiện tại, hắn nhưng cho Diệp Thần quỳ. Vẫn chủ động, không nói hai lời quỳ. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này, thật là so Diệp Thần nghiền ép Cố Hàn, còn muốn làm bọn họ rung động. Trần Dưỡng mặt đầy vẻ sợ hãi, thân thể khẽ run, nhưng, vẫn là cắn răng một cái, mở miệng nói, Diệp công tử,
trước có nhiều đắc tội, xin ngài tha thứ. Có ích lợi gì phải ta địa phương, ngài cứ mở miệng, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, là ngài phân ưu. Đám người nghe vậy, hơn nữa thử ra, Trần Dưỡng lời nói này, cơ hồ, chính là ở nhận Diệp Thần là chủ à. Trần Dưỡng ánh mắt chớp động, hắn quả thật muốn mặt mũi, nhưng, đó cũng là ở có lệnh ở dưới tình huống à. Hơn nữa, chân chính để cho Trần Dưỡng sợ hãi, còn không phải là Diệp Thần thực lực, mà là Diệp Thần bối cảnh. Dạng gì thế lực, có thể đào tạo được như vậy cực hạn thiên tài. Còn nữa, Diệp Thần ra tay lúc đó, trong cơ thể bộc phát ra vậy cổ hồng mông khí. Diệp Thần, tuyệt không phải một cái nho nhỏ Huyền Kim Thành có thể chọc nổi tồn tại à. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, mở miệng nói ta, ngược lại thật có một việc, muốn ngươi đi làm. Trần Dưỡng nghe vậy, mặt hiện đại hỉ vẻ. Nếu như, có thể cùng Diệp Thần leo lên quan hệ, hắn Trần Dưỡng tương lai, nhất định là vô cùng quang minh à. Lúc này, Trần Dưỡng thật nhanh gật đầu nói, công tử, ngài xin cứ việc phân phó. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Tiếp theo, hắn ánh mắt đảo qua Cố Hàn, tiện tay chỉ một cái, đem trong cơ thể khí tức hủy diệt hóa giải, nói cầm hắn vậy mang theo. Trần Dưỡng đỡ dậy trên đất Cố Hàn, rất nhanh, ở Trần Dưỡng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần, liền tiến vào phủ thành chủ bên trong. Thánh tổ cảnh tồn tại, sinh mệnh lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Thần thu hồi khí tức hủy diệt, bây giờ Cố Hàn, mặc dù cũng là hơi thở cực kỳ suy yếu, nhưng, uống một ít phẩm cấp không tầm thường chữa thương đan dược, cũng tu dưỡng một hồi sau đó, lúc này, đã có thể miễn cưỡng đi lại. Ba người, đi tới phủ thành chủ phòng khách bên trong ngồi xuống. Diệp Thần nhìn về phía tựa như một hồi gió, cũng có thể đem thổi ngã Cố Hàn nói, và ta nói một chút luyện thần phong là huyền nữ chiêu thân, là chuyện gì xảy ra? Cố Hàn mở miệng nói, là như vậy, luyện thần phong huyền nữ Kim Thư Tuệ, ở Tinh Tuyền vực cũng coi là có chút danh tiếng, không chỉ có cực kỳ nghịch thiên tu võ thiên phú, đồng thời, dung mạo cũng là cực phẩm ở giữa cực phẩm, toàn bộ Tinh Tuyền vực bên trong, đều không thiếu Kim Thư Tuệ người theo đuổi. Nhưng, nữ sinh này tính, nhưng vô cùng là lãnh đạm, vì một lòng tu võ, không chịu những người khác quấy rầy, thậm chí, lựa chọn trở thành luyện thần phong huyền nữ, lại nữa cùng khác phái tiếp xúc, cả ngày ở luyện thần phong và thượng giới trong bí cảnh tiềm tu, loãng ra mọi người tầm mắt. Nhưng mà, trước đây không lâu, Kim Thư Tuệ không biết là bị cái gì kích thích, lại là thường xuyên xuất hiện ở Tinh Tuyền vực tất cả lớn trong bí cảnh, điên cuồng tăng lên thực lực, cái này, tự nhiên vậy lần nữa đưa tới mọi người chú ý. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, phải nói trước đây không lâu, Kim Thư Tuệ bị kích thích. Rất có thể, chính là được hắn kích thích, lấy Kim Thư Tuệ kiêu ngạo, làm sao sẽ không nhớ trước đuổi theo, cố gắng. Cho dù hy vọng vô cùng là mong manh, nhưng, Kim Thư Tuệ, vậy sẽ vì kéo gần cùng Diệp Thần khoảng cách, không để ý hết thảy. Cố Hàn tiếp tục nói, mà đang ở nửa tháng trước, cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Kim Thư Tuệ ở một nơi thiên linh trong bí cảnh, lấy được một món thiên linh linh khí. Diệp Thần cau mày nói, thiên linh bí cảnh, thiên linh linh khí, những thứ này đều là cái gì? Cố Hàn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần cũng không biết thiên linh bí cảnh và thiên linh linh khí. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, giải thích thiên linh bí cảnh, là Tinh Tuyền vực cao cấp bí cảnh một trong, truyền thuyết bên trong, thiên linh, là một loại tương tự hồn linh. Nhưng cao cấp rất nhiều tồn tại. Cho dù ở vực ngoại và thượng giới, đều đã cực kỳ lâu không gặp qua thiên linh. Mà đây thiên linh bí cảnh, nghe nói, là một người thiên linh chỗ tọa hóa. Mỗi hơn trăm năm, thiên linh bí cảnh liền biết lái thả một lần, cầm ngọc hồn thạch người, liền có thể tiến vào trong đó. Ngày này linh bí cảnh bên trong, có rất nhiều quý trọng vật liệu, thậm chí là dị bảo, nhưng, nếu nói là cái này bên trong chân quý nhất bảo vật. Đương kim thiên linh linh tức giận. Thiên linh linh khí, là số ít có thể cường hóa thiên thần cảnh giới, thánh tổ cảnh thậm chí còn bổ thiên cảnh võ giả căn cơ vật. Cái gì, Diệp Thần nghe vậy, cũng không khỏi được cả kinh. Có thể cường hóa võ giả võ đạo căn cơ. Cái này, đúng là chí bảo. Có thể, rất nhanh, Diệp Thần chính là nhướng mày một cái, hỏi, luyện thần phong, là cấp bậc gì tồn tại? Cái này cùng chí bảo, đừng nói là Tinh Tuyền vực. Thậm chí, có thể khai ra những địa phương khác cường giả chú ý, tuyệt không phải thông thường thế lực, có thể lưu lại. Cho nên, đạt được cái này thiên linh linh khí,
đối với Kim Thư Tuệ mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Cố Hàn nói, luyện thần phong ở tinh tuyền vực vậy coi như cường đại, nhưng mà, muốn bảo vệ cái này thiên linh linh khí, cũng không đủ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt băng hàn liền một phần, cười lạnh nói, cho nên, luyện thần phong, liền quyết định cầm Kim Thư Tuệ, gả ra ngoài. Cố Hàn gật đầu nói, không sai, luyện thần phong biết, Kim Thư Tuệ thiên linh linh khí, bọn họ nhất định là bảo không xuống, đã như vậy, ngược lại không như thừa dịp cái này cơ hội, cầm Kim Thư Tuệ gả ra ngoài. Mà thiên linh linh khí, liền thành tựu Kim Thư Tuệ đồ cưới. Dẫu sao, thiên linh linh khí, có cái kỳ lạ thuộc tính, nếu là không có hoàn toàn luyện hóa, cho dù bị hấp thu vào trong cơ thể, cũng có thể thông qua phương pháp song tu, tiến hành cướp đoạt. Cho nên, bọn họ cử hành lần này chiêu thân đại hội, mời toàn bộ tinh tuyển vực, có danh tiếng thiên tài. Ha ha, cái này luyện thần phong, ngược lại là rất thông minh, làm như vậy, không chỉ có thể giao hảo một vị đến từ thế lực lớn. Tiền đồ vô lượng thanh niên tài tuấn, đồng thời, còn có thể thu hoạch giá trị không rẻ lễ vật đám hỏi. Dẫu sao, bọn họ đều dùng thiên linh linh khí, làm đồ cưới, không phải sao? Cố Hàn vừa nói, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, nói thật, hắn mặc dù được mời, nhưng căn bản đối với mình bị luyện thần phong chọn, căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào. Mặc dù, hắn rất nhanh liền sẽ trở thành là Lạnh Diễm Tông đệ tử, cũng coi là thân phận không thấp, nhưng... Và những cái kia chân chính thế lực lớn yêu nghiệt, vẫn là so sánh không bằng. Lần này tham gia luyện thần phong chiêu thân đại hội, chủ yếu, hay là đi tham gia náo nhiệt, hơn làm quen một ít nhân vật có mặt mũi. Diệp Thần sắc mặt, hơn nữa lạnh như băng, cái này luyện thần phong, thật đúng là biết làm mua bán à. Cái này, là cầm mình môn hạ đệ tử, làm hàng hóa, dùng để giao dịch à. Diệp Thần trong lòng ghét nhất chính là cái loại này thế lợi tông môn. Hắn ánh mắt sâu kín hỏi, chẳng lẽ, Kim Thư Tuệ cũng chưa có phản đối sao? Phản đối, Cố Hàn cười khổ lắc đầu nói, nàng chính là muốn phản đối, vậy phản đối không được, Kim Thư Tuệ tại thiên linh trong bí cảnh, bị trọng thương, vô cùng là miễn cưỡng đem về luyện thần phong, hiện tại, nói không chừng vẫn còn đang hôn mê bên trong đâu, hơn nữa, luyện thần phong huyền nữ, trong cơ thể cũng sẽ bị chồng cấm chế. Cố Hàn đột nhiên mặt hiện một chút vẻ châm chọc nói, châm chọc phải. Cửa này cấm chế, vốn là vì phòng ngừa huyền nữ xúc phạm giới luật, cùng khác phái có tiếp xúc thân mật, có thể hiện tại, luyện thần phong chỉ sợ là phải dùng cấm chế này, bức bách Kim Thư Tuệ xuất giá. Cái này luyện thần phong, vì lợi ích, xem ra là liền truyền thống, mặt mũi, đều không dự định muốn. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt, một món ý định giết người tách thả ra. Kim Thư Tuệ, bị trọng thương, cái này luyện thần phong thành tựu sư môn của nàng. Nhưng là muốn dưới tình huống này, người cho gả ra ngoài. Ha ha, nói không chừng đang suy nghĩ, liền thay Kim Thư Tuệ chữa thương, cũng không cần bọn họ phụ trách chứ. Giỏi một cái luyện thần phong. Vô sỉ, cũng phải có cái hạn độ à. Cố Hàn nhìn Diệp Thần thần sắc, hỏi, Diệp công tử, ngài dự định tham gia chiêu này thân đại hội nói, ta có thể mang ngài đi qua. Nhận được 10 người, đều có thể mang 1-2 người cùng chung đi. Diệp Thần rét lạnh cười một tiếng nói, dĩ nhiên phải đi, luyện thần phong nếu thích làm mua bán, vậy, ta làm sao có thể không chiếu cố một chút bọn họ làm ăn. Khoảng cách chiêu thân bắt đầu, còn bao lâu? Cố Hàn nói, 3 ngày sau, bất quá từ Huyền Kim Thành đi luyện thần phong, đại khái cần 2 ngày thời gian. Diệp Thần gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta ngày mai lên đường, người đi trước tu dưỡng đi. Vừa nói, Diệp Thần vung tay lên. Một quả đỏ tươi đan dược rơi vào Cố Hàn trong tay. Viên thuốc này, ăn, đối với người thương thế có chỗ tốt. Cố Hàn mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn đan dược trong tay, đan dược bên trong, lại là tản ra vô cùng hào hùng sinh mạng hơi thở. Lúc này, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, đối với Diệp Thần bái tạ nói, đa tạ công tử. Cố Hàn sau khi đi, Diệp Thần nhìn về phía Trần Dưỡng nói, Trần Thành Chủ, người có thể giúp ta làm một cái Huyền Kim Thành thân phận sao? Trần Dưỡng nghe vậy sửng sốt một chút, Huyền Kim Thành thân phận. Diệp Thần, đây là phải giấu giếm thân phận sao? Đột nhiên, Trần Dưỡng mặt lộ một vẻ bừng tỉnh, chẳng lẽ Diệp Thần là một cái trong đại gia tộc công tử, chạy đến du ngoạn. Lo lắng bị gia tộc phát hiện, cho nên, phỏng đoán giấu giếm thân phận. Như vậy, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Trần Dưỡng mỉm cười nói, Diệp công tử mời yên tâm, giao cho ta đi, hi hi.
ta có thể cùng công tử bảo đảm, có ta xử lý, cho dù là tinh tuyền vực thế lực cao cấp, muốn tra ra công tử thân phận, cũng không phải một chuyện đơn giản, cho ta một ngày thời gian, ta là có thể làm xong. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn biết Trần Dưỡng đoán chừng là hiểu lầm liền cái gì, bất quá, như vậy ngược lại tốt hơn. Lần này đi luyện thần phong chiêu thân đại hội, sợ rằng, không thiếu được và vực ngoại thế lực người tiếp xúc, lấy những người này thủ đoạn, thật có khả năng bại lộ mình luân hồi chi chủ và thần quốc thân phận, cho nên, Diệp Thần cũng không khỏi không làm một chút chuẩn bị. Xử lý xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần, liền quay trở về Trần Dưỡng là hắn chuẩn bị phòng khách, hắn không có tu luyện, mà là trực tiếp nằm xuống liền ngủ, hắn vượt qua vĩnh lão trận bàn không gian phong bạo, mặc dù không có bị thương, nhưng, vậy hao phí không ít tinh lực, lần này chiêu thân đại hội, Diệp Thần phải đối mặt là đứng ở vực ngoại khu vực này các yêu nghiệt, mặc dù không có thể tiếp xúc tới lãnh gia, đế uyên điện thậm chí còn thượng giới nữ hoàng. Nhưng, hắn phải đem mình điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Mà đang ngủ mộng bên trong, bảy đạo thân ảnh nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần chừng. Chính là thiên đạo thất thánh. Bọn họ nhìn Diệp Thần, khẽ gật đầu, hai miệng đồng thanh nói, đời này luân hồi chi chủ mặc dù cảnh giới thấp hơn thời kỳ tột cùng quá nhiều, nhưng là căn cơ nhưng là vô cùng vững chắc, có lẽ lại đối mặt tầng kia những ràng buộc, có thể tùy tiện vượt qua. Ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Cố Hàn liền rời đi Huyền Kim Thành. Lúc này Cố Hàn, tinh thần sáng láng, mặc dù hơi thở vẫn là có chút không yên, cả người thực lực chỉ khôi phục 7-8 thành, nhưng so với ngày hôm qua, đã tốt lắm quá nhiều quá nhiều. Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy bộc phát kính sợ đứng lên. Tùy tùy tiện tiện, liền có thể lấy ra một viên cực phẩm phẩm chữa thương đan dược, Diệp Thần thân phận làm sao có thể vậy. Mới vừa ra khỏi cửa thành, Cố Hàn liền đối với Diệp Thần nói, Diệp công tử, chúng ta trước phải đi một chuyến Tử Lăng Thành. Tử Lăng Thành, không trực tiếp đi luyện thần phong sao? Diệp Thần ánh mắt chớp mắt. Hắn biết, Tử Lăng Thành khoảng cách Huyền Kim Thành không tính là quá xa. Cố Hàn nói, ta ở Tử Lăng Thành có một người bạn, nguyên bản, chúng ta ước định tốt cùng chung đi luyện thần phong, nhà hắn là làm thay đi bộ yêu thú buôn bán, nuôi mấy đầu huyết mạch vô cùng là tinh thuần thanh hoàng, chúng ta ngồi thanh hoàng đi luyện thần phong, tốc độ thậm chí so ngồi không gian khí cầu máy còn nhanh hơn. Lấy hai người tốc độ, nửa giờ sau đó, liền đi tới cái này Tử Lăng Thành. Tử Lăng Thành nhìn qua, so Huyền Kim Thành, muốn sầm uất không thiếu, diện tích cũng lớn trên gần một nửa, hiển nhiên, là một tòa phẩm cấp cao hơn thành trì. Diệp Thần đối với giữ cửa vệ binh, lấy ra Trần Dưỡng là hắn chuẩn bị thẻ căn cước sau đó, liền dễ dàng tiến vào trong thành. Ở Cố Hàn dưới sự hướng dẫn, không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới một tòa khí thế khoáng đạt phủ đệ trước. Phủ đệ tấm bảng trên, viết hai cái rồng bay phượng múa chữ to, Trương Phủ. Cố Hàn đối với Trương gia giữ cửa người làm gật đầu một cái, hai người liền tiến vào phủ đệ bên trong, ở một người mặt mũi thanh tú nha hoàn dưới sự dẫn dắt, hướng đãi khách phòng khách bước đi. Cố Hàn đánh giá Trương phủ người trong thần sắc, nhưng là khẽ cau mày, hướng về phía dẫn đường nha hoàn hỏi, "Tiểu Nhu, Trương phủ bên trong xảy ra chuyện gì sao?" Mọi người thần sắc làm sao cũng là lạ. Tên kia kêu Tiểu Nhu cô gái, vẻ lo lắng đầy mặt xoay đầu lại nói, "Cố công tử, nhị tiểu thư trở về." Cái gì? Cố Hàn nghe vậy, nhưng là chợt dừng bước, sắc mặt đại biến. Diệp Thần không hiểu nhìn về phía Cố Hàn nói, người thế nào? Cố Hàn sắc mặt có chút khó coi nói, Diệp công tử, lần này, sự việc nhưng có chút phiền toái, bạn của ta, tên là Trương Trì, là Trương gia tam công tử. Trương Trì người này, mặc dù cá tính khoe khoang, nhưng, người nhưng cũng không tệ lắm, chỉ là, hắn nhị tỷ. Nhưng là Tử Lăng Thành bên trong kinh khủng nhất người phụ nữ à? Diệp Thần cau mày nói, có ý gì? Cố Hàn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi nói, Trương gia, mặc dù là Tử Lăng Thành đệ nhất gia tộc, bất quá, vậy chỉ là một tinh tuyền vực bên trong các gia tộc thôi, có thể, cho dù là một ít thế lực lớn người, đều phải bán Trương gia mấy phần mặt mũi. Bởi vì, Trương gia ra một Trương Xảo Linh. Trương Xảo Linh, được gọi là Tử Lăng Thành vạn năm tới đệ nhất thiên tài, năm đó. Lấy 15 tuổi, đột phá thiên thần cảnh đỉnh cấp, ở toàn bộ tinh tuyền vực, cũng đưa tới oanh động không nhỏ, sau đó, càng bị tiếng tăm lừng lấy Càn Lôi Tông trưởng lão, thu làm đệ tử, ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền đột phá chí thánh tổ cảnh 7 tầng thiên, nghe nói, hôm nay Trương Xảo Linh, càng đã là Càn Lôi Tông thánh nữ,
cơ hồ đã bị làm hạ đảm nhiệm trưởng môn tiến hành nuôi dưỡng. Mà đây Trương Sảo Linh, chính là Trương Trì nhị tỷ. Cố Hàn tự nhận là, hắn tu võ thiên phú đã quá biến thái, nhưng so với Trương Sảo Linh, nhưng cái gì cũng không coi là. Diệp Thần nghi ngờ nói, cái này Trương Sảo Linh coi như lợi hại hơn nữa, và chúng ta có quan hệ thế nào? Cố Hàn há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng vào lúc này, trước mặt hai người, bóng người chớp mắt, xuất hiện một người ăn mặc thân lửa đỏ trường bào, dung mạo khá là tú khí thiếu niên. Cái này thiếu niên nhìn qua, tuy còn trẻ tuổi, có thể hắn khí tức quanh người so với Cố Hàn, lại là chút nào không kém, đồng dạng là một người thánh tổ cảnh tầng 6 thiên võ người. Cố Hàn mặt hiện vẻ vui mừng nói, Trương Trì. Người này, chính là Trương Trì. Trương Trì, nhưng là chợt cả kinh, vội vàng dùng tay ngăn chặn Cố Hàn miệng, thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Tỷ ta ra cửa, chúng ta thừa dịp hiện tại, nhanh đi kéo một đầu thanh hoàng lên đường đi. Nếu như bị nàng phát hiện, sự việc có thể có chút phiền toái. Vừa nói, hắn nhìn về phía một bên Diệp Thần nói, vị này là. Cố Hàn liền vội vàng giới thiệu, vị này. Là Diệp công tử lần này phải cùng chúng ta cùng chung đi luyện thần phong chiêu thân đại hội. Thiên thần cảnh nhất tầng thiên, Trương Trì nhíu mày, huynh đệ, ta khuyên ngươi, vẫn là chớ đi, lấy ngươi thu vi, đến vậy luyện thần phong, sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Cố Hàn nhưng là một chục Trương Trì đầu nói cái gì vậy, Diệp công tử thực lực, xa ở ngươi trên ta. Ngươi, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Vừa nói. Một bên điên cuồng cho Trương Trì nháy mắt ra dấu, tỏ ý hắn không nên trêu chọc Diệp Thần. Trương Trì nghe vậy, không khỏi được cười ha ha một tiếng nói, Cố Hàn, người có phải hay không ngày hôm qua uống nhiều rồi à? Bây giờ còn chưa có thanh tỉnh đâu, thiên thần cảnh, so với người ta còn mạnh hơn, người tại sao không nói con kiến có thể cắn chết con voi đâu? Hắn ánh mắt đảo qua lẳng lặng đứng ở một bên Diệp Thần, cười nói, Diệp huynh, ta ngược lại có chút tò mò. Ngươi là làm sao cầm ta cái này huynh đệ lắc lư được xoay quanh. Cố Hàn chặt chẽ bưng kín Trương Trì miệng, vừa hướng Diệp Thần nói xin lỗi, Diệp công tử, xin thứ lỗi, thằng nhóc này người mặc dù không tệ, nhưng, miệng, nhưng là có chút tiện. Diệp Thần sắc mặt rửng rưng gật đầu một cái, hắn nhìn ra được, cái này gọi là Trương Trì nam tử, mặc dù nói khó nghe một chút, lại cũng không vì giễu cợt hắn, mà là thật tâm nhắc nhở hắn, đi luyện thần phong chiêu thân đại hội. Sẽ gặp nguy hiểm. Trương Trì tránh thoát Cố Hàn bàn tay, khoát tay áo nói thôi, nếu là bạn ngươi, liền cùng đi chứ, chẳng qua đến thời điểm đã xảy ra chuyện gì, bổn công tử vì các người chĩa vào. Hắn cố làm phóng khoáng vỗ ngực một cái nói, coi như là tinh tuyền vực đại thế lực những cái kia yêu nghiệt, cũng phải bán ta nhị tỷ mấy phần mặt mũi chứ. Diệp Thần cười nhạt, tờ này ao, làm người mặc dù khoe khoang, nhưng, tựa hồ cũng coi là trọng tình nghĩa. Chỉ chốc lát sau, một đầu cả người thanh vũ, vô cùng thần tuấn, giống như núi nhỏ vậy lớn nhỏ phượng hoàng, liền phát ra một tiếng thanh minh, từ Trương phủ hậu viện phóng lên cao, chở Diệp Thần ba người, hướng luyện thần phong bay đi. Gió lớn ở thanh hoàng hai cánh gian cực nhanh lưu chuyển, thân hình khẽ run lên, liền biến thành một đoàn mơ hồ bóng xanh, ngay tức thì biến mất ở bầu trời cuối, tốc độ kia, lại là vô cùng nhanh chóng. Liền Diệp Thần ngồi ở thanh hoàng trên lưng. Cũng mặt lộ hơi kinh ngạc vẻ, vực ngoại và thượng giới liền cái loại này thay đi bộ yêu thú, cũng xa không thần quốc có thể so được. Có thể cái này thanh hoàng, còn không có bay ra ngoài bao lâu, ba người sau lưng, nhưng là chợt vang lên một tiếng càng lanh lảnh phượng hót. Diệp Thần ba người dưới người đầu kia thanh hoàng nghe được cái này một tiếng phượng hót, lại là hù được thân thể run lên, lập tức dừng ở không trung, không dám cử động nữa. Ba người vừa quay người. Chỉ gặp một đạo bóng xanh, giống như lôi đình bắn nhanh tới, gió lốc lớn bên trong, hiện ra một đầu thể hình cực lớn thanh vũ phượng hoàng. Đột nhiên này xuất hiện thanh hoàng, so với Diệp Thần ngồi đầu kia, còn lớn hơn trên 3 lần. Đồng thời, cái này thanh hoàng quanh thân, lại là tản ra nhàn nhạt vương giả uy áp. Trương Trì nhìn vậy dáng vóc to thanh hoàng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, có chút cả lăm lẩm bẩm được, xanh lơ. Thanh hoàng vương. Toàn bộ Trương gia, chỉ có một đầu thanh hoàng vương, vậy chỉ có một người, có tư cách ngồi thanh hoàng vương xuất hành. Người nọ, dĩ nhiên chính là hắn nhị tỷ, Trương Sảo Linh. Giờ phút này, một người thần sắc lãnh đạm, dung mạo xinh đẹp, chán tới giữa, mang một món anh khí hồng bào cô gái, đang thuộc lòng hai tay,
lạnh lùng đứng ở Thanh Hoàng Vương trên đỉnh đầu, mắt nhìn xuống Diệp Thần ba người. Diệp Thần nhìn Trương Sảo Linh, con người không khỏi được co rúm một cái. Trước mắt anh khí cô gái, lại là để cho hắn cảm nhận được liền uy hiếp. Rất mạnh. Trương Sảo Linh thực lực rất mạnh. Cái này, chính là tinh tuyền vực Càn Lôi Tông thánh nữ sao? Trương Sảo Linh, bất ngờ là một người thánh tổ cảnh 7 tầng thiên tồn tại à? Đến thánh tổ cảnh tầng thứ này, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ, thực lực, đều là khác xa lắc xa lơ. Hơn nữa giống nhau cảnh giới nhỏ, võ giả cảm ngộ, võ, căn cơ, vũ khí kinh ngạc, vậy sẽ khác xa lắc xa lơ. Đối mặt Trương Sảo Linh, cho dù là Diệp Thần, cũng không có nắm chắc tất thắng. Trương Sảo Linh ánh mắt từ Diệp Thần trên mình, đảo qua một cái, lộ ra một phần không che giấu chút nào vẻ chán ghét, nàng một đôi mắt đẹp, rơi vào Trương Trì trên mình, lạnh lùng nói. Trương Trì, ta không phải đã nói, để cho ngươi đợi ta trở lại, ta đưa ngươi đi luyện thần phong sao? Ta đã cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, để cho ngươi không nên cùng những thứ này 0304 người phối hợp chung một chỗ, ngươi nghe không hiểu sao? Ha ha, hiện tại, không chỉ là cái đó cố gia tiểu tử, liền thiên thần cảnh võ giả, cũng xuất hiện ở bên người ngươi. Cận chu giả xích, gần mực thì đen, và rác dưới đợi lâu, người vậy sẽ biến thành rác dưới, hiểu không? Trương Trì, Cố Hàn nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi, nhưng, hai người lại đều là cúi đầu, đối mặt Trương Sảo Linh giễu cợt, không dám phản bác. Đừng nói là Cố Hàn, liền liền Trương Trì, cũng đối với mình cái này ruột thịt tỉ tỉ. Vô cùng là sợ hãi. Trương Sảo Linh được gọi là Tử Lăng Thành kinh khủng nhất người phụ nữ, có thể không chỉ là bởi vì tu võ thiên phú, đơn giản như vậy. Đồng thời, còn có nàng vậy vô cùng lạnh như băng, tàn khốc, bá đạo tính cách. Đã từng, Trương Sảo Linh ước chừng bởi vì mấy tên nam tử nhìn nhiều nàng mấy lần, có chút cân nhắc cười một tiếng, nói chút nói chây, tự xanh xanh, đem mấy người kia tứ chi chặt đứt, cũng đem bọn họ treo ở trên cửa thành hành hạ mà chết. Thậm chí là một ít đối với Trương gia hơi không hề kính người, kết quả, cũng vô cùng là thê thảm. Cái này nhiều năm qua, Trương Sảo Linh hung danh, đã ở Cố Hàn cùng Trương Trì trong lòng, thâm căn cố đế. Đừng nói là người ngoài, liền liền Trương gia người, mơ hồ cũng đối với nàng khá gây sợ hãi sợ. Trương Sảo Linh nhìn hai người thần sắc, cười lạnh một tiếng, mình người em trai này cho tới bây giờ không có cãi lại qua nàng. Nàng kêu Trương Trì đi đông. Trương Trì dám đi Tây. Trương Sảo Linh lạnh lùng nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, tới đây. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng, Trương Trì sẽ đi lúc. Trương Trì vậy trắng bệch, sợ hãi trên gương mặt, nhưng là bỗng nhiên nổi lên lau một cái kiên quyết vẻ, hắn chợt ngẩng đầu lên, có chút co rúm lại hướng về phía Trương Sảo Linh mở miệng nói. Tỷ, bọn họ là bạn của ta, xin ngươi hãy không nên như vậy, cho. Cho bọn họ, một ít tôn trọng. Trương Trì lấy hết dũng khí cùng Trương Sảo Linh đối mặt, bình thường tỷ tỷ kêu hắn làm gì, hắn đều là nói gì nghe nấy, hắn biết tỷ tỷ coi như lại nghiêm nghị, trong lòng còn là vì tốt cho mình. Nhưng mà, đối với mình bằng hữu, Trương Trì tim nhưng không cho phép hắn lại yên lặng đi xuống. Cố Hàn trợn tròn mắt, Trương Sảo Linh trợn tròn mắt, liền liền Diệp Thần, đều là có chút bất ngờ nhìn Trương Trì một mắt. Trương Trì, lại là bọn họ nói chuyện. Mặc dù một chút sức lực cũng không có dáng vẻ, có thể đối mặt Trương Sảo Linh, có thể nói ra như vậy một phen, đã là đặc biệt giỏi vô cùng liền à. Toàn bộ tinh tuyền vực, dám phản bác Trương Sảo Linh trẻ tuổi đồng lứa, sợ rằng đều không lại có bao nhiêu người. Cố Hàn nhìn Trương Trì, đều có chút cảm động. Thằng nhóc này, mặc dù trùy thiện một ít, bình thường, lại thích làm ra vẻ, làm người hài lòng là thật là khá. Hắn Cố Hàn không trắng kết giao người bạn này. Liền liền Diệp Thần, cũng là khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một chút vẻ tán thưởng. Có thể, Trương Sảo Linh vậy mang theo mấy phần anh khí mặt đẹp bên trên, nhưng là một phiến vẻ âm trầm. Nàng ghét nhất chính là người bên cạnh, không vâng lời mình. Hiện tại, nàng gần đây đều rất nghe lời đệ đệ ruột, lại vì mấy cái rác dưới và mình đối nghịch. Trương Sảo Linh cười lạnh một tiếng nói, Trương Trì, xem ra, tỷ tỷ ta là có đoạn thời gian không có dạy bảo ngươi. Phải giúp ngươi thật tốt nhớ lại một chút, không nghe lời là kết quả gì. Một khắc sau, Trương Sảo Linh quanh thân, một cổ uy áp kinh khủng, bỗng nhiên phóng lên cao, vậy uy áp cường đại, làm cho cái này một phiến thiên địa bên trong không khí, cũng nổi được vô cùng là dính đặc,
cái này uy áp đông lại một cái, liền hướng Trương Trì, Cố Hàn, cùng với Diệp Thần ba người, gào thét đi. Trương Trì cùng Cố Hàn, đều là sắc mặt cuồng biến. Tốt uy áp kinh khủng. Đây chính là thánh tổ cảnh 7 tầng thiên thực lực sao? Chỉ là uy áp, sẽ để cho bọn họ cả người cứng ngắc, máu gần như đông à. Cái này uy áp nếu là thật hạ xuống, sợ rằng bọn họ đều phải trọng thương chứ. Cố Hàn và Trương Trì cũng không nhịn được run đứng lên, giờ khắc này, bọn họ cũng triệt để nhớ tới đã từng bị Trương Xảo Linh chi phối sợ hãi. Ngay tại hai người cũng chuẩn bị nhắm mắt lại, chịu đựng Trương Xảo Linh lửa giận lúc đó, một đạo thân ảnh, nhưng là chớp mắt tới, chắn hai người trước người. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Một hồi gió lớn cuốn qua, vậy đủ để đem Cố Hàn cùng Trương Trì trọng thương thánh tổ cảnh 7 tầng thiên uy áp, rơi xuống Diệp Thần trên mình, nhưng là giống như không có gì vậy, tiêu tán. Trương Trì cùng Cố Hàn, sắc mặt hơi chậm lại, đều là mặt đầy không dám tin nhìn Diệp Thần. Đặc biệt là Trương Trì. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần bất quá là như vậy đặc biệt có thể trang, lại có mấy phần người thông minh, đùa bỡn thủ đoạn gì, cầm Cố Hàn hù dọa xoay quanh thôi. Có thể hiện tại, Diệp Thần đối mặt mình nhị tỷ uy áp, lại không có áp lực chút nào nhận chịu. Cái này, đây cũng không phải là cái gì tên giang hồ lừa bịp, có thể làm được à. Trương Xảo Linh con người hơi có rúc lại, hai đạo nhập tấn mày kiếm, khẽ nhíu một chút. Nàng vậy không nghĩ tới, một cái thiên thần cảnh con kiến hôi lại có thể ngăn trở mình uy áp. Bất quá, Diệp Thần cử động, ngược lại hoàn toàn chọc giận Trương Xảo Linh. Xem ra, nàng rời đi Tử Lăng Thành quả thật quá lâu, cái gì con mèo, con chó cũng dám đứng ở trên đầu mình dương oai. Trương Xảo Linh mắt đẹp bên trong, ý định giết người lăn, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói, tiểu phế vật, ngươi tự tìm cái chết. Bổn cô nương dạy bảo đệ đệ mình. Đến phiên ngươi loại phế vật này làm ra mặt chim. Muốn trang anh hùng. Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm nhìn Trương Xảo Linh, há miệng, phun ra một chữ. Một cái, long trời lở đất, làm Trương Trì cùng Cố Hàn, óc đều phải hòa tan chữ. Cút. Trương Xảo Linh thực lực không tệ, nhưng, đừng quên, Diệp Thần trong cơ thể, nhưng còn có cực kỳ kinh khủng tử tiêu thạch năng lượng cùng với nước suối vàng không có luyện hóa à. Cho nên, đối với Trương Xảo Linh, Diệp Thần cũng không có biết bao sợ hãi. Còn như, Trương Xảo Linh thân phận rất khủng bố. Lại khủng bố mới có thể có lãnh gia, đế huyền điện, thượng giới nữ hoàng khủng bố. Liền lãnh gia, hắn cũng đối mặt, còn sợ một cái Trương Xảo Linh. Thứ nhất, hắn cảm thấy Trương Trì làm không sai. Thứ hai, Trương Xảo Linh cản hắn đường, cho nên, hắn tại sao không thể để cho Trương Xảo Linh cút. Ở giữa thiên địa, giống như dâng lên một cổ đông huyết thảy hơi thở. Vạn vật, cũng xu hướng tại ngừng, tĩnh mịch một phiến. Diệp Thần lại kêu Trương Xảo Linh cút à. Kêu cái này một nhóm thế lực càn lôi tông thánh nữ, Tử Lăng Thành vạn năm tới, nhất yêu nghiệt kinh khủng cút. Đây là muốn nghịch thiên a. Giờ khắc này, cho dù là Cố Hàn, đều bắt đầu run rẩy. Mặc dù, hắn biết Diệp Thần thực lực, rất mạnh, có thể, ở lòng hắn bên trong, vẫn là Trương Xảo Linh, kinh khủng hơn. Dẫu sao, Cố Hàn cùng Trương Xảo Linh, tiếp xúc thời gian có mấy chục năm, như vậy sợ hãi, là thâm căn cố đế. Thành thật mà nói, nếu như hai người nổi lên mâu thuẫn, hắn không coi trọng Diệp Thần. Có thể, giờ phút này, Cố Hàn nhưng là cái gì cũng không dám nói, trầm mặc, run rẩy, cái này hai người, không có một cái, là hắn chọc nổi. Giờ khắc này, Trương Xảo Linh trong mắt sát ý, một số gần như thực chất, toàn bộ bầu trời. Đều ở đây vậy căm giận ngút trời bên trong mưa gió phun trào, điện thiểm lôi minh. Trương Xảo Linh dưới người đầu kia Thanh Hoàng Vương, đều là sợ hãi không ngừng run rẩy, cơ hồ đều muốn không cách nào duy trì phi hành, rơi xuống. Thiên thần này cảnh tiểu tử, bất quá là đỡ được mình hơi thở mà thôi, lại, liền dám kêu nàng Trương Xảo Linh, cút. Trương Xảo Linh từ khi ra đời một khắc đó trở đi, chính là thiên chi kiêu nữ, liền mình phụ mẫu. Cũng không dám đối với nàng quá mức nghiêm nghị, lúc nào có người, đối với nàng nói như vậy qua. Lấy thiên phú của nàng, dung mạo, từ nhỏ đến lớn, bên người nàng nam tử, cũng không là đối với nàng cung kính có thừa, không dám có thất lễ chút nào, thậm chí bể đầu, cũng chỉ vì có thể cùng nàng nói lên một câu nói, biết một chút mà thôi à. Nàng vĩnh viễn đều là đám người bên trong, nổi bật nhất tồn tại, chúng tinh phủng nguyệt giống vậy cô gái. Thậm chí có người. Bởi vì nàng một câu nói,
ngay cả mạng cũng không đếm xỉa đến, một mình xông vào vô cùng là nguy hiểm đường cùng bên trong, chỉ vì là nàng nói qua sinh lớn lên ở nơi đó hoa, không tệ. Có thể Diệp Thần đâu? Trực tiếp kêu nàng cút. Hơn nữa, nàng nhìn ra được, Diệp Thần không phải là vì hấp dẫn chú ý của nàng giả vờ, là thật, đối với nàng không thèm để ý, thậm chí là chán ghét. Thật cảm thấy nàng, cản đường mình, cho nên kêu nàng cút à. Lớn như vậy, Trương Sảo Linh lần đầu tiên cảm thấy, mình tôn nghiêm bị mạo phạm. Vẫn bị một cái hèn mọn đến cực hạn thiên thần cảnh mạo phạm. Trương Sảo Linh cắn chặt hàm răng, cơ hồ đều muốn chọc giận não đến mất lý trí, lại vậy không cách nào nhẫn nại đi xuống, trực tiếp ra tay. Nàng muốn tiểu tử đáng chết này, quỳ xuống cầu nàng. Một chuôi tím bầm điện mang lượn quanh trường kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Sảo Linh trong tay, vô cùng là chói mắt màu tím bầm sấm sét, từ Trương Sảo Linh quanh thân, bộc phát ra. Vậy sấm sét bên trong, lại là tản mát ra cuồn cuộn mất đi hơi thở. Cố Hàn sắc mặt liền trắng, kinh hô cửu thiên lôi đình chi đạo. Lại là cửu thiên lôi đình chi đạo. Cái gì là cửu thiên lôi đình chi đạo? Cửu thiên lôi đình chi đạo, ở rất nhiều đạo bên trong, cũng thuộc về so với là cao đẳng đạo vận, có cửu thiên lôi đình chi đạo võ giả, luyện tập liền sấm mang bên trong, sẽ mang một đạo chín tầng trời thần lôi mất đi lực. Cái này mất đi lực, có thể nói và hủy diệt mộ đạo có mấy phần tương tự, dĩ nhiên, tầng thứ trên, là xa xa không đạt tới hủy diệt mộ đạo, có thể nói là một loại yếu hóa bản hủy diệt mộ đạo. Nhưng, dù vậy, vậy có thể tưởng tượng được, cái này cửu thiên lôi đình chi đạo, có cường hãn dường nào liền à. Càn Lôi Tông sở dĩ ở tinh tuyền vực đỉnh đỉnh nổi danh, chính là bởi vì nắm giữ cái này cửu thiên lôi đình chi đạo phương pháp tu hành, nhưng mà, cái này cửu thiên lôi đình chi đạo, há lại là tốt như vậy tu luyện. Gần đây 100.000 năm qua, Càn Lôi Tông đã lại cũng không có đem luyện thành võ giả, rất nhiều người đều nói, Càn Lôi Tông muốn sa sút. Có thể không nghĩ tới, Trương Sảo Linh nhưng là luyện thành à. Hơn nữa, cảnh giới dáng vẻ còn không thấp. Diệp Thần con ngươi híp lại, đột nhiên, bên tai truyền đến kiếm hồn huyền hàn ngọc thanh âm. Vạn Thần Sơn đánh một trận, một chút ngày. Ngươi thời gian ngắn muốn lại đột phá không thể nào, nhưng võ đạo mạnh mẽ có thể để cho ngươi có mạnh hơn vượt cấp tác chiến năng lực. Ngươi như muốn ở Vạn Thần Sơn đối kháng Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh, liền cường đại hơn võ đạo của mình, lần này vực ngoại chuyến đi không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Ngươi nếu không đoạn tìm cường giả, cường hóa ngươi hủy diệt mộ đạo, cùng với ngươi đối với võ đạo hiểu. Chiến đấu, trở nên mạnh mẽ. Dưới mắt là tốt nhất con đường. Ngươi hiện tại hẳn chỉ có thể mà chống đỡ vác thánh tổ 6 tầng thiên, nhưng nếu như có ta trợ lực, ngươi hẳn có thể đối kháng thánh tổ 7 tầng thiên. Như cần ta một phần chia lực lượng, cứ việc lời nói. Dẫu sao ngươi càng mạnh, ta mới có thể làm cho ngươi giúp ta làm sự kiện kia. Còn như chuyện gì, hiện tại ngươi không cần hỏi nhiều. Vẫn chưa tới thời điểm. Giờ phút này, Trương Sảo Linh cũng là thật sự nổi giận, lại đối với Diệp Thần. Liền cửu thiên lôi đình chi đạo cũng sử xuất ra. Có thể, Trương Sảo Linh một kiếm này, còn không có chém ra, Diệp Thần nhưng dẫn đầu xuất thủ. Canh kim thiết bích, pháp hoa tịch diệt thiên. Bền chắc không thể gãy canh kim thiết bích và thiện âm hưởng triệt Phật quang kết giới ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần quanh thân, ngăn trở vô tận sấm sét. Bát quái thiên đan thuật, thiên long bát thần âm, trong nháy mắt hai đạo hồng mông cổ pháp cuộn sạch ra. Thông thiên yêu khí, huyền diễm đốt. Huyết quang đằng đằng, chẳng những như vậy, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, thần niệm hướng về phía sát kiếm bên trong kiếm hồn huyền hàn ngọc nói, huyền tiên tử, mượn ta lực lượng. Diệp Thần hiện tại không đủ để đối kháng Trương Sảo Linh. Nhưng có người có thể, huyền hàn ngọc. Từ đi tới vực ngoại, huyền hàn ngọc hấp thu một phần chia vực ngoại linh khí, lại hồi phục một phần chia lực lượng. Đây cũng là Diệp Thần nếu kêu lên bản đối phương sức lực. Được. Huyền Hàn Ngọc không có chút nào cự tuyệt. Một cổ khó hiểu hơi thở, bỗng nhiên từ sát kiếm bên trên, tràn ngập ra. Trương Sảo Linh so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, đối mặt Trương Sảo Linh, Diệp Thần không thể nương tay. Cố Hàn hướng Diệp Thần nhìn, nhưng là hơi sững sờ. Vốn cho là đang cảm thụ đến cửu thiên lôi đình chi đạo hơi thở sau này, Diệp Thần sẽ ngưng trọng, sẽ khẩn trương, có thể. Đang cười. Diệp Thần, lại là đang cười. Hắn trong mắt, thậm chí còn thiêu đốt chiến ý hừng hực. Hoàn toàn, một bộ chiến đấu người điên hình dáng à.
Diệp thần, làm sao có thể không cười? Trương Sảo Linh càng mạnh, như vậy cùng Trương Sảo Linh đánh một trận, đối với mình chỗ tốt lại càng lớn. Hắn, hiện tại có thể là đặc biệt cần cuộc chiến sinh tử à? Một khắc sau, hủy diệt mộ đạo hơi thở ngưng tụ vào sát kiếm kiếm phong bên trên, cực hạn hủy diệt một kiếm, bão táp ra. Một kiếm này, phảng phất làm trên bầu trời mặt trời, cũng làm thất sắc. Hủy diệt mộ đạo. Trương Sảo Linh mắt đẹp bên trong, thoáng qua một đạo vẻ khiếp sợ, nàng tu luyện chính là có tương tự với hủy diệt mộ đạo cửu thiên lôi đình chi đạo, làm sao có thể đối với cái này hủy diệt mộ đạo không quen thuộc. Thiên thần này cảnh tiểu tử, lại lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo. Phải biết, liên liên nàng nắm giữ 9 tầng trời sấm sét đại đạo, đều đủ để được gọi là vạn cổ thiên tài, huống chi chân chính hủy diệt mộ đạo. Cái này, nguyên bản nàng xem thường lãnh đạm thanh niên, tựa hồ không có nghĩ voi bên trong đơn giản như vậy. Bất quá, Trương Sảo Linh mặc dù khiếp sợ, nhưng kiếm trong tay quyết, nhưng là không có hốt hoảng chút nào, nàng dẫu sao là vực ngoại tinh tuyển vực yêu nghiệt, lớp tuy không lớn, nhưng thiên phú chiến đấu tự nhiên cũng là trong vạn chọn một. Tím bầm trên trường kiếm, sấm sét chớp động, đúng phiến thương khung, ngay tức thì bị mây đen bao phủ, mây đen bên trong, điện quang tràn ra, tựa hồ đang cùng Trương Sảo Linh kiếm quyết tương hô ứng. Một khắc sau, Trương Sảo Linh trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào, vô tận biến đổi, kiếm quang kích động, sấm sét gầm thét, vậy tím bầm điện quang, ở trong không khí hí trước, hư không cũng làm ngay tức thì, càng làm cho người ta sợ hãi phải, cuồn cuộn mây đen bên trong. Lại là đánh xuống hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đình, vậy làm người ta hít thở khó khăn lôi đình lực, ngay tức thì hội tụ đến Trương Sảo Linh chém ra sấm sét kiếm mang bên trong. Một kiếm, có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Có thể gặp Trương Sảo Linh cửu thiên lôi đình chi đạo, tu luyện đến hạng tinh thâm tầng thứ. Diệp thần hủy diệt mộ đạo, mặc dù so với 9 tầng trời sấm sét đại đạo, cao cấp liền vô số lần, nhưng là, người khác không biết, Trương Sảo Linh nhưng nhìn ra được. Diệp thần ở hủy diệt mộ đạo tu hành tầng thứ trên cũng không coi là bao nhiêu tinh thâm. Như vậy, nàng thì có sức đánh một trận. Cực kỳ lôi quang, cùng diệp thần chém ra băng hàn kiếm mang, thoáng qua tới giữa, liền đụng vào một nơi, hư không ngay tức thì tan vỡ. Bầu trời bên trong, phát ra đem vùng lân cận thành trì hủy diệt, màng nhĩ đều phải chấn vỡ khủng bố tiếng sấm. Phốc, Cố Hàn cùng Trương Trì. Đều là ánh mắt run rẩy nhìn vậy lôi quang kiếm mang đan vào một màn, bọn họ giờ phút này, đã toàn lực chống đỡ linh khí vòng bảo vệ, thậm chí liền pháp khí hộ thân đều đã sử dụng. Nhưng, khóe miệng vẫn là tràn ra máu tươi. Chỉ là Diệp thần cùng Trương Sảo Linh giao thủ, tản ra một món dư âm, cũng đã làm cho bọn họ bị thương không nhẹ à. Cốc cốc cốc, Diệp thần chân đạp hư không, liền lùi mấy bước, mỗi một bước, đều đưa hư không đạp nứt ra. Lôi quang cùng kiếm mang, rốt cuộc tiêu tán, Cố Hàn cùng Trương Trì, hướng Trương Sảo Linh nhìn, chỉ gặp Trương Sảo Linh, vẫn đứng tại chỗ, mặt đẹp bên trên, mặc dù có một phần trắng bệch, hô hấp có chút gấp rút, nhưng, tổng thể mà nói, Diệp thần kinh khủng này một kiếm, không có thương tổn được nàng. Mà Diệp thần đâu? Bọn họ, hướng Diệp thần nhìn. Chỉ gặp, thời khắc này Diệp thần, nơi ngực lại là một phiến nám đen vẻ. Máu thịt mơ hồ, khói xanh lượn lờ. Thậm chí, ngay cả tim đều bị Trương Sảo Linh kinh khủng kia tím bầm sấm sét, trái rụi à. Cố Hàn và Trương Trì, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù lấy thánh tổ cảnh cường độ thân thể mà nói, như vậy thương thế cũng là trọng thương chúng nặng tổn thương à. Càng không cần phải nói thiên thần cảnh. Chẳng lẽ, Diệp thần phải thua sao? Trương Sảo Linh khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt, vừa định giễu cợt mấy câu, có thể một khắc sau. Nàng nụ cười liền đọng lại. Tại sao? Bởi vì, giờ phút này, Diệp thần nhìn như, tựa hồ bị thương rất nặng, có thể, gò má trên, nhưng là một bộ rửng rưng vẻ, càng mấu chốt chính là, vậy nám đen tim, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục màu máu, bị đánh vỡ trên ngực, máu thì thật nhanh sinh trưởng, ngay chớp mắt, kinh khủng kia thương thế, lại là cứ như vậy khôi phục. Trương Sảo Linh, Cố Hàn, cùng với Trương Trì, cũng xem ngu. Hoàn toàn ngu. Mặc dù, thiên thần cảnh tồn tại sinh mệnh lực, đã cực kỳ cường hãn, có thể vậy chưa có nghe nói qua, kia cái thiên thần cảnh tồn tại, ngực bị đuổi cái lỗ lớn, tim cũng cháy rụi, còn có thể đang trong chiến đấu, một cái chớp mắt liền khôi phục à. Cái này còn là loài người sinh mệnh lực sao? Coi như là cao cấp yêu tộc, thậm chí chư thiên bên trong, vô cùng cường đại chân linh,
cũng chưa chắc có thể đạt tới tầng thứ này chứ. Diệp Thần cười nhạt, sinh mệnh lực vốn là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong, chút thương thế này ở hắn xem ra căn bản không coi vào đâu. Còn như 9 tầng trời sấm sét đại đạo bên trong mất đi lực lượng. Ha ha, hắn bản thân liền nắm giữ hủy diệt mộ đạo, điểm này mất đi lực coi là cái gì? Đồng thời, Diệp Thần trong mắt hiện lên lau một cái vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác được, mình trong cơ thể đang có một chút không hoàn toàn hấp thu tử tiêu thạch năng lượng sáp nhập vào huyết mạch bên trong. Mới vừa rồi cùng Trương Xảo Linh giao thủ nhất kích, trong phảng phất, Diệp Thần đối với võ đạo cùng với hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm rõ ràng một phần, chỉ cần hắn võ đạo có thể theo kịp, hấp thu tử tiêu thạch năng lượng liền sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Diệp Thần trong mắt thần quang một thịnh, liếm môi một cái, nhìn Trương Xảo Linh, giống như là nhìn con mồi vậy. Thuở nhỏ liền không người nào có thể đạt tới, gần đây vô cùng kiêu ngạo Trương Xảo Linh, đối mặt Diệp Thần ánh mắt, lại là không khỏi được dùng mình một cái. Tại sao? Tại sao thằng nhóc này, rõ ràng ở giao thủ bên trong, rơi xuống hạ phong, vẫn còn là lộ ra loại ánh mắt này à? Trương Xảo Linh, cảm giác đầu mình ra một hồi tê dại. Cho dù kiêu ngạo như nàng, giờ phút này cũng không khỏi phản hỏi mình một câu. Mình, có phải hay không chọc phải cái gì không nên dây vào tồn tại? Có thể, căn bản không có thời gian suy tính, Diệp Thần thân hình gần đây, lại là chủ động nhào tới Trương Xảo Linh bên người, kiếm quang tàn phá, cực nhanh bão tố ra. Vậy vô cùng nặng nề sát kiếm, ở Diệp Thần cả người sợ hãi cự lực thúc đẩy xuống, lôi cuốn ngưng luyện khí tức hủy diệt, chém một cái tới. Trong phảng phất, hư không, đều ở đây một kiếm này bên trong, bị chia làm hai. Trương Xảo Linh mắt đẹp co rúm một cái, một giọt mồ hôi lạnh, từ trán tuột xuống, khoảng cách gần đối mặt Diệp Thần một kiếm này, nàng áp lực lớn hơn. Nàng hít sâu một hơi, kiều quát một tiếng nói, 9 tầng trời sấm nguyên chém. Đối mặt Diệp Thần một kiếm này, Trương Xảo Linh không giữ lại chút nào ra tay. Nàng không dám có giữ lại, mặc dù, nàng đối mặt chỉ là một người thiên thần cảnh võ giả, nhưng nếu là không hoàn toàn lực xuất thủ, Trương Xảo Linh cảm giác bại, tuyệt đối sẽ là mình. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, nàng làm sao cảm giác, Diệp Thần một kiếm này hủy diệt mộ đạo, so với trước đó mạnh hơn từng tia. Lôi quang hội tụ, hóa thành vô cùng ngưng luyện kiếm mang, ở đó chuôi tím xanh trên trường kiếm lượn lờ, mà đầy trời sấm sét, lại là hóa thành một phiến lôi quang đại dương, chiếu nghiêng xuống, mang kinh khủng năng lượng, bơm vào nhập Trương Xảo Linh một kiếm này bên trong. Xoay người, tím xanh trường kiếm cùng Diệp Thần trong tay vậy toàn thân đen nhánh, tia máu lóng lánh sát kiếm, đụng nhau. Mũi chạm nhau ngay tức thì, Trương Xảo Linh chính là không khỏi được mặt đẹp căng thẳng. Cả người bắp thịt, đều bắt đầu co rút lại. Thật là nặng. Diệp Thần một kiếm này thật là nặng. Diệp Thần thi triển kiếm pháp, đại đạo ý vận, chân võ ý, đã đủ để cho Trương Xảo Linh kinh hãi, liền liền lực lượng, lại vậy cường đại đến loại tầng thứ này. Coi như là tinh tuyền vực thể tu, cũng không có Diệp Thần cái loại này vượt qua cực hạn lực lượng chứ. Ầm một tiếng vang thật lớn, lần này giao thủ, lui vẫn là Diệp Thần. Có thể, so với lần đầu tiên, thời khắc này Diệp Thần, bất quá là đầu vai bị sấm sét đánh ra một cái lỗ máu thôi, thương thế, có thể nói là nhẹ nhiều. Hơn nữa, ở Diệp Thần vậy ngoại hạng sinh mệnh lực trước mặt, chút thương thế này căn bản cũng không kêu thương thế. Trương Xảo Linh hít sâu một hơi, nàng nóng nảy. Nhìn qua, hiện tại, là mình chiếm thượng phong, nhưng mà, có thể giữ bao lâu? Đối mặt cái này gần như bất tử bất diệt lãnh đạm thanh niên, nàng có thể giữ bao lâu? Trương Xảo Linh kiều quát một tiếng, trường kiếm trong tay ngay cả động, ngay chớp mắt, kiếm quyết liền biến đổi dù sao cũng lần, vô số kiếm quang xen lẫn, cùng đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen bên trong, gầm thét màu bạc điện mang dung hợp, hóa thành một đạo xanh lơ, tím, bạc ba màu lưới điện, ùn ùn kéo đến vậy, hướng Diệp Thần bao phủ xuống. Một kiếm này chém ra, cho dù là Trương Xảo Linh, cũng không khỏi được thở dốc đứng lên, một kiếm này tiêu hao quá lớn. Diệp Thần đối mặt vậy vặn cổ mà đến lưới điện, mắt trung thần quang hơn nữa chói mắt, hắn hít sâu một hơi, bề mặt huyền diễm và hủy diệt mộ đạo một rực cháy, kiếm lên, cực hạn vận chuyển, sát kiếm trên hủy diệt mộ đạo, hơn nữa ngưng luyện một phần. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền người mang kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, lại là chủ động hướng vậy giống như có thể đem đúng phiến thiên địa vặn là nghiền, diệt tuyệt vạn vật lưới điện liều chết xung phong đi.
Diệt Thiên kiếm quyết thi triển, băng hàn kiếm quang tung tóe ra, chân võ ý kích động, một cổ chưa từng có từ trước đến nay, chỉ ta Lăng Tiêu khí thế, tràn ngập sáu hợp bát hoang. Một cái chớp mắt, giống như ngân hà bay rơi xuống, Diệp Thần kiếm, chém chúng vậy kinh thiên điện lưới. Mãnh liệt ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng, bay trào đi. Cho dù là Cố Hàn, Trương Chỉ như vậy thánh tổ cảnh tồn tại, đều là không nhịn được hơi nhắm hai mắt lại. Một khắc sau, thiên địa phục thuộc về trong sạch, Cố Hàn cùng Trương Chỉ lần nữa mở mắt, chỉ gặp tốt lắm tựa như có thể diệt thế giống vậy lưới điện, đã tiêu tán, chỉ để lại bể hư không. Đang ấn chứng, mới vừa rồi đánh vào có mãnh liệt bực nào. Mà không chung, đứng yên trước một đạo thân ảnh, một đạo quanh thân nhuốm máu, nhưng cười được vô cùng khoe khoang nam tử bóng người. Diệp Thần trên mình, trải rộng tất cả lớn nhỏ, nám đen vết kiếm, máu, theo mũi chân, nhỏ xuống mặt đất, nhìn như, tựa hồ vô cùng là thê thảm, có thể, Diệp Thần nụ cười bên trong nhưng là tự tin. Vô cùng tự tin mãnh liệt. Như vậy cường giả chân chính, có tự tin. Hắn không để ý thương thế trên người, bước chân động một cái, mỗi một bước, cũng ở trên trời bên trong lưu lại một cái màu máu dấu chân, hướng Trương Xảo Linh đi tới. Giờ phút này, Trương Xảo Linh sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch. Nàng cắn răng, mắt đẹp chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, đầu óc bên trong, lại thì không cách nào kiềm chế sinh ra một cổ ý rút lui. Ở nàng trong mắt, đi tới, nơi nào là cái gì vết thương chồng chất thiên thần cảnh võ giả. Mà là, ngay ngắn một cái phiến núi thây biển máu à. Cái này, là cảm giác gì? Trương Xảo Linh mắt đẹp bên trong, hiện lên lau một cái vẻ không cam lòng. Mình, cái này là sợ sao? Đang trong chiến đấu, sợ. Nàng Trương Xảo Linh, cho tới bây giờ không có sợ qua. Cho dù là đối mặt so nàng mạnh nhiều lắm cường giả, cũng chưa từng sợ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nhìn hướng mình đi tới Diệp Thần, nhưng là sợ. Làm sao có thể không sợ? Chết ở Diệp Thần trong tay vực ngoại thiên ma có nhiều ít. Đếm không hết chứ, hơn nữa, vực ngoại thiên ma cũng không phải là cái gì con kiến hôi, mà là chân chính cường đại sinh linh à. Chém giết nhiều như vậy ma tộc, Diệp Thần ngưng tụ sát khí, xa không phải vậy võ giả có thể so sánh. Liên liên là vực ngoại tinh tuyền vực, xem Trương Xảo Linh như vậy thánh tổ cảnh bảy tầng thiên võ giả, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đáng chết! Trương Xảo Linh phát ra một tiếng quát to, nàng là Càn Lôi Tông thánh nữ, là nhiệm kỳ kế trưởng môn, là định trước có tư cách đi Nguyệt Hồn vực thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể sợ. Nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng sợ. Trương Xảo Linh quanh thân điện mang một thịnh, mang mất đi hơi thở, xuất thủ lần nữa, gần như điên cuồng ra tay. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là cười nhạt, Trương Xảo Linh càng cuống cuồng, càng mất lý trí, như vậy. Hắn lại càng dễ dàng nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Thật ra thì, nếu như Trương Xảo Linh thật không gấp không nóng nảy và mình chiến đấu, mặc dù ở có tử tiêu thạch năng lượng và nước suối vàng gia trì dưới tình huống, cùng với kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng gia trì, Diệp Thần không bị thua, nhưng, muốn ung dung hơn thủ thắng vậy không dễ dàng. Dẫu sao tử tiêu thạch năng lượng, nếu như trực tiếp hấp thu, là sẽ ảnh hưởng võ đạo căn cơ, cho nên, hắn chỉ biết đang trong chiến đấu. Theo mình võ đạo tầng thứ tăng lên, một chút xíu hấp thu, nói như vậy, muốn đền bù hắn cùng Trương Xảo Linh trong cảnh giới chênh lệch cần thời gian. Mà Diệp Thần tình huống hôm nay hạ, bất luận là nước suối vàng và tử tiêu thạch đầu giá trị, thậm chí là kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng gia trì, cũng không thích hợp đánh lâu. Nói cách khác, thời gian là đứng ở Trương Xảo Linh bên kia. Có thể, Trương Xảo Linh, lại bị hắn kích thích được, mất đi lý trí, lãng phí trước mình lực lượng. Diệp Thần không khỏi được lắc đầu một cái, có chút thất vọng. Mặc dù, như vậy, hắn có thể thoải mái hơn thủ thắng, nhưng, vậy ý nghĩa, đối với mình võ đạo tăng lên thấp hơn. Hắn ở chỗ này chỉ có 15 ngày. Trở lại thần quốc sau đó, cũng không có như vậy nhiều thánh tổ cảnh cường giả bồi luyện. Xem ra, muốn để cho mình hữu hiệu hơn tăng lên võ đạo, cần càng đối thủ cường đại. Trương Xảo Linh, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đã như vậy, cũng nhanh chút kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Trương Xảo Linh, mặc dù không biết Diệp Thần ý tưởng, nhưng mà, Diệp Thần lắc đầu, cùng với vậy thất vọng ánh mắt, nhưng là thật sâu kích thích nàng à. Và mình chiến đấu, lại để cho ngươi cảm thấy thất vọng.
Đối với Trương Sảo Linh cái loại này vô cùng kiêu ngạo thiên tài mà nói, không có so với cái này lớn hơn vũ nhục à. Nàng trong mắt lửa giận, đều cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Một khắc sau, hai người thân hình, lần nữa giao hội, kiếm quang cùng điện mang cùng nhảy, thoáng qua, hai người liền giao thủ hơn trăm lần. Cố Hàn cùng Trương Trì, sớm liền mang theo dưới người Thanh Hoàng, cùng với đầu kia Thanh Hoàng Vương xa xa lui ra, nếu không, ở Diệp Thần cùng Trương Sảo Linh chiến đấu dư âm dưới sự xung kích, bọn họ có thể cũng đã không phải là bị thương, mà là muốn thật bị cái này dư âm cho chấn động giết à. Mà giờ khắc này, hai người càng xem, càng sợ hãi. Hai người giao thủ trên trăm chiêu, nguyên bản, Trương Sảo Linh là một mực đè Diệp Thần đánh được. Có thể dần dần, bọn họ phát hiện, Diệp Thần hoàn cảnh xấu thật giống như dần dần yếu bớt trước. Hiện nay, Diệp Thần cùng Trương Sảo Linh, lại là đánh được khó phân thắng bại, lực lượng tương đương liền à. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên quan tới những ngày đó Phú Trác Tuyệt, có thể đang trong chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ võ giả, bọn họ nghe nói qua. Có thể, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi à. Hơn nữa, coi như là truyền thuyết, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Trăm chiêu trước, Diệp Thần còn bị Trương Sảo Linh, một kiếm oanh được ngực nổ tung, tim nám đen, mặc dù dựa vào Diệp Thần nghịch thiên sinh mệnh lực, không có bị ảnh hưởng quá lớn, có thể hai người chênh lệch, có thể gặp một ban. Hiện tại, mới qua bao lâu? Ngắn ngủi trăm chiêu mà thôi à, Diệp Thần. Lại đã có thể cùng thánh tổ cảnh bảy tầng thiên Trương Sảo Linh, đối với cùng mà chiến. Cái này mẹ hắn, chưa bao giờ nghe à. Chính là lấy vực ngoại võ giả kiến thức, đều là hoàn toàn rung động, không thể tưởng tượng nổi à. Như vậy đối thủ, đánh như thế nào? Không chỉ có đánh không chết, còn mẹ hắn sẽ một mực trở nên mạnh mẽ. Quá biến thái. Quá làm người ta tuyệt vọng à. Thứ 300 chiêu. Giờ phút này. Diệp Thần lại là từ vốn là bị áp chế, phản quay lại, hoàn toàn chế trụ Trương Sảo Linh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, kiếm mang chuyển động, một kiếm bão tố ra. Đối mặt một kiếm này, sắc mặt trắng bệch, hơi thở xốc xếch Trương Sảo Linh, mắt đẹp bên trong, rốt cuộc nổi lên một vẻ sợ hãi. Bị Diệp Thần áp chế ngay tức thì đồng nghĩa với, kết thúc chiến đấu. Trương Sảo Linh, cũng không có Diệp Thần như vậy yêu nghiệt cực kỳ sinh mệnh lực. Tới chịu đựng công kích của đối phương à. Coi như là có, nàng có thể không có biện pháp đang trong chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thay đổi thế cục. Vậy vô cùng sợ hãi kiếm quang, cuốn tới, Trương Sảo Linh cắn chặt hàm răng, màu tím bầm trường kiếm, điện mang cuồng thả, cả người máu tươi, cũng đốt đốt, không để ý hậu quả chém ra một kiếm. Tím bầm điện mang, hóa thành rồng sấm sét khổng lồ, đằng quay lại ra. Một kiếm này, cực mạnh. Nhưng, đây tuyệt mạnh một kiếm, nhưng là ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, bể nát. Mãnh liệt kiếm quang, không ngừng tiến về trước, trong phút chốc thì đã đi tới Trương Sảo Linh trước mặt, lần đầu tiên trong đời, Trương Sảo Linh cảm nhận được liền hơi thở tử vong. Nàng muốn chết phải không? Trương Sảo Linh mắt đẹp bên trong, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy đau buồn, nàng là thiên tài, nàng còn rất trẻ, nàng huy hoàng, còn chưa có bắt đầu, nàng, lại phải chết sao? Kiếm mang thoáng qua, một hồi đau nhức, từ Trương Sảo Linh giữa eo truyền tới, kinh khủng lực lượng, xâm nhập vào bên trong cơ thể, để cho Trương Sảo Linh giống như trong gió bay hoa vậy, xoay tròn rơi xuống xuống, máu tươi, tràn đầy không tự nhiên. Xa xa Trương Trì, thấy vậy kêu lên một tiếng, tỉ tỉ. Thân hình một cái chấp động, liền điều khiển Thanh Hoàng, hướng Trương Sảo Linh chấp động đi, vậy phân bố thanh vũ mềm mại thân thể, đem Trương Sảo Linh vững vàng tiếp lấy. Trương Sảo Linh hơi sững sờ, mình, lại không có chết. Nàng nhìn bên hông vết máu, nơi đó, có một đạo kiếm tổn thương, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Trương Trì nhìn nàng, ân cần hỏi, tỷ, người như thế nào? Có sao không? Trương Sảo Linh, mặc dù cường thế, một mực lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ, đối đãi mình người em trai này, thậm chí, Trương Trì cũng biết, Trương Sảo Linh trong lòng, không thế nào để ý mình. Nhưng. Máu nồng tại nước, Trương Sảo Linh, dẫu sao là chị mình. Trương Sảo Linh uống một viên thuốc, nhàn nhạt nói ta không có sao. Hắn, một khắc cuối cùng, thu tay lại. Nàng biết, nếu như Diệp Thần muốn, một kiếm kia đã đem mình chặn ngang chặt đứt, tuyệt sẽ không chỉ là eo ếch nhiều một đạo kiếm tổn thương mà thôi. Giờ phút này, Trương Sảo Linh kiêu ngạo,
đã hoàn toàn bị Diệp Thần đánh tan. So với Diệp Thần như vậy, hơn 20 tuổi, liền nắm giữ hủy diệt mộ đạo, có thể lực địch thánh tổ cảnh tồn tại, có không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, hơn nữa, còn có thể đang trong chiến đấu, càng đánh càng mạnh quái vật, nàng còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Còn có cái gì có thể xem thường người khác? Cái gì Càn Lôi Tông thánh nữ, cái gì Tử Lăng Thành thiên tài? Suy nghĩ một chút thật là buồn cười. So với Diệp Thần, nàng Trương Xảo Linh cái gì cũng không phải. Trương Trì lúc này mới nhẹ thở một hơi, nhìn Trương Xảo Linh thất lạc hình dáng, muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói, nhị tỷ, ngươi còn đi luyện thần phong sao? Trương Xảo Linh nhàn nhạt nói, đi. Dứt lời, nàng ánh mắt chớp động hướng Diệp Thần nhìn. Vốn là, Trương Xảo Linh tham gia luyện thần phong chiêu thân đại hội, chẳng qua là vì trợ giúp đệ đệ mình, lấy được vậy thiên linh linh khí thôi, có thể hiện tại, nàng thay đổi chủ ý. Nàng, muốn xem, cái này đánh bại mình thiên thần cảnh tiểu tử, ở chiêu thân trong đại hội, hay không còn có thể xem cường thế như vậy đi xuống. Lần này chiêu thân đại hội, đã hấp dẫn toàn bộ tinh tuyển vực rất nhiều yêu nghiệt tham gia, thậm chí, có so nàng Trương Xảo Linh cường đại hơn, kinh khủng hơn tồn tại. Hơn nữa, những người này bên người, cũng đều là có hộ đạo giả đi theo, có chút thiên tài bên người hộ đạo giả, nhưng mà tinh tuyển vực chân chính uy tín lâu năm cường giả, cơ hồ có thể đứng ở tinh tuyển vực kim tự tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai tồn tại à. Vốn là, Trương Xảo Linh bên người cũng có Càn Lôi Tông hộ đạo giả đi theo, chỉ là vừa vặn mấy ngày nay, tên kia hộ đạo giả có chút chuyện quan trọng cần xử lý thôi. Nàng biết, lấy Diệp Thần tính cách, không nổi lên va chạm, cơ hồ là không thể nào, đến lúc đó, Diệp Thần còn có thể thắng được đi không? Trương Xảo Linh không khỏi có chút mong đợi, thấy Diệp Thần bị đánh bại, thấy Diệp Thần cần cúi đầu một màn kia. Nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng nói, đến lúc đó, bị bổn cô nương xuất thủ cứu thời điểm, xem ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy. Trương Xảo Linh đứng dậy, nhìn Trương Trì một cái nói, ngươi theo bọn họ cùng lên đường đi. Dứt lời, thân hình động một cái, liền trở lại mình Thanh Hoàng Vương trên mình, trực tiếp biến thành một đạo bóng xanh, biến mất ở chân trời. Trương Trì nhẹ thở một hơi, nói thật, nếu như hiện tại, Trương Xảo Linh lại để cho hắn theo mình cùng đi, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Có thể nội tâm bên trong, Trương Trì nhưng muốn cùng Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù đã thương Trương Xảo Linh, nhưng, Trương Trì nhưng một chút oán hận cũng không có, ngược lại tràn đầy cảm kích. Phải biết, Trương Xảo Linh ban đầu, cũng không làm sao nương tay à, Diệp Thần không giết Trương Xảo Linh, đã coi như là hết tình hết nghĩa, cho hắn Trương Trì mặt mũi. Hơn nữa, Trương Xảo Linh cho tới nay, như vậy trong mắt không người, vô cùng ưu việt thái độ, ở Trương Trì xem ra, sớm muộn, là sẽ xảy ra chuyện, bây giờ bị Diệp Thần trị một hồi, đối với mình cái này kiêu ngạo tới cực điểm thiên tài tỷ tỷ, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn Trương Trì cũng không phải là cái gì kẻ ngu. Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, muốn không được bao lâu, liền sẽ bước vào thánh tổ cảnh, thậm chí còn bổ thiên cảnh. Diệp Thần khẳng định sẽ trở thành là toàn bộ tinh tuyển vực, thậm chí toàn bộ vực ngoại và thượng giới, đều phải ngưỡng mộ tồn tại à. Như vậy bắp đùi, hắn có thể không ôm chặt. Trương Trì khiến Thanh Hoàng, bay đến Diệp Thần bên người, nguyên bản vậy có chút khoe khoang khí chất, hoàn toàn thu liếm, thanh tú trên gương mặt tràn đầy lấy lòng nụ cười nói, Diệp công tử, sau này. Ta chính là ngài trung thành nhất bộ hạ, để cho ta đi theo ngài đi, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, không oán không hối hận. Cố Hàn khóe miệng một hồi co quắp, thằng nhóc này, trước đây không lâu còn nói Diệp Thần là tên lường gạt, cầm mình dỗ được xoay quanh. Làm sao thời gian đảo mắt, liền mẹ hắn chụp trên nịnh bợ. Diệp Thần cũng cười lắc đầu một cái, tờ này ao ra mặt ngược lại là quá dày, biến sắc mặt đổi được một chút đều không rông dài. Bất quá. Diệp Thần cũng không có hơn không ưa, Trương Trì mặc dù nhất tiện, không biết xấu hổ một chút, có thể bản chất còn có thể. Huyền tiên tử, cảm ơn. Diệp Thần trong lòng ngầm nói. Nếu như không có Huyền tiên tử, Diệp Thần cũng không khả năng thắng được. Hắn nghĩ tới vận dụng luân hồi mộ địa lực lượng, nhưng nghĩ đến Nhâm Phi Phàm giao phó, hắn chỉ có thể áp chế. Như đối với luân hồi mộ địa quá độ lệ thuộc vào, sẽ rất nguy hiểm. Mấu chốt luân hồi mộ địa còn nhốt một vị vạn giới cấm kỵ. Có thể để cho Nhâm Phi Phàm nghiêm túc như vậy, Diệp Thần phải chú ý đối đãi. Đây cũng là đoạn thời gian này, thiên đạo thất thánh tuy đã có thể dẫn động, nhưng Diệp Thần lại không có phát hiện nguyên nhân.
Ba người dưới người Thanh Hoàng động một cái, tiếp tục hướng luyện thần phong đi. Mấy ngày sau, một tòa cắm thẳng vào trời cao, vô cùng nguy nga núi to, liền xuất hiện ở ba người trước mắt, đây chính là tinh tuyển vực luyện thần phong chỗ. Cố Hàn hướng về phía Diệp thần nói, Diệp công tử, chiêu thân đại hội, bắt đầu ngày mai, ngày hôm nay, chúng ta muốn tìm một chỗ trước ở. Trương Trì nói, luyện thần phong chung quanh, ngược lại là có không ít thành trì vây quanh, chúng ta đi ngay Vân Hiên Thành đi, nghe nói, Vân Hiên Thành bảo tường các, có một đạo tên là, Vân Long Nháo Biển, tên món ăn, ở toàn bộ tinh tuyển vực đều là vô cùng là nổi tiếng. Cố Hàn nhưng là khẽ cau mày, Vân Hiên Thành là luyện thần phong vùng lân cận lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì, còn có Vân Long Nháo Biển cái này món ngon, chắc hẳn, sẽ hấp dẫn không thiếu bối cảnh không tầm thường võ giả đi chứ. Dẫu sao, mấy ngày nay, các thế lực lớn yêu nghiệt, chắc cũng đến. Đến lúc đó, nếu như chọc xảy ra điều gì phiền toái, làm thế nào? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là gật đầu một cái nói, đã như vậy, đi ngay cái này Vân Hiên Thành đi. Đối với Diệp Thần mà nói, dựa theo kiếm hồn huyền hàn ngọc ý, mình nhanh hơn tốc có đối kháng hiên viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh thực lực, chính là muốn ở vực ngoại tìm cường giả bồi luyện. Cường hóa võ đạo và hủy diệt mộ đạo. Trương Trì nghe vậy vui mừng, dưới chân Thanh Hoàng tăng tốc độ, liền hướng một tòa khí phái bất phàm thành trì rơi xuống. Ba người vừa tiến vào Vân Hiên Thành, liền hướng vậy bảo tường cắt đi. Trương Trì lấy ra một tấm màu vàng tấm thẻ, khá là lấy le cười nói, hi hi, tấm thẻ vàng này, chính là bảo tường các thẻ khách quý, ta trước khi tới, đặc biệt cầu ta nhị tỷ giúp ta lấy một tấm, bảo tường các cũng phải cần hẹn trước, nhưng mà bình thường hẹn trước, muốn đi vào ăn một bữa cơm, cũng không biết muốn xếp hàng không biết năm nào tháng nào đi, có cái này thẻ vàng, chúng ta mới có thể không cần hẹn trước, trực tiếp đi vào dùng cơm. Rất nhanh, ba người liền đi tới một tòa xây được vô cùng tinh mỹ, hoa lệ gác lửng trước, lầu các trên tấm bảng, rồng bay phượng múa viết bảo tường các ba chữ to. Nghe bảo tường các bên trong tản mát ra món ăn thơm, ba người đều là tinh thần chấn động. Bảo tường các cửa nhân viên phục vụ, hướng về phía ba người lễ phép cười nói, mấy vị, nhưng có hẹn trước. Trương Trì làm bộ cầm ra vậy trương thẻ vàng nói, chúng ta có thẻ khách quý, có thể vào không? Vậy nhân viên phục vụ thấy Trương Trì trong tay thẻ vàng, thần sắc ngay tức thì liền cung kính mấy phần, đối với hắn khẽ cười nói, cái vị công tử này, ngài tới có thể thật là đúng lúc, cái này mấy ngày chúng ta bảo tường các buôn bán chạy, ngày hôm nay chỉ còn lại một cái bàn trống, mấy vị mời vào trong. Ngay tại Trương Trì ba người, chuẩn bị bước vào bảo tường các bên trong lúc đó, bọn họ sau lưng chợt vang lên một đạo vô cùng là bá đạo thanh âm nam tử. Ừ, liền còn dư lại một cái bàn. Ngại quá. Cái bàn này, chúng ta muốn. Cố Hàn cùng Trương Trì nghe vậy, đều là sắc mặt trầm xuống, chỉ có Diệp Thần còn là một bộ nụ cười cổ quái. Bồi luyện không phải đã tới sao? Chính là hắn mong đợi. Ba người xoay người, chỉ gặp ở Diệp Thần ba người sau lưng, giống vậy đứng ba tên nam tử. Một người giữa eo treo một chuôi tử kim kiếm sao, vô cùng là đắt tiền kiếm nhỏ, thân hình cao gầy, dung mạo tuấn dật, đứng ở bên trái. Một người cả người gân thịt đột trống, so với kia cao gầy nam tử, còn cao lớn hơn mấy phần, hung thần ác sát, mặt đầy hung dữ, đứng ở bên phải. Mà đứng ở chính giữa, nhưng là một người nhìn qua tuổi tác so Trương Chỉ còn nhỏ hơn trên một chút thiếu niên, tay hắn đong đưa một chuôi bảo khí lượn quanh ngọc cốt phiến, trong mắt, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Cái này ba tên nam tử, đánh giá Diệp Thần bọn họ, trên mặt, đều là mang không vui. Mà nguyên bản đang chuẩn bị phát tác Cố Hàn cùng Trương Trì, khi nhìn đến cái này ba người ngay tức thì, nhưng là không khỏi được sắc mặt biến đổi. Đến miệng lời nói, miễn cưỡng nuốt trở vào. Nhìn Cố Hàn cùng Khổng Trì thần sắc, ba người trong mắt không vui bộc phát nồng nặc. Trương Trì trong mắt hơi run run nhìn tay cầm ngọc phiến tên kia thiếu niên, nuốt nước miếng một cái, có chút cả lăm hỏi, ngươi. Ngươi là Cực Kiếm Tông Chu Tử Huân. Vậy thiếu niên lãnh ngạo cười một tiếng nói, à. Ngươi nhận được bổn công tử. Cố Hàn cùng Trương Trì hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt kiêng kỵ đều phải hóa là thật thế chấp. Cực Kiếm Tông Chu Tử Huân, muốn không nhận biết, đều khó à. Đây chính là một cái so Trương Trì nhị tỷ còn trẻ hơn, nhưng tu vi giống vậy đột phá đến thánh tổ cảnh bảy tầng thiên yêu nghiệt à. Nói cách khác, Chu Tử Huân võ đạo tiềm lực, so với Trương Xảo Linh còn muốn càng kinh khủng hơn. Nhưng, so Chu Tử Huân thiên phú võ đạo, càng nổi danh chính là hắn bá đạo.
Cực kiếm tông, là tinh tuyền vực một trong những đại thế lực, thực lực, so với Trương Xảo Linh chỗ ở Càn Lôi tông, cao hơn mấy phần, lấy kiếm đạo mà nổi tiếng. Mà đây cái Chu Tử Huân bá đạo đến cái gì bước? Nghe nói, cực kiếm tông có một cái quy củ, làm Chu Tử Huân xuất hiện ở trong môn lúc đó, tất cả cực kiếm tông ngoại môn đệ tử, đều phải chủ động dừng lại trong tay chuyện, hướng Chu Tử Huân thi lễ. Còn nếu là Chu Tử Huân, phải làm gì chuyện, tất cả mọi người đều muốn vô điều kiện là hắn nhường đường. Dĩ nhiên, hắn, vậy quả thật có vốn để kiêu ngạo. Lấy Chu Tử Huân tư chất, coi như hắn lại bá đạo, lại không chút kiêng kỵ, là tùy ý là, cực kiếm tông cũng sẽ chết bảo hắn. Tại sao? Bởi vì, Chu Tử Huân là mấy chục ngàn năm qua có hy vọng nhất để cho cực kiếm tông lên cấp trở thành nguyệt hồn vực thế lực yêu nghiệt à. Dựa theo Chu Tử Huân tiềm lực, không cần ngàn năm, liền có thể bước vào vượt qua bổ thiên cảnh tồn tại. Vì tông môn tương lai, buông thả Chu Tử Huân một ít lại coi là cái gì. Chớ nói chi là, Chu Tử Huân vẫn là cực kiếm tông đại trưởng lão thân tôn tử. Nhân vật như vậy, toàn bộ tinh tuyền vực hơi sành đời một chút người có thể không nhận biết. Đây là, đứng ở Chu Tử Huân bên cạnh tên kia núi nhỏ vậy người to con, hướng về phía Diệp Thần ba người, quát lạnh một tiếng nói, nếu, nhận ra Chu công tử, còn không mau mẹ hắn cút. Chờ lão tử mời ngươi sao? Cái này to lớn nam tử, tên là Viên Khung Thiên, mà tên kia eo bái phục kiếm nhỏ tuấn giật thanh niên, tên là Lý Nhất Xuyên, hai người đều là Chu Tử Huân bằng hữu, đi theo Chu Tử Huân, vậy chừng trên trăm năm ngược lại cũng coi là có mấy phần danh tiếng. Có thể đi theo Chu Tử Huân bên người, hai người thực lực, tự nhiên vậy một chút không kém. Trương Chỉ cùng Cố Hàn bị Viên Khung Thiên gần như vậy ư làm nhục quát hỏi, đều là hai quả đấm nắm chặt, trán gân xanh tách thả ra, trong mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực. Bọn họ cũng coi là kinh tài tuyệt diễm hạng người, ở gặp phải Diệp Thần trước, một mực tất cả đều là mắt cao hơn đầu thiên tài, hiện tại, lại bị người như vậy hô tới quát lui, bọn họ có thể không giận. Có thể, cho dù là giận, cũng phải nhìn trước. Mình nơi này thực lực, hoàn toàn không bằng đối phương à. Không đành lòng, có thể làm sao? Chẳng lẽ, muốn theo như đối phương nói phải trái, nói mình là tới trước? Võ đạo vi tôn thế giới, thực lực chính là đạo lý. Huống chi, lấy Chu Tử Huân bá đạo, người muốn cùng hắn nói phải trái. Sợ rằng, chỉ sẽ để cho mình, hơn nữa khó chịu, thậm chí, trả giá thật lớn. Có thể, cứ như vậy chịu đựng. Bọn họ nhưng là thật không cam lòng à. Hai người đều không khỏi được, hướng Diệp Thần ném ánh mắt, trong mắt bên trong, lóe lên vẻ mong đợi vẻ. Có lẽ, lấy Diệp Thần thực lực, có thể chiến thắng ba người. Dẫu sao, Diệp Thần ở đánh bại Trương Xảo Linh sau đó, đã cho bọn họ một loại không gì không thể cảm giác. Bất quá, rất nhanh, Cố Hàn cùng Trương Trì, đều là lắc đầu một cái. Trước trận chiến ấy, bọn họ nhìn ra được, Diệp Thần thắng rất miễn cưỡng. Đối mặt Chu Tử Huân một người, cũng chưa chắc có thể thủ thắng, huống chi Chu Tử Huân bên người, còn có hai người trợ giúp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.